Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 131. Còn tình trạng của bí thư đảng ủy công an thành phố đồng chí Chỉ Hạo Cường cũng không khác lắm, Diệp Phàm phát hiện, trên đùi người này hình như đang chảy máu. Ô hô, có khi thọt mất rồi. Dừng tay, Diệp Phàm cầm lấy loa khuếch đại âm thanh nhảy đến bãi đất bên cạnh hét to một tiếng. Ai nấy ở hiện trường nhất thời sửng sốt nên ngừng lại. Tôi là bí thư thành ủy đồng lĩnh Diệp Phàm, tam thúc công nhà các người đã đồng ý cùng chúng tôi nói chuyện, người ở ngay đây, toàn bộ hãy dừng tay, người nào còn dám làm sằng làm bậy, bắt hết cho tôi, Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, 50 mấy cảnh sát cùng hô lên. Vâng, chương 2360, xém tí lộ tẩy. Cả đám lại uy phong đứng lên. Tam thúc công, ông sẽ không bị bọn họ lừa chứ? Trong đám người hồi từ đường cái đi ra có kẻ hô. Không cần đánh, có đánh nữa cũng vô dụng, bí thư Diệp đã cam đoan sẽ giải quyết vấn đề, hơn nữa là giải quyết ngay tại chỗ. Việc này, nếu không giải quyết, chúng ta sẽ không chịu đi. Tam thúc công hô. Bên kia vài người thoáng nhìn nhau rồi hội họp với tam thúc công làm thành một vòng tròn tái thương lượng một hồi. Dường như đã thống nhất ý kiến. Ai bị thương toàn bộ băng bó ngay tại chỗ, nếu nghiêm trọng thì lập tức đưa đi bệnh viện. Diệp Phàm hạ lệnh. Bí thư Diệp, đường bị họ đào hỏng hết rồi, xe không ra được. Lúc này, Bao Nghị tiến lên nói. Mễ Nguyệt, lập tức thông chi sang người phụ trách cục y tế, lập tức cho người lại đây, ai dám chậm trễ, tôi sẽ cách chức. Diệp Phàm ra lệnh cho Mễ Nguyệt. Bởi vì thôn này nằm trong khe núi, sóng điện thoại di động không tốt. May mà ban quản lý thôn có điện thoại cố định, Mễ Nguyệt được trưởng thôn dẫn đường khẩn trương chạy đi gọi điện thoại thông chi. Đám người cuối cùng đã tạm thời yên tĩnh trở lại, tuy nhiên, nhóm người hồi vẫn cùng thôn dân thôn nhị đạo câu rằng co tử lẫn nhau, đều tự tìm lấy chỗ mà ngồi xuống. Xem tư thế này nếu không xử lý thì nói thật đúng là có chút phiền phức rồi. Đúng lúc này, xa xa tiếng còi cảnh sát liên hồi vang lên. Cảnh sát có vũ trang và công an cũng vội vàng đuổi tới, bởi vì tới gần nhị đạo câu tử thôn hai kênh, thì đường xá đã bị nhóm người hồi đào cho gồ ghề nên xe tạm thời không có cách nào tiến vào. Vì vậy đám cảnh sát có vũ trang và công an tất cả đều chạy bộ vào. Tự nhiên, ai nấy đều đổ mồ hôi như mưa, thở phì phò như trâu. Đám người kia vừa thấy, lập tức đứng cả lên. Mọi người im lặng. Bọn họ tới đây là để duy trì trật tự đấy, sẽ không gây bất cứ thương tổn nào cho ai cả. Diệp Phàm lại khẩn trương kêu gọi vì lo đám người kia đến lại đã kích thích phản ứng của hồi dân. Bên này bí thư đảng ủy công an thành phố đồng chí Chỉ Hạo Cường chân thấp chân cao và cùng Bao Nghị qua xử lý. Không lâu sau, bí thư huyện ủy huyện Hồng Lĩnh Cổ Lương và chủ tịch huyện Khúc Tân Bạch đi theo phía sau đám cảnh sát hình sự cùng với một số ghế phó ở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đều là toát mồ hôi như tắm chạy theo tới. Vừa mới dừng lại nên thở cũng chẳng ra hơi. Chậm chút, nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, chúng tôi đã tới chậm, xin lãnh đạo phê bình. Cổ Lương không dám nghỉ ngơi, thở gấp như trâu phì phò báo cáo. Còn Khúc Tân Bạch phỏng chừng tình trạng sức khỏe không tốt do hơi thừa cân một tí, lại mới rượu thịt đề huề nên sớm đã thở không ra hơi, miệng chép chép vài cái chẳng nói nên lời. Thấy bí thư Cổ đang báo cáo, y cũng muốn báo cáo lắm. Tuy nhiên, miệng há hốc vài lần, mắt chừng như cá vàng giật giật mấy cái không ngờ không phát ra được thanh âm nào cả. Kế đó a a vài tiếng, mặt lập tức đỏ bừng. Bình thường cũng phải chú ý rèn luyện thân thể một chút. Diệp Phàm nhìn cái bụng bia lớn tướng kia mà hừ một tiếng. Vâng. Khúc Tân Bạch cố gắng vô ích quẩy người một cái cố dặn ra một chữ, gật lấy gật để. Tuy nhiên, thân mình nghiêng một cái không ngờ đã ngã luôn xuống đấy. May mắn có Diệp Phàm nhanh tay nhanh mắt lanh lẹ đỡ lấy. Biết người này huyết khí dâng lên sắp hôn mê, cho nên ra tay ngầm điểm vài huyệt đạo trên người, y lập tức tỉnh lại. Phát hiện mình thiếu chút nữa là nằm gọn trong lòng Diệp Phàm trong lòng thì lập tức mặt xị ra thiếu chút là xám mét như than. Khẩn trương đứng thẳng dậy vẻ mặt ấp úng nói không ra lời. Đương nhiên, Diệp Phàm dụng ưng nhãn phát hiện trong mắt đồng chí Cổ Lương kia tuyệt đối là có một tia vui vẻ vì người khác gặp họa hiện lên. Bởi vậy hắn suy đoán, hai đồng chí này cũng không hợp cả nhau cho lắm. Hai bên thương lượng một hồi rồi vào trụ sở thôn. Bên này... Bởi vì trong trụ sở thôn chỉ có một cái bàn kiểu đồ tể mổ heo xẻ thịt, cũng quá mất mặt. Cho nên,
Mễ Nguyệt từ sáng sớm đã sắp xếp người kê hơn 10 cái bàn từ trường tiểu học thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn hai kênh trong đại sảnh của trụ sở thôn. Mà khăn trải bàn nhất thời cũng là tìm không được, tuy nhiên, Mễ Nguyệt khá là thông minh, nhất thời không ngờ lại kiếm tấm chăn đơn ra trải lên bàn học, vậy là hội nghị lâm thời này vẫn là có không khí vui vẻ. Cái bàn hơi thấp, nhưng cũng ra khuôn ra dáng phết đấy. Bởi vì ngày hôm qua không có ý định ngồi bao lâu, sau khi kiểm tra xong chuẩn bị trở về xã Ngưu Hà quyết định việc này. Cho nên, trụ sở thôn bên này cũng không chuẩn bị. Cho dù là có chuẩn bị cũng không đâu vào đâu. Hơn nữa Hồng Cốc trại hiện tại đường không thông nên không thể chuyển đồ được. Mễ Nguyệt, lập tức điều động mấy chiếc xe đến làm lại đường. Bằng không, mấy ngàn người tối nay phỏng chừng không được ăn cơm. Diệp Phàm nói, Bí Thư Diệp, giờ cũng đã sắp 4 giờ rồi. Phỏng chừng là phải ăn cơm trước rồi tính. Lúc này, Vương Long Đông chợt nói. Nếu kêu thôn dân thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn hai kênh, đưa cơm cho các huynh đệ người hồi ăn, bọn họ trong lòng khẳng định là khó chịu. Như vậy đi, vấn đề cơm nước vẫn là để các đồng chí bên xã Ngưu Hà phụ trách. Bảo bọn họ đem chút bánh mì, cháo với dưa muối, đơn giản là làm chút đồ ăn mang đến là được. Diệp Phàm nói. Vậy, lãnh đạo cấp trên thì làm sao bây giờ? Vương Long Đông liếc nhìn đám người phó chủ tịch tỉnh Điền và thứ trưởng Phong ở phía xa. Các huynh đệ người hồi ăn gì thì tất cả mọi người ăn cái nấy, quyết định như vậy đi. Diệp Phàm quyết đoán ra lệnh. Vương Long Đông tự mình đi thao tác, còn Bao Nghị phải duy trì trật tự hiện trường không thể rời khỏi. Những người này tuy nói tạm thời ổn định, nhưng trời mới biết khi bị kích động có thể lại bùng nổ lần nữa hay không. Mặc dù là hiện tại có rất đông cảnh sát có vũ trang đến đây nhưng cũng là tương đối khó giải quyết. Vào trong trụ sở thôn, Diệp Phàm mời Thứ trưởng Phong và Phó Chủ tịch tỉnh Điền ra ngồi chính giữa, tuy nhiên, hai vị đồng chí kiên quyết không chịu ngồi trên. Kết quả, Diệp Phàm ngược lại bị bọn họ ép ngồi lên vị trí chủ tọa. Còn hai vị quan lớn cũng như hai thần tử ngồi sau lưng Diệp Phàm, nghiễm nhiên làm hai chỗ dựa vững chắc. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại cảm giác sau lưng có khí lạnh truyền đến. Phong Thanh Lục còn đỡ một chút, hôm nay phát sinh việc này cũng không biết Phó Chủ tịch tỉnh Điền trong lòng có nghĩ gì hay không. Khẳng định là không thoải mái rồi. Huống chi, việc này nguyên do thế nào cũng chưa được làm rõ, đến lúc đó làm thế nào lo cho xong việc cũng khó mà lạc quan nổi rồi. Hồng lĩnh bên kia đã tới hơn 600 người, còn gài trẻ thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn hai kênh cộng lại cũng đến hàng trăm xia miệng. Hơn nữa còn có cảnh sát có vũ trang cùng với nhân viên công tác chính quyền, sơ sơ đã đến 2.000 người, cứ đứng như vậy ở thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn hai kênh. Quy mô sự việc thật ra là rất lớn, nếu giải quyết không tốt thì ai nấy đều sẽ nhìn chằm chằm vào. Diệp Phàm nghĩ mà không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Khổng Đoan bôi chút thuốc đỏ trên mặt rồi cũng tiến vào, nguyên cái tổ chim trên đầu đều không có tái xử lý một chút. Đây đoán chừng là chủ tịch thành phố Khổng không muốn mất đi cơ hội khoe thành tích tốt với các lãnh đạo. Huyện Hồng Lĩnh bên kia đến đây có 10 người đại biểu cho thôn dân, do Tam Thúc Công cầm đầu, trong đó già trẻ đủ cả. Đoàn người huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hồng Lĩnh cũng theo chân bọn họ ngồi một bên, còn đoàn người huyện Lão Ma Khanh cùng với thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh ngồi ở phía đối diện. Còn cán bộ từ Đồng Lĩnh tới cùng với cán bộ bên Bộ Tài chính và trên tỉnh xuống tất cả đều ngồi ở phía sau. Nghiễm nhiên là tư thế bồi thẩm đoàn. Hôm nay cho tập hợp tất cả đại biểu liên quan của huyện Hồng Lĩnh và huyện Lão Ma Khanh cùng với các đại biểu khác lại đây, vừa rồi phát sinh chuyện ngoài dữ liệu này, tạm thời tôi không nói nữa. Nếu đã xảy ra, dù sao cũng phải xử lý cho xong. Trước tiên mời đại biểu bên huyện Hồng Lĩnh phát biểu. Diệp Phàm nói, tôi là Nạp Tát Đức, đến từ Hồng Cốc trại của huyện Hồng Lĩnh, trong trại mọi người gọi tôi là Tam Thúc Công. Hồng Cốc trại chúng tôi là một trại lớn, có 9 phân trại, theo thứ tự là Hồng Diệp trại, Hồng Đồng trại, Hồng Dương trại, Hồng Đinh trại, Hồng Lâm trại. 9 phân trại hợp lại tổng cộng có hơn 5.000 người. Hơn nữa, trong số hơn 5.000 người này, cứ 100 người thì lại có 95 người đều là người dân tộc Hồi. Những tộc khác còn có Hán, Mãn, tôi không nhớ rõ lắm. Lần này tại sao lại tới đây? Vì nghe nói là Trung ương có lãnh đạo lớn xuống dưới thị sát đất đai. Nói là ở trên sẽ cấp tiền để chuyển đổi ruộng xấu lấy ruộng tốt. Cho nên, chúng tôi lập tức cũng tìm hiểu qua, nghe nói địa điểm liền định ở thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh huyện Lão Ma Khanh. Trại dân nghe xong toàn bộ đều không phục,
đó là bởi vì Hồng Cốc trại chúng tôi có đất vườn ở chín trại đều rất chi là cằn cỗi. Bởi vì trại bị vây dưới khe núi của một sườn núi lớn. Phân hai đầu gạt ra, ở giữa vốn ban đầu là có con suối nhỏ đấy. Chúng tôi gọi nó là Cốc Khê. Chẳng qua, sau lại cũng không rõ nguyên nhân gì, nước suối càng ngày càng nhỏ, đến hiện tại về cơ bản là đã khô cạn mất rồi. Tụi trẻ cũng có thể men theo lòng khe suối đi học rồi. Đương nhiên, con suối này đã tồn tại mười mấy năm rồi. Sau lại có người nói là do ở Thượng Du có trạm phát điện Hồng Cốc ngăn đập mà tạo thành. Vì thế, chúng tôi cũng có đi tìm giám đốc trạm phát điện Hồng Cốc, yêu cầu bọn họ bồi thường hợp lý cho dân chúng trong thôn, hoặc là mở chút nước cho dân chúng tôi là được. Chỉ có điều, bọn họ vẫn không đáp ứng. Chúng tôi cũng khiếu nại đã lâu, nhưng ở huyện cho đến thành phố chẳng có ai trả lời. Người hồi chúng tôi đều là dân lương thiện, ai nấy đều nhẫn nhịn nhiều rồi. Nhưng đất đai mất nước, cấu tạo và tính chất của đất đai là càng ngày càng kém. Vốn đất của chúng tôi trước đó đều là thuộc loại đất bị nhiễm phèn nhẹ. Trước kia có suối nước chảy qua thì còn đỡ. Nay đã 10 năm rồi không có nước, toàn bộ nhờ ông trời cho chút mưa mới có cơm ăn. Kết quả trong đất nghe nói là nồng độ muối càng ngày càng nghiêm trọng, cái gì mật độ càng ngày càng cao, dù sao tôi không hiểu nổi những thứ từ ngữ chuyên ngành đó, chỉ nghe các chuyên gia cục nông nghiệp trên huyện nói thế. Hơn nữa chất đất vốn đã kém, đá sỏi lại rất nhiều, đất mặt lại mỏng. Lại không có nước, có khi gặp một đợt gió là không cần nói đến cây nông nghiệp, ngay cả bùn trong ruộng toàn bộ đều bị cạo sạch trơ tầng đá bên dưới. Trại dân không có biện pháp gì, đành phải đi thật xa đào lại bùn đắp lên một lần nữa. Cứ thế, năm nay lượng mưa lại ít, đất đai căn bản là không có nhiều thu hoạch. Trại dân ngay cả kiếm cơm cũng khó. Tôi liền mang theo một số người đi khắp các nơi đòi tiền đòi gạo. Ở huyện tuy nói cũng cho một ít tiền trợ cấp, nhưng là không đủ cho trại dân chúng tôi no cái bụng. Dù sao, trại dân thu vào rất ít, phải dựa vào mấy đám ruộng, nay ruộng thành vô dụng thì biết lấy cái gì bán đổi chút xì dầu thịt heo đây. Tam thúc công này nói chuyện mà khiến Diệp Phàm nghe xong cảm thấy có chút quái dị. Lúc thao thao bất tuyệt tam thúc công ngẫu nhiên sẽ xen kẽ một ít thổ ngữ, nhưng trong đó, nhưng lại nghe rất tự nhiên trôi chảy. Phỏng chừng, trước đó đã có đánh bản thảo, bằng không, không thể nói được lưu loát như thế, việc này đối với một ông lão mấy chục tuổi không đọc qua sách vở mà nói là tương đối khó khăn. Chương 2361, chuyện chẳng đâu vào đâu. Đồng chí Cổ Lương, những gì Tam Thúc Công nói là sự thật sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thật ra, trong lòng hắn còn có chút rối rắm. Người ta nói đất chật người đông, đây thật ra là phương án lấp liếm trên hội nghị thường vụ thành ủy. Nếu Tam Thúc Công đã có ẩn ý ám chỉ thì chuyện lần này cũng có chút phức tạp. Khẳng định là đã biết tin tức nội bộ, lần này Hồng Cốc trại có chuyện phát sinh, tuyệt đối là thuộc loại âm mưu có tổ chức dự tính trước. Đúng là sự thật, không có nửa chút giả dối. Chuyện này bởi vì tôi biết rất rõ Hồng Cốc trại, nói ra quả thật xấu hổ, Hồng Cốc trại cũng là vấn đề nan giải của huyện Hồng Lĩnh chúng tôi. Trại lớn, nhân khẩu nhiều, bởi vì bọn họ là dân tộc thiểu số, cho nên, chuyện kế hoạch hóa gia đình được chính sách ưu đãi, cho nên, những năm gần đây nhân khẩu tăng trưởng tương đối nhanh. Tuy nói vị trí địa bàn của trại tương đối lớn, nhưng đất vườn thuộc loại tốt cũng không nhiều. Hơn nữa nhân khẩu gia tăng, quỹ đất càng ngày càng ít. Mà đất của bọn họ cũng đã được chuyên gia bên Cục Nông nghiệp khảo chứng, là thuộc loại đất bị nhiễm phèn mức độ trung bình. Những năm gần đây bởi vì suối Cốc Khê khô cạn, phong hóa, hàm lượng muối và kiềm càng nghiêm trọng, cho nên, chất lượng đất là càng ngày càng kém. Năm nay riêng huyện đã cấp 2 vạn mua gạo cho Hồng Cốc trại. Tuy nhiên, 2 vạn đối với tình trạng đáng báo động của chúng tôi với huyện Hồng Lĩnh mà nói cũng là con số lớn rồi. Nhưng đối với gần 6.000 người, chia theo đầu người một cái cũng chỉ vẹn vẹn có chừng 300 đồng. Chút tiền ấy lấy ra, đích xác chống đỡ không được bao nhiêu. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã chủ tư nhiều mặt, muốn nắm từ ngọn nguồn gốc rễ, cải tiến cấu tạo và chất đất của Hồng Cốc trại. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân huyện cũng là tài lực hữu hạn. Ôi! Cổ Lương nói đến đây chỉ thở dài, lại ra hiệu cho nhân viên công tác của huyện Hồng Lĩnh đem ảnh chụp tư liệu có liên quan của Hồng Cốc trại ra phân phát xuống dưới rồi tiếp. Vừa mới nhận được thư chỉ thị, tôi liền sắp xếp các đồng chí bên Cục Nông nghiệp đem tư liệu đến. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, hôm nay để có chuyện phát sinh ở đây, các huynh đệ người hồi ở Hồng Cốc trại cũng quá vọng động rồi.
chỉ có điều sự kích động này cũng thực là có nguồn gốc của nó, kính xin lãnh đạo cấp trên có thể xem xét xử lý. Bọn họ cũng là bị bức lên lương sơn ép đến đường cùng rồi. Đám người Diệp Phàm chuyển qua xem tư liệu một chặp. Các người có thể khẳng định chất lượng đất đai ở Hồng Cốc Trại so với ở thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh còn kém hơn sao? Nhu cầu về đất càng khẩn trương hơn sao? Khổng Đoan lạnh lùng hỏi. Kính thưa các vị lãnh đạo đáng kính, tôi là Mã Đằng, là hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Cốc ở Hồng Cốc Trại. Tôi thật ra không phải là người Hồng Cốc Trại nhân, chỉ là dạy học ở tiểu học Hồng Cốc cũng đã gần 20 năm có lẽ rồi. Sông núi, từng cọng cây ngọn cỏ nơi đó đổi thay ra sao tôi đều thấy rõ, đều đau lòng. Cũng không thể để tình trạng này tiếp tục chuyển biến xấu đi. Cho nên, tôi hạ quyết tâm, nghe nói cấp trên có người đến nên lần này tôi cũng theo tới đây. Hồng Cốc Trại đều là vì nghèo, mượn chuyện trường học mà nói, căn bản cũng không có ai tốt nghiệp trường sư phạm đồng ý đến đây. Mặc dù là cũng có một hai người đến trụ lại một hai năm rồi cũng tìm quan hệ mà điều đi. Điều này cũng không trách được bọn họ, nước chảy chỗ trũng, người hướng lên trên. Tôi là giáo viên dân lập chuyển sang chính thức đấy, mà tiểu học Hồng Cốc có hơn 10 thầy cô, không có một người nào là xuất thân công lập, tất cả đều là dân lập tạm thời. Dân Hồng Cốc Trại dù nghèo, nhưng bọn họ có truyền thống tôn sư trọng đạo rất tốt đẹp. Cho nên tất cả thầy cô giáo đều được phân đến nhà dân ăn cơm. Giáo viên dân lập và dạy thay vì không phải thuộc biên chế chính thức của nhà nước, cho nên tiền lương đãi ngộ so với giáo viên chính thức là không bằng 30%. Dựa vào chút tiền ấy căn bản là sống không nổi, mà có nhà trại dân lại cách trường học xa, bọn họ mỗi lần đến giờ cơm đều sẽ đem cơm nắm tới trường ăn. Tôi rất cảm động cho nên giữ lại, bà xã nhà tôi cũng là một cô người hồi của Hồng Cốc Trại. Tôi là một gã đảng viên lão thành rồi, tôi lấy tư cách ra cam đoan. Những gì Tam Thúc Công nói mỗi câu đều là sự thật. Đất vườn ở Hồng Cốc Trại tuyệt đối kém hơn so với nơi đây về cả cấu tạo và tính chất. Đồng ruộng của chúng tôi có sản lượng chẳng đáng bao nhiêu, không đến 30% của thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh. Bởi vì, trại chúng tôi có mấy cô gả sang đây, sau khi trở về có nói thế. Các cô nói là cơm ăn đủ no. Hơn nữa, trong thôn ruộng rất nhiều, căn bản là làm không có hết. Đương nhiên là so với quận Đồng Lĩnh, Trương Hà chúng ta thì còn kém hơn rất nhiều. Nhưng nếu so với Hồng Cốc Trại chúng tôi thì bọn họ chính là đám người giàu có rồi. Hôm nay ở đây, tôi đưa ra thỉnh cầu mong các vị lãnh đạo xử lý. Hôm nay Hồng Cốc Trại chúng tôi để chuyện này phát sinh đích xác là không nên. Chỉ là, bọn họ cũng thật sự không có cách nào khác. Thỉnh cầu các lãnh đạo xử lý tôi, khai trừ tôi ra khỏi đảng, hủy tư cách giáo viên của tôi. Tôi cam tâm tình nguyện chịu các vị xử phạt. Tam Thúc Công nói nếu tôi bị khai trừ rồi, bọn họ sẽ cho tôi mảnh ruộng tốt nhất trong trại. Mặc dù thôn dân trong trại không có cơm ăn, bọn họ cũng muốn mời tôi tiếp tục làm thầy giáo ở Hồng Cốc Trại. Lời tôi nói quả không dễ nghe, chính là lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng phải đi. Bởi vì, tôi hiện tại đã thành một thành viên trong số dân chúng ở Hồng Cốc Trại rồi. Lúc rảnh rỗi hiếm hoi tôi cũng sưu tập rất nhiều tư liệu. Mượn máy đến chụp rất nhiều ảnh, đây là đất đai hiện tại ở Hồng Cốc Trại chúng tôi, mời các vị lãnh đạo xem qua. Lúc này, một người trung niên tên là Mã Đằng phía sau Tam Thúc Công đứng lên nói, lấy từ trong túi vải ra rất nhiều tư liệu cùng ảnh chụp. Mễ Nguyệt, chia ra cho mọi người xem. Diệp Phàm nói. Sau khi xem qua những tấm hình này, trong lòng Diệp Phàm có chút chua xót. Diệp Phàm nghĩ tới nơi đầu tiên hắn nhận công tác đập nước Thiên Thủy. Tình hình lúc trước cũng tương đối giống như thế này. Vì thế nói, đúng như trên đây đã nói, bí thư thành ủy tôi đây đúng là chưa làm hết trách nhiệm. Làm bí thư thành ủy Đồng Lĩnh mà cuộc sống của dân còn khổ như thế, tất cả cán bộ Đồng Lĩnh chúng ta đều có trách nhiệm. Nói đến đây, Diệp Phàm quay sang nhìn Mã Đại Lâm và Hậu Bân của huyện Lão Ma Khang, hỏi. Đồng chí Đại Lâm, đồng chí Hậu Bân, hai vị thấy sao? Các vị có thể nói một chút về thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh của mình. Hồng Cốc Trại tuy nói cấu tạo và tính chất của đất đai kém, nhưng cấu tạo và tính chất của đất đai ở thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh cũng không khá hơn chút nào. So với Hồng Cốc Trại chỉ khá hơn chỗ đất không bị nhiễm phèn thôi. Mà chúng tôi bên này bởi vì cách nguồn nước xa, lại ở giữa sườn núi nên có không ít sỏi đá cằn cỗi. Hơn nữa, bởi vì ruộng đất đều ở trên sườn núi, vuông góc với sườn núi dốc. Cho nên, khi có mưa to thì thân núi lở đất sẽ có độ nguy hiểm tương đối cao.
Đã từng có thôn dân đang canh tác trong ruộng thì gặp lở đất mà bị thương, chẳng qua là khi đó rất may mắn không bị chôn sống nên thoát được một cái mạng. Cho nên, chỉ có thể nói là mỗi người một cảnh. Về phần họ nói chúng tôi lắm ruộng ít người, điều đó là không có khả năng. Chúng tôi bên này cũng có hơn 1.000 người, mà quỹ đất cũng không nhiều. Hơn nữa gần một năm trôi qua, thân núi bị lở đất cũng hư hao không ít đất vườn, khiến cho quỹ đất trong thôn ngày càng ít hơn rồi. Mã Đại Lâm phản bác lại. Các người nói bậy, tưởng chúng tôi không rõ sao. Thôn các người vốn không đến 1.000 người, nhưng bình quân mỗi người lại có hơn 3 mẫu ruộng canh tác. Cho dù là lấy sản lượng thấp nhất làm mẫu là 400 kg để tính thì các người mỗi người một năm cũng có thể thu được tầm 12 cân lương thực giải quyết vấn đề cơm ăn là không thành vấn đề. Mã Đằng đứng lên nói xong, liếc nhìn mọi người một cái, lại nói. Còn Hồng Cốc trại chúng tôi thì chỉ có hơn 2 mẫu. Sản lượng chỉ vẹn vẹn có khoảng 3 kg, chia ra mà ăn cũng không thể nào đủ, ngay cả giải quyết miếng ăn của trại dân cũng đã có vấn đề. Chứ chớ nói chi là dùng cơm thừa cho gà cho vịt. Địa phương khác hàng năm ăn Tết đều giết gà giết vịt, chỉ có Hồng Cốc trại là hiếm có chuyện xa xỉ như vậy. Mà Hồng Cốc trại còn có một nhân tố bất lợi rất lớn, đó là cho tới hôm nay, trại đường vào trại vẫn chưa được thông suốt. Muốn ra ngoài toàn bộ đều cưỡi ngựa, cuộc sống rất khổ, ít nhất thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh các người còn có xe ba bánh với xe bò cải tiến vào được. Cái gì, một trại lớn như vậy mà vẫn không có đường vào. Diệp Phàm có chút khiếp sợ hỏi, ánh mắt vẫn nhìn bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Hồng Lĩnh. Rất xin lỗi bí thư Diệp, tôi không làm đến nơi đến chốn. Đúng là như thế, tuy nhiên, nguyên nhân là xuất phát từ nhiều phương diện. Trên huyện hàng năm cũng có cấp xuống khoản tiền 1 triệu để làm đường. Chỉ có điều, vì đường đi Hồng Cốc trại đất mỏng đá nhiều, khoản tiền 1 triệu cấp xuống cộng thêm dân chúng bỏ công ra lao động cũng không làm nổi 2 dặm. Chỗ tiền này tất cả đều là dùng để mua thuốc nổ ngòi nổ rồi. Mà ngay cả ăn cơm đều là các trại dân tự đem từ nhà đi. Bọn họ thực sự đã cố gắng hết sức. Suốt mấy năm nay, Tam Thúc Công vẫn dẫn theo trại dân, hàng năm đều làm thêm ra mấy trăm mét đường. Chỉ có điều, từ xã Hồng Du đến Hồng Cốc trại phải làm hoàn chỉnh thì lộ trình khoảng chừng 40-50 dặm. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã cố công nhưng vô ích. Cổ Lương vẻ mặt ửng đỏ nói. Các người còn làm bộ, hôm qua còn cho nổ sụp nhiều chỗ. Cố ý đem đất vườn đè hỏng, tưởng bọn này không biết các người chính là muốn lừa tiền cấp trên. Lúc này, một người thanh niên của Hồng Cốc trại đứng lên thở phì phì hô to. Có chuyện này sao? Khổng Đoan tỉnh bơ như không, vẻ mặt nghiêm túc quay ra hỏi chủ tịch xã Nghiêu Hà là Thái Nghiêu. Thưa chủ tịch thành phố, đúng là có chuyện như vậy. Đó là chỗ cho nổ rạn nứt quá nghiêm trọng, về cơ bản khi nứt ra có thể gây nguy hiểm. Vì an toàn của người nông dân canh tác trên đó, chính quyền xã đã huy động nhiều nguồn tài chính mua thuốc nổ về, đem những mối nguy hiểm này loại bỏ trước. Đảng ta, lãnh đạo của chúng ta không lúc nào không nhấn mạnh công tác an toàn. Chúng tôi cũng không dám chậm trễ, nếu để xảy ra tai nạn chết người thì không dễ xử lý. Việc này, chúng tôi sớm đã báo cáo lên chủ nhiệm Mã và chủ tịch huyện. Ở huyện cũng ủng hộ hoạt động này, hơn nữa còn cấp ít thuốc nổ và dụng cụ này nọ. Chỉ có điều vẫn chưa tìm được cơ hội, bắt đầu kế hoạch cũng là vào ngày hôm qua. Đây chỉ là chuyện trùng hợp, không thể quy là cố ý hủy hoại đồng ruộng như vừa nãy. Thái Nghiêu tôi có bị đá rơi vào đầu cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đấy. Việc này, tôi mong lãnh đạo cấp trên điều tra rõ. Bằng không tiếng xấu này không thể rũ bỏ hết được. Đồng chí chủ tịch Thái thiếu chút nữa là than thở khóc lóc rồi, nếu không phải việc này là được Diệp Phàm mịt mờ đồng ý thì có khi hắn còn thực sự nghĩ rằng những gì người này nói là sự thật. Nếu là vì loại trừ tai họa ngầm thì chuyện này vốn có nguồn gốc của nó. Hơn nữa tôi còn phải khen ngợi 3 vị đồng chí Mã Đại Lâm, Hậu Bân và Thái Nghiêu một chút. 3 vị đồng chí ấy có ý thức an toàn rất đáng khen, lấy sinh mạng của các thôn dân làm trọng. Ở trên chưa kịp cấp tiền mà cấp dưới đã nghĩ thay cho lãnh đạo, đem việc này làm xong trước. Tôi hy vọng các người có thể tiếp tục nắm thật chắc công tác an toàn. Luôn chú ý hiện tượng rạn nứt ở một số chỗ ở thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh. Tốt nhất là ở xã chỉ định một thôn dân mỗi ngày đều phải kiểm tra một chút, một khi phát hiện tình hình có khả năng xảy ra lở đất thì phải kịp thời loại bỏ trước. Lần này chúng tôi trở về cũng sẽ chuyên môn nghiên cứu một chút vấn đề phương diện này,
phải loại bỏ hoàn toàn, đem tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. Khổng Đoan nhân cơ hội này còn lớn tiếng biểu dương mấy vị đồng chí kia. Diệp Phàm cũng biết tỏng trong bụng, ba tên này căn bản chính là phe cánh của Khổng Đoan đấy. Chương 2362, có kẻ đâm sau lưng. Tình hình trên cơ bản chính là như thế, vấn đề của Hồng Cốc trại còn phải đợi tổ chuyên gia xác nhận. Tuy nhiên, đại khái tình hình hẳn là không thể lạc quan. Đương nhiên, chuyện ở thôn nhị đạo câu tử cũng tương đối nghiêm trọng. Như vậy đi, nếu đoàn người của Thứ trưởng Phong bên Bộ Tài chính đồng ý đến Hồng Cốc trại khảo sát thì sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát đến Hồng Cốc trại. Cho dù là bọn họ có việc gấp không thể đi, đồng lĩnh chúng ta cũng phải đi. Ngày mai tôi sẽ tự mình đi một chuyến, không giải quyết vấn đề này, Diệp Phàm tôi sẽ ở lại Hồng Cốc trại không về nhà đón năm mới nữa. Diệp Phàm khẳng khái nói, đoạn quay sang hỏi. Thứ trưởng Phong, Phó Chủ tịch Điền, hai vị thấy thế nào? Bí thư Diệp chẳng lẽ bỏ chúng tôi lại thôn nhị đạo câu tử mặc kệ à? Lúc này, chủ nhiệm ban quản lý thôn nhị đạo câu tử Lý Trường Trụ nóng nảy đứng lên lớn tiếng hỏi. Ai nói gì mặc kệ, nếu hai địa phương đều phù hợp điều kiện, thì phải nghĩ cách xử lý. Đương nhiên việc này phải nắm lấy điểm then chốt. Cũng xin nói thẳng, nếu vấn đề ở Hồng Cốc trại so với thôn nhị đạo câu tử nghiêm trọng hơn nhiều thì tôi bộ phải truy cứu trách nhiệm của một số đồng chí. Các vị là lựa chọn kiểu gì đấy, đoàn công tác của Thứ trưởng Phong xuống đây chính là muốn xem tình trạng xấu nhất của chúng ta, chính là khu vực ruộng kém nhất. Cũng tiện áp dụng đối sách tương ứng, đây là khối chính sách bảo vệ dự phòng của nhà nước ta. Các vị làm cái gì vậy, việc này, nhất định, phải nhất định điều tra tới cùng. Rõ ràng để làm gì? Để các đồng chí ở mọi ban ngành, cán bộ chúng ta, đảng viên chúng ta khi làm công tác phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Đem công tác thực thi xuống một cách sâu sát với thực thế để không xảy ra sai sót. Các đồng chí hãy lấy đó làm gương, chỉ hơi một chút không cẩn thận liền gây ra bao nhiêu chuyện tày đình thế đó. Việc này, tôi tạm thời không nói nữa. Diệp Phàm tuy không vạch ra cụ thể người nào nhưng sắc mặt Khổng Đoan vẫn hơi đổi khác. Bởi vì, sự việc lần này là do Khổng Đoan chủ trì sắp xếp. Hắn cũng hiểu được, đây là Diệp Phàm đang mượn việc này để chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Giống như đang nhắc nhở y phải chú ý đúng mực vậy. Sự việc ngày hôm nay, rất rõ ràng là có người thao túng. Mục tiêu rốt cuộc là nhằm vào ai, tạm thời Diệp Phàm vẫn chưa rõ lắm. Nếu tình hình Hồng Cốc trại đã như vậy, tôi quả rất muốn đi xem nơi đó ra sao. Các huynh đệ người hồi đã vất vả rồi, Phong Thanh Lục tôi ngày mai sẽ sớm xuống chỗ mọi người xem xét. Nếu tình hình là thế thật, Phong Thanh Lục tôi cũng xin hứa luôn một câu. Nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp mọi người. Đương nhiên, địa bàn thành phố rộng như vậy, tôi cũng hy vọng mọi người có thể thông cảm một chút cho nỗi khó xử của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Qua mấy ngày xuống đây thị sát tôi phát hiện, những địa phương có tình hình tương tự nơi đây trên toàn tỉnh Tấn Lĩnh là tương đối phổ biến. Cải tạo đồng ruộng không phải chuyện một sớm một chiều cũng không riêng gì chuyện của chính quyền, cần ai nấy đồng tâm hiệp lực, dưới sự lãnh đạo tổng của đảng cũng như nỗ lực hết sức của mọi người. Phong Thanh Lục vẻ mặt ngưng trọng nói, thật ra cũng là mịt mờ giải vây trách nhiệm cho Diệp Phàm. Yên tâm, vấn đề của mọi người nhất định sẽ từng bước được giải quyết. Các huynh đệ người hồi chúng ta xin chớ nóng vội. Đúng như Thứ trưởng Phong đã nói, chúng ta phải vứt bỏ tư tưởng ỷ lại. Phải tự lực cánh sinh, nghĩ ra nhiều phương cách khác. Đương nhiên, ở trên có trợ cấp ở mức thích hợp cũng là nên thế, nhưng khoản trợ cấp đó là để cải thiện điều kiện sống của mọi người. Nếu chỉ quy ra lương thực thì nào có tác dụng gì, vấn đề nan giải ở đây vẫn là giải quyết không xong. Cho nên chữa bệnh phải từ gốc rễ. Trước tiên phải cải tạo thật tốt quỹ đất canh tác mới là thượng sách. Hơn nữa, cũng hy vọng mọi người tích cực sáng tạo, chủ tính từ nhiều phương diện. Tỷ như, khai hoang diện tích mới, dần biến vùng núi hoang thành đồng ruộng. Tôi nghĩ, vừa rồi mọi người cũng đã nói qua rồi. Địa bàn Hồng Cốc trại cũng không nhỏ. Vì sao không thể thay đổi cơ cấu đất đai trong địa bàn mà lợi dụng triệt để? Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ chú ý quan tâm đến mọi người. Việc này tôi yêu cầu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng lĩnh nhất định phải làm tốt. Đề cử đồng chí Diệp Phàm làm đội trưởng chỉ huy, đồng chí Khổng Đoan làm người phụ trách xử lý cụ thể công việc phải đem vấn đề nan giải này chia thành giai đoạn để giải quyết xong. Còn cả vấn đề giao thông nữa, nhất định phải giải quyết. Muốn thoát nghèo thì trước hết phải làm đường,
đã không có đường thì còn nói gì đến làm giàu. Phương diện này, tôi hy vọng các đồng chí ở Đồng Lĩnh liên hệ nhiều hơn với bên Sở Giao thông tỉnh. Xem có thể xin trợ cấp khoản tiền mà quy hoạch thi công tạm hình thức ban đầu của con đường đã. Đương nhiên, dân chúng ở Hồng Cốc trại dân tự mình cũng phải hành động, tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu. Dùng sức mạnh của lao động để mở đường. Lời nói của Điền Sơ Nhất rất có sức nặng, lại chỉ điểm rõ ràng, trực tiếp đem nhiệm vụ phân công xuống dưới. Không thể ngờ được tình hình ở Hồng Cốc trại lại như thế, tôi là người phụ trách Sở Nông nghiệp tỉnh, trong lòng quả thật hổ thẹn quá, phát triển nông nghiệp, khiến nông nghiệp lớn mạnh hơn, chuyển đổi tư tưởng, bảo đảm lương thực. Làm sao để phát triển nông nghiệp trên cơ sở phát triển nông thôn theo mô hình công nghiệp và kiến trúc, tỉ như, tận dụng lợi thế từ núi rừng, sông suối, chăn heo nuôi dê để làm sản nghiệp phụ thứ hai. Đây đều là con đường làm giàu của nông dân chúng ta. Đương nhiên, điều kiện cũng cần đuổi kịp với phát triển. Lần này sau khi trở về, tôi sẽ mở hội nghị chuyên môn nhằm vào vấn đề này. Sở Nông nghiệp tỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ chú ý đến phát triển nông nghiệp ở Hồng Cốc trại. Sở trưởng Khúc Tân Bạch vẻ mặt đau lòng nói, người này, tuyệt đối là đang diễn thôi. Sớm biết hôm nay thế này thì đã phắn đi đâu cho rảnh nợ rồi. Tam Thúc Công, đã nhiều lãnh đạo bày tỏ thái độ như vậy. Ông hãy tổ chức trại dân đi về trước đi, trước trưa mai tất cả chúng tôi tất sẽ đến Hồng Cốc trại. Đến lúc đó cũng không khỏi lại phải hỏi xin Tam Thúc Công hớp trà mà uống. Diệp Phàm nói, tuy nhiên, Tam Thúc Công vẫn còn chút do dự, còn nhìn ông hiệu trưởng tiểu học Mã Đằng. Diệp Phàm vừa thấy đã hiểu, hiển nhiên ông thầy Mã Đằng này mới là người quyết định. Có lẽ, ông ta chính là quân sư của Hồng Cốc trại. Hiệu trưởng Mã, Diệp Phàm tôi xin lấy tư cách ra bảo đảm. Mọi người cứ bảo trại dân trở về trước, nếu trưa mai chúng tôi không tới, Hồng Cốc trại có thể tổ chức trại dân đến phòng làm việc của tôi mà chặn đường. Diệp Phàm nói mà giọng điệu cũng nặng thêm không ít. Vậy được rồi, chúng tôi tin tưởng bí thư Diệp. Mã Đằng ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đoạn liếc nhìn Tam Thúc một cái, hỏi. Tam Thúc Công, theo ông thì sao? Tôi nghe theo chú vậy. Tam Thúc Công đáp. Rốt cục đã giải quyết ổn việc này, mà đường cũng đã được sửa sang tạm dưới sự chỉ huy của Bao Nghị. Diệp Phàm điều động xe từ huyện xuống chở trại dân của Hồng Cốc trở về. Bởi vì muốn đi Hồng Cốc trại, Phó Chủ tịch Điền lẫn Thứ trưởng Phong đều quyết định tối nay sẽ ở lại nhà khách huyện ủy Hồng Lĩnh. Thứ nhất là để thể hiện thành ý, thứ hai là hai vị lãnh đạo quả thật cũng muốn xem thử huyện Hồng Lĩnh rốt cuộc là có thái độ gì. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phàm cùng Mễ Nguyệt, Vương Long Đông và Bao Nghị cùng xuống lại bàn bạc. Các vị thấy chuyện ngày hôm nay thế nào? Diệp Phàm hỏi. Khẳng định là có kẻ đâm sau lưng, má thiếu chút nữa làm lớn chuyện. Bao Nghị không kìm nổi mắng một câu. Chuyện ngày hôm nay có chút kỳ lạ, rốt cuộc là nhằm vào ai đến nay tôi cũng chưa nghĩ ra. Nếu như nói là nhằm vào bí thư Diệp thì hình như không giống lắm. Nếu như nói không phải thì cũng chẳng có lý nào. Nhưng, nếu nói là nhằm vào Khổng Đoan thì hình như là hợp lý hơn một chút. Các vị nói xem có phải là nhằm vào Khổng Đoan hay không? Vương Long Đông đặt chén trà xuống, nói. Khổng Đoan trong chuyện này đã có tí mưu mẹo. Bí thư Diệp đã sớm gọi điện thoại về chỉ thị qua. Bảo là muốn lấy ra chỗ tốt nhất để triển lãm cho đoàn Thứ trưởng Phong xem. Từ chuyện đám ngựa Hồng Cốc trại hôm nay có thể thấy. Tình hình bên kia so với thôn Nhị Đạo Câu Tử còn gay gâu hơn nhiều lắm. Nếu nói Khổng Đoan chưa nắm rõ tình hình thì trong thành phố còn đồng chí nào rõ hơn. Vì sao trong cuộc họp lần trước không ai đem chuyện đất ở Hồng Cốc trại bị nhiễm ra đề xuất. Đất bị nhiễm phèn lại còn thiếu nước và cằn cỗi sỏi đá tình hình hẳn là thảm hơn so với thôn Nhị Đạo Câu Tử nhiều lắm. Hơn nữa, thôn Nhị Đạo Câu Tử ruộng nhiều người ít, mảnh đất kia có tác dụng lớn hay không? Hồng Cốc trại hoàn toàn khác biệt cần phải rửa muối khẩn trương để tiến hành cải tạo đất. Mễ Nguyệt nói, ai cũng có lòng riêng cả. Diệp Phàm Hừ nói, tổ chức được hoàn thiện như thế mà vẫn có người ngoài chúng ta biết được toàn bộ tin tức. Nhất định là có kẻ nào ở thành phố biết được này tin tức mà đang dở trò quỷ. Rốt cuộc là ai, nhất thời khó mà tìm ra. Tuy nhiên, nếu thật muốn trả lời mà nói, Mã Đằng ở Hồng Cốc trại là một đầu mối khá tốt. Đúng vậy, còn cả ông lão Tam Thúc Công kia nữa. Cứ hỏi họ là rõ. Bao Nghị nói, tạm thời không cần phải đi quản việc này, lúc này không thể làm chuyện gì chọc giận bọn họ.
đợi bên này sự thể bình thường trở lại, sau đó chúng ta mới từ từ mà điều tra. Chuyện này nhất định phải tra rõ, thiếu chút nữa là gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Nếu như là đối đầu với Diệp Phàm tôi thì đúng là kẻ thủ đoạn độc địa đến mức không còn gì để nói rồi. Đã có kẻ hạ thủ với mình thì chúng ta nhất định phải phản kích. Diệp Phàm hừ nói, có khi nào là nhằm vào Khổng Đoan không? Chuyện này sắp xếp cụ thể đều là do Khổng Đoan phụ trách. Có người không hài lòng với Khổng Đoan, cho nên, mới gây ra việc này. Nếu tra xuống dưới, Khổng Đoan là người đầu tiên phải chịu tội thiếu trách nhiệm, hoặc là có thiên vị. Trong lúc mấu chốt này, một bộ phận lãnh đạo trên tỉnh đều đang mơ mộng đấy. Tuy nhiên, ở thành phố người có mâu thuẫn với Khổng Đoan phỏng chừng cũng không ít. Tuy nhiên, có thể làm ra bút tích lớn như thế thì tuyệt đối sẽ không phải hạng tiểu tốt. Vương Long Đông phân tích. Mặc kệ là nhằm vào ai đều không được, chuyện lần này đồng chí Khổng Đoan có là mục tiêu chính hay không thì cũng phải tìm cơ hội nhắc nhở một chút. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhóm ba người Vương Long Đông mới vừa đi, lúc này, thư ký của Diệp Phàm là Điền Thanh đã đập cửa tiến vào nói là ủy viên thường vụ thành ủy phó chủ tịch thành phố Ngọc Xuân Phong đã tới. Từ sau khi Diệp Phàm tới Đồng Lĩnh, Ngọc Xuân Phong tuy nói ở trên hội nghị thường ủy cũng có ngẫu nhiên ủng hộ quyết định của Diệp Phàm một chút. Nhưng cũng không phải quá rõ ràng, hơn nữa, hai người cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Có thể thấy thời điểm hiện tại đều là đang giữ kẽ chưa tiếp xúc trực diện. Lần này Ngọc Xuân Phong lại tới thăm hỏi, đây chẳng lẽ là bề ngoài Ngọc Xuân Phong có ý tiếp cận với hắn? Diệp Phàm cũng hiểu được, Ngọc Xuân Phong đang có chút buồn bực ở Đồng Lĩnh này. Là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố, ở Ủy ban Nhân dân thành phố là một cơ quan trực thuộc, còn không bằng một phó chủ tịch thường vụ như Ngô Dụng trước kia. Quyền lực của cơ quan này còn kém hơn rất nhiều, đã không có quyền lực thì nước luộc chỉ cơ hội kiếm cha CDG tự nhiên cũng là không có luôn. Ngọc Xuân Phong chẳng lẽ không muốn chủ quản cơ quan tốt hơn? Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, mặc dù là vì vấn đề mặt mũi cũng sẽ tranh giành ngay. Diệp Phàm cảm thấy, Ngọc Xuân Phong nhất định là đang tìm cơ hội. Chắc là sau khi hắn đến Đồng Lĩnh, Ngọc Xuân Phong vẫn bị vây nên xem chừng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Lần này không chừng là một cơ hội. Diệp Phàm đương nhiên là nhiệt tình nghênh đón Phó Chủ tịch thành phố vào phòng khách. Bí thư Diệp. Gần đây bận quá nên mãi cũng chưa sắp xếp được thời gian tới chào hỏi Bí thư Diệp, xin anh lượng thứ. Ngọc Xuân Phong mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi. Nói thế sao được, tôi cũng bề bộn nhiều việc vậy đó. Cũng chưa quan tâm nhiều đến Phó Chủ tịch thành phố, kính xin Phó Chủ tịch đừng để bụng là được. Diệp Phàm cười nói, hai khách sáo đôi câu rồi ngồi xuống. Chương 2363, Phó Chủ tịch thành phố nhập hội. Bí thư Diệp. Chuyện ngày hôm nay thật đúng là có chút loạn. Những người này quá thể rồi, làm hỏng cả ấn tượng trong mắt Phó Chủ tịch tỉnh Điền và Thứ trưởng Phong. Ngọc Xuân Phong giọng điệu có chút phẫn nộ. Ôi, việc này, đồng ý là nhất định có nguyên nhân đấy, nhất định phải điều tra một chút. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Ngọc Xuân Phong một cái, hỏi. Phó Chủ tịch thành phố Ngọc thấy chuyện ngày hôm nay thế nào? Nhất định phải nghiêm túc điều tra tới cùng. Rốt cuộc là ai tổ chức? Việc này không tra rõ ràng, nếu để người ngoài chú ý thì một khi đồn đại ra, hôm nay bên này gây sức ép, ngày mai lại thôn kia gây rối, trên làm dưới theo thì thành ủy còn quản lý mấy trăm vạn dân chúng Đồng Lĩnh thế nào nữa? Ngọc Xuân Phong thái độ rất rõ ràng. Điều tra thì nhất định phải điều tra, chính là điều tra phỏng chừng cũng hơi khó khăn đấy. Diệp Phàm cố ý nói. Tuy nhiên, tôi có chút không rõ. Một số đồng chí có phải là biết rõ tình hình Hồng Cốc Trại hay không? Không thể không biết, Hồng Cốc Trại là vấn đề nan giải của huyện Hồng Lĩnh. Hơn nữa bọn họ lại là trại tập trung của người Hồi, theo chính sách ưu đãi với dân tộc thiểu số của nhà nước mà nói cũng phải hỗ trợ mạnh mẽ. Chỉ là muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề vượt khó của Hồng Cốc Trại thì quá khó khăn. Mấu chốt vẫn là bởi vì không có tiền. Mà lần này đoàn người Thứ trưởng Phong xuống đây cũng là cơ hội. Vì sao không nhường cơ hội này cho dân chúng Hồng Cốc Trại? Đây là thật sự không biết rõ tình hình hay là sai sót do con người làm ra. Tôi nghĩ, khả năng phía sau vẫn lớn hơn nhiều. Ngọc Xuân Phong nói. Chuyện lần này tôi đã giao phó cho Chủ tịch thành phố Khổng sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, mặc dù là Chủ tịch thành phố Khổng bởi vì địa bàn quá lớn mà không biết hết tình hình thực tế, nhưng một bộ máy lớn như thế, chẳng lẽ không ai hay biết?
Diệp Phàm bắt đầu thử thách Ngọc Xuân Phong, đem chuyện Khổng Đoan nói trắng ra. Nếu Ngọc Xuân Phong có băn khoăn không dám phát biểu ngôn luận gì về Khổng Đoan thì Diệp Phàm cũng phải suy xét xem có tiếp nhận Ngọc Xuân Phong vào vây cánh hay không. Bằng không, một đồng chí lập trường không kiên định được tiến cử vòng tròn ngược lại sẽ làm hỏng việc. Trong bộ máy Lý đương nhiên còn có khá nhiều đồng chí đều biết rõ, tỉ như tôi vậy. Chuyện này tôi không kịp thời báo cáo lên bí thư Diệp, trong lòng thật hổ thẹn. May mắn là vẫn chưa gây ra chuyện lớn, nếu quả thật có như vậy thì lương tâm Ngọc Xuân Phong đời này thật khó mà yên. Ngọc Xuân Phong nói đoạn nhấp một ngụm trà. Ha ha, Phó Chủ tịch thành phố Ngọc cũng không cần phải quá tự trách mình, mỗi người đều có ý nghĩ riêng mà. Diệp Phàm cười nói. Thật ra, ban đầu trên hội nghị tôi vốn định đề xuất Hồng Cốc Trại. Chỉ có điều, thấy Chủ tịch thành phố Khổng kiên quyết như vậy, nói là việc này tới đột ngột, thời gian gấp nhiệm vụ nặng liền không cần thiết phải lải nhải rông dài nữa. Cho nên, khi đám người Phó Chủ tịch thành phố tất nhắc tới nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh ở Lão Ma Khanh thì Chủ tịch thành phố Khổng cũng liền gật luôn. Hơn nữa, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ là hắn có quen than với Chủ tịch xã Ngưu Hà. Lại nói tình hình đất đai ở thôn nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh quả thật không xong, đã đến nông nỗi buộc phải cải tạo. Cứ như vậy, đám người trong bộ máy ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi còn có gì mà nói. Mặc dù là có nói cũng không ích lợi gì. Tuy nhiên, việc này, tôi đã không báo cáo kịp thời lên bí thư Diệp tình hình Hồng Cốc Trại, đây là sai lầm của tôi trong quá trình công tác. Ngọc Xuân Phong nói, Phó Chủ tịch thành phố Ngọc, quá khứ nên để cho nó qua đi. Không cần nhắc lại nữa. Anh có thể kiểm điểm chính mình, điểm này đã là rất tốt. Con người cả mà ai chả có lúc sơ sẩy. Diệp Phàm khoát tay áo, trong lòng hơi có chút thất vọng, Ngọc Xuân Phong này huênh hoang cả buổi mà cũng không nói ra cái cần nói. Thật ra, thưa bí thư Diệp, Chủ tịch thành phố Khổng sắp xếp địa điểm ở nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh, đoán chừng là không phải chỉ vì việc này, tôi vẫn luôn suy nghĩ. Ngọc Xuân Phong ngẫm nghĩ một chút lại nói. Ủa, chúng ta nói chuyện tào lao rồi. Diệp Phàm có làm ra vẻ không bận tâm, làm cho Ngọc Xuân Phong không xấu hổ làm đem sự tình nói ra. Phỏng chừng Ngọc Xuân Phong đã đến lúc phải tẩy bài. Đồng chí Mã Đại Lâm ở huyện Lão Ma Khanh có bà xã tên là Khổng Phượng Linh, nghe nói là chị họ của Chủ tịch thành phố Khổng. Vậy nên Chủ tịch thành phố Khổng sẽ chiếu cố một chút cũng là lẽ bình thường. Dù sao có thể lấy được tiền từ Bộ Tài chính tới tay cũng là một chuyện rất quang vinh rồi. Hơn nữa, sau khi nắm bắt tới tay lại cải tạo được đất vườn thì sẽ được coi là công lao lớn. Việc này đối với việc đề bạt lên chức sau này của đồng chí Mã Đại Lâm đều là có lợi rất lớn. Tính toán ra, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Đương nhiên, nếu không ảnh hưởng đến toàn cục thì chiếu cố một chút cũng không thể nói gì hơn. Quan hệ là đôi khi công và tư chẳng phân biệt được. Nhưng lại đã tạo thành tình trạng hôm nay, vậy thì cũng có chút không xuôi rồi. Những gì Ngọc Xuân Phong vừa nói ra đây tương đối có sức nặng, về cơ bản là đem mình đặt sang thế đối lập với Khổng Đoan. Diệp Phàm hiểu được, trong khoảng thời gian này Ngọc Xuân Phong đã bị Khổng Đoan áp bức đến mức thảm hại nên mới co cụm lại càng chặt hơn. Cơ quan được phân công quản lý bộ lại bị điều chỉnh. Khổng Đoan làm như vậy có lẽ là để khiến Ngọc Xuân Phong cúi đầu nhập hội. Nào ngờ bước tới bước lui thật ra lại khiến Ngọc Xuân Phong ngã vào lòng Diệp Phàm trước. Cho nên, đôi khi có muốn áp bức người ta thật, nhưng là phải chú ý cho người ta không gian và thời gian vừa phải. Phó Chủ tịch thành phố Ngọc, gần đây công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn triển khai thuận lợi chứ? Từ khi Chủ tịch thành phố Khổng tiếp nhận tới nay, tin rằng sẽ xuôi trèo mát mái, bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố đoàn kết sẽ khiến cho công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố càng có thể tiến thêm một bước. Diệp Phàm quyết định dò xét Ngọc Xuân Phong một chút. Thuận lợi. Chủ tịch thành phố Khổng cũng không phải hạng thích chơi bẩn. Vốn dĩ tôi vẫn hiệp trợ phó chủ tịch thành phố tất phân công quản lý tài chính thành phố. Hiện tại toàn bộ đã giao cho vạn phú tài này là cục trưởng cục tài chính mà so với ủy viên thường vụ kiêm phó chủ tịch thành phố như tôi còn to hơn nhiều. Tôi phê khoản 1.000 đồng thì vẫn phải được phó chủ tịch thành phố tất phê chuẩn mới được lấy tiền. Bằng không, có phê cũng tương đương với không phê. Chữ ký của Ngọc Xuân Phong tôi cứ không đáng giá tiền như vậy. Tốt xấu gì tôi cũng là một ủy viên thường vụ, sao lại để cho vạn phú tài lộng hành kiêu ngạo như thế? Còn nữa, gần đây đồng chí La Phong phối hợp thật sự rất ăn ý với đồng chí Khổng Đoan.
Chủ tịch thành phố Khổng nhậm chức không lâu liền điều chỉnh bộ máy phân công quản lý trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Bí thư Diệp, anh xem tôi là chủ quản ngành gì? Cục văn hóa, cục thủy sản, cục khoa học kỹ thuật. Thành phố ta có cái gì gọi là thủy sản? Một là không, ven biển, thứ hai là sông ngòi cũng không nhiều, căn bản cũng không có cái gì gọi là hạng mục thủy sản. Chỉ có vài ba hồ nước cống rãnh mương máng chứ làm gì có thủy sản. Còn nữa, vốn tôi được phân quản cục than đá. Giờ thì hay rồi, đem cục than đá mà tôi được phân công quản lý giao lại cho La Phong. Chủ tịch thành phố không còn tìm tôi nói chuyện, nói thẳng là vì thị hiềm mà ra. Ngọc Xuân Phong quả nhiên nhịn không nổi mà nói tuột ra. Đây cũng là cách tỏ thái độ muốn nhập hội của y. Thị hiềm, trốn tránh gì chứ, tôi không hiểu lắm, có phải phó chủ tịch thành phố Ngọc có rất nhiều thân thích ở bên cục than đá hay không? Cho nên, chủ tịch thành phố Khổng không thể không chú ý ảnh hưởng phương diện này. Diệp Phàm thoáng thấy buồn cười. Không có, mặc dù có một người công tác ở bên khai thác mỏ, nhưng cũng là nhân vật không đáng nhắc đến, vẫn chưa tới cấp bậc trưởng phòng. Đồng chí Khổng đoan lấy lý do là lần trước mỏ than Hải Sơn đã xảy ra vụ việc lớn. Cấp trên đang nhìn chằm chằm vào bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy chúng ta. Cho nên hễ là ủy viên thường vụ thì đều phải chú ý điểm này. Tốt nhất là không dính dáng với bên than đá. Lại còn nói thế nữa chứ, phó chủ tịch thành phố tất chẳng phải là phó chủ tịch thường trực thành phố sao? Hiện tại cũng rất ít đề cập đến hai chữ than đá này. Phải đợi cuộc phong ba này qua đi nữa vân vân và vân vân, quả thực buồn cười, thiên hạ này còn có thứ lý lẽ buồn cười như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự là một lần bị cắn thì sợ rắn đến 10 năm? Huống chi chuyện lần trước ở mỏ than Hải Sơn thành phố chúng ta cũng không có chỗ nào xử lý không thỏa đáng. Chỉ là vấn đề tư tưởng của đồng chí khác. Ngọc Xuân Phong trên mặt càng lộ vẻ tức giận. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng y đang cố ý tức giận như thế. Đương nhiên cũng là diễn cho Diệp Phàm xem đấy, ý là y đã không để dung thứ cho Khổng đoan nữa rồi. Phó chủ tịch thành phố Ngọc, anh có muốn làm chuyện lớn không? Diệp Phàm đột nhiên nghiêm túc hỏi. Chuyện lớn, tôi không rõ bí thư Diệp ní những lời này là có ý tứ gì. Ngọc Xuân Phong cũng nghiêm mặt hỏi lại. Anh xem chỗ tài liệu này một chút. Diệp Phàm nói xong vào gian trong đem ra bản tư liệu trong bóp ra có liên quan đến hạng mục nhà máy nhiệt điện của tập đoàn Viễn Đông đầu tư. Ngọc Xuân Phong sau khi nhận lấy thì cẩn thận lật đi lật lại hai lần, sau khi nhìn thấy dấu phê của lãnh đạo tỉnh ủy chỉ thị thì bàn tay kia không khỏi run rẩy vài cái, động tác này Diệp Phàm thấy rất rõ ràng. Trong lòng tự nhủ lão đồng chí này giấu giếm mãi, giờ thì có chút kích động rồi phải không? Ý của bí thư Diệp ngài là... Ngọc Xuân Phong dùng thuật ngữ rất tôn kính, có vẻ hơi quái dị. Bởi vì Ngọc Xuân Phong đã 40 mà Diệp Phàm thì chưa đến 30. Nhà máy nhiệt điện này phỏng chừng sẽ xây dựng ở Ngưu Gia Bình của Trương Hà, đồng chí Long Đông đã tìm được địa điểm rồi. Trước mắt đã mời các chuyên gia trên tỉnh khảo sát, bước đầu phỏng chừng nói là không có vấn đề gì nhiều. Đương nhiên nếu quả thật muốn chứng thực thì còn phải thông qua khảo sát chính thức mới được. Nếu phó chủ tịch thành phố Ngọc cảm thấy hứng thú thì tôi sẽ giao hạng mục công tác này cho anh cùng với đồng chí Long Đông cùng làm. Đồng chí ấy chẳng những là ủy viên thường vụ thành ủy mà còn là chủ tịch Trương Hà, đại biểu cho lãnh đạo địa phương, còn anh là đại biểu của thành ủy. Phỏng chừng đến lúc đó Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ còn phái ra một phó chủ tịch thành phố đến hiệp trợ. Phó chủ tịch thành phố Ngọc có quyết tâm làm tốt chuyện này? Hay không? Diệp Phàm bơm hơi thêm một câu. Có thọ trăm tuổi mà mặc kệ sự đời thì cũng là sống vô dụng thôi, Ngọc Xuân Phong tôi xin liều một phen vậy. Ngọc Xuân Phong nói những lời này có vẻ rất thành thật, tay nắm chặt hình nắm đấm. Được được, đến lúc đó Phó Chủ tịch tỉnh Điền sẽ đích thân dẫn đoàn xuống dưới chỉ đạo đấy, anh hãy tích cực phối hợp với anh ta làm tốt chuyện này. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp, hạng mục lớn như vậy, khoản tiền đề cập đến chắc chắn rất nhiều. Phỏng chừng trên thành phố khẳng định phải thành lập một ban chỉ huy dự án nhiệt điện. Đến lúc đó, Phó Chủ tịch tỉnh Điền phỏng chừng chỉ đạo công tác. Còn thật sự nắm giữ ấn soái chính là Bí thư Diệp. Ngọc Xuân Phong tôi chỉ muốn theo gậy chỉ huy mà đi là được. Ngọc Xuân Phong lần này là rất rõ ràng bày tỏ thái độ. Vậy thì khẳng định, đến lúc đó anh chính là tổ phó rồi. Diệp Phàm cười nói. 8 giờ tối hôm đó, Phó Chủ tịch tỉnh Điền kêu Diệp Phàm tới. Tiểu Diệp,
Chuyện ngày hôm nay rất ảo diệu đó, thiếu chút nữa là thành chuyện lớn. Phó Chủ tịch tỉnh Điền vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy đó Phó Chủ tịch tỉnh Điền, lúc ấy may mà anh ra mặt. Giúp tôi có được người tâm phúc, bằng không tôi thực không biết xử lý loạn cục này sao cho ổn thỏa rồi. Rất ảo diệu. Diệp Phàm liền nịnh bợ một chút. Ha ha ha, Tiểu Diệp khá lắm, rất biết nói chuyện đó. Điền Sơ Nhất không ngờ lại mỉm cười. Không dám, đây là sự thật, tôi là người rất thẳng tính, cũng không hay nói dối chút nào. Diệp Phàm làm bộ thật thà chất phác rất ra dáng. Việc này nhất định phải tra, nhất định phải điều tra tới cùng, dở cho gì vậy chứ, trong mắt họ còn có kỷ luật tổ chức nữa hay không? Không thể ngờ được Điền Sơ Nhất đột nhiên lại ngưng cười, đổi sắc mặt nhanh hơn trời mưa. Chuyện phát sinh hôm nay kỳ thực cũng là đánh vào thể diện của Điền Sơ Nhất. Chương 2364, chuyên gia kế toán. Kẻ thọc gậy sau lưng đó tuyệt đối là không nghĩ tới điểm này. Bởi vì, Điền Sơ Nhất đồng ý xuống đây, mục đích cơ bản cũng không phải đặt ở hạng mục cải tạo đồng ruộng. Mà trọng tâm vẫn là muốn đi xem xét một chút việc lựa chọn mặt bằng cho hạng mục hà máy nhiệt điện Ngưu Gia Bình ở Trương Hà ra sao. Đây là hạng mục lớn trước mắt mà trên tỉnh có thể nhìn đến nhất. Mà cải tạo đồng ruộng cơ bản là một vấn đề mang tính trường kỳ, phải từ từ, nóng vội là không thể nào. Cho nên, Phó Chủ tịch tỉnh Điền lần này xuống dưới cùng mấy chuyên gia liên quan. Không thể tưởng được lại gây sức ép làm hại việc này, nếu ảnh hưởng đến hạng mục 5 tỷ kia thì Phó Chủ tịch tỉnh Điền tự nhiên ngẫm lại mà thấy nóng ruột. Tôi sẽ sắp xếp người điều tra việc này, bắt đầu thượng từ nguyên nhân sự việc cũng là nên thế. Đương nhiên, các huynh đệ người Hồi ở Hồng Cốc Trại đang tranh thủ lợi ích mà họ xứng đáng có được. Bọn họ vốn cũng không sai. Sai chính là một số đồng chí đang lợi dụng bọn họ để gây sự. Có việc gì thì từ từ hãng nói, hoàn toàn có thể đặt lên bàn nghị sự mà. Làm gì lại dùng thủ đoạn cực đoan như thế, nếu hôm nay làm bị thương lãnh đạo bên Bộ Tài chính và trên tỉnh, cái mũ quan của Diệp Phàm tôi là việc nhỏ, ảnh hưởng của việc này còn lớn hơn nhiều. Cho nên, tôi cũng chủ trương nhất định phải điều tra tới cùng. Tra ra kẻ hạ độc thủ phía sau màn, mục đích thì không phải là để trả đũa, chủ yếu là tạo cho quảng đại cán bộ quan viên đồng lĩnh một con đường chính quy, lấy đó làm tấm gương cho những kẻ hay đâm sau lưng người khác. Đương nhiên, lỗ hổng trong công tác của chúng ta cũng nên khắc sâu và tự xét lại. Tỷ như, lúc trước nếu sắp xếp đúng vào Hồng Cốc Trại thì người khác cũng không có lỗ hổng nào có thể vin vào. Đây là sai lầm mang tính trọng đại của một số đồng chí trong công tác. Phê bình là không tránh khỏi. Diệp Phàm mịt mờ nhắm mũi giáo về phía Khổng Đoan. Nghe nói lúc trước cậu cử đồng chí Khổng Đoan đi sắp xếp chuyện này. Điền Sơ Nhất khôi phục bình tĩnh, mặt không chút thay đổi mà hỏi. Đúng vậy, việc này tự nhiên là để Chủ tịch thành phố Khổng đi sắp xếp. Dù sao anh ta cũng là Chủ tịch thành phố đồng lĩnh, là lãnh đạo bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Xem ra, đồng chí Khổng Đoan tuy nói ở đồng lĩnh cũng mới một thời gian nên về một số tình hình của đồng lĩnh vẫn là chưa nắm rõ. Đây là vấn đề tác phong cũng như sự cẩn trọng khi làm việc của cán bộ lãnh đạo. Chúng ta chỉ cần một lòng nghĩ đến dân, phải thật sự khắc sâu vào tâm khảm. Vấn đề lớn như Hồng Cốc Trại mà làm lãnh đạo chủ chốt ở thành phố đều không hay biết thì đúng là chưa làm tròn bổn phận. Nếu như các đồng chí bên dưới không phản ánh lên, đó là phía dưới không làm tròn trách nhiệm. Đương nhiên, theo tình hình mà bên Hồng Cốc Trại và huyện Hồng Lĩnh phản ánh. Vấn đề của Hồng Cốc Trại có vẻ như đã sớm phản ánh lên thành phố. Điều này chứng tỏ một số đồng chí có tư tưởng rất cứng nhắc. Phó Chủ tịch tỉnh Điền nói thật ra là đang ngầm phê bình Khổng Đoan. Còn nữa, Thứ trưởng Phong bên kia cậu đã xử lý tốt chưa đó? Việc này, nhất định phải được Thứ trưởng Phong cho qua mới được. Bọn họ là từ trên bộ xuống ảnh hưởng của việc này phải khống chế ở trong địa bàn đồng lĩnh. Điền Sơ Nhất lại thận trọng hỏi thêm. Tôi đã qua bên Thứ trưởng Phong cũng bảo tôi chớ có lo, chuyện ngày hôm nay tuy nói rất nghiêm trọng nhưng kết quả của nó vẫn là tương đối đáng hài lòng. Chỉ là yêu cầu tôi phải chú ý thái độ làm việc của các cán bộ, nhất định không thể qua loa. Diệp Phàm nói. Vậy là tốt rồi. Điền Sơ Nhất nói. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm buồn bực là vừa mới trở lại phòng lại nhận được điện thoại của Tề Chấn Đào, mở miệng lại hỏi chuyện phát sinh ở thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh hôm nay. Con mẹ nó thật đúng là ám quẻ, chuyện xấu đúng là chẳng mấy chốc đã đi cả ngàn dặm,
lập tức đã bay đến Ủy ban Nhân dân tỉnh rồi. Diệp Phàm trong lòng hung hăng đến phát cáu, miệng hỏi. Chú Tề, là có người dèm pha lên tỉnh phải không? Tiểu tử suy nghĩ cẩn thận đấy, trên đời này không có nhiều kẻ độc địa như vậy, thả lỏng tinh thần chút. Tề Chấn Đào dạy bảo. Chuyện này lạ quá, Tề Thúc biết chứ? Diệp Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ai ngờ Tề Chấn Đào thính tai lại nghe được. Ông ta hừ nói. Nói cái gì không đâu. Nói cho nhà cậu biết. Đó là bởi vì trong đám bộ đội của Tề Thiên có một anh lính lấy bà xã là người Hồng Cốc Trại. Anh lính đó vừa vặn đang nói chuyện tào lao thì nhắc đến việc này để Tề Thiên nghe thấy được, cho nên mới khẩn trương báo cho tôi. Cậu ta lo là cậu không giải quyết được. Không có việc gì, hiện tại đã giải quyết xong, nhọc lòng chú Tề lo lắng rồi. Diệp Phàm nói. Rốt cuộc thì sao lại thế? Xử lý như thế nào đấy? Vậy sau đó thì định làm gì? Cậu phải hiểu được tính nghiêm túc của việc này. Tôi là biết nhờ mối quan hệ riêng tư, phỏng chừng rất nhiều đồng chí trên tỉnh cũng đã biết rồi. Tề Chấn Đào hỏi. Diệp Phàm đem tình hình kể lại tỉ mỉ một lượt. Điều tra thì là nhất định rồi, hơn nữa, đồng chí Khổng Đoan sắp xếp như thế là có lòng riêng quá thể, phải nhắc nhở. Đương nhiên, trong đó có, hay không có nguyên nhân khác, điểm này cậu cũng phải chú ý. Còn một điều nữa, khi phê bình còn phải đoàn kết các đồng chí. Nhưng cốt yếu vẫn là ở chỗ ngày mai các cậu đi Hồng Cốc Trại xử lý chuyện này thế nào. Thứ trưởng Phong bên kia hẳn không phải là vấn đề lớn, kiếm chút tiền không thành vấn đề. Tiểu tử chịu khó vận dụng đầu óc, không chừng chuyện này có thể từ xấu biến thành tốt. Tề Chấn Đào giọng điệu vô cùng thân thiết. Chuyện xấu thay đổi chuyện tốt với tôi cũng chả sao cả. Chú Tề, có thể bật mí nhiều hơn chút hay không? Tỷ như, cụ thể cho cái chỉ thị gì đó. Diệp Phàm hỏi. Bản thân muốn đi, tôi nào có dành mà đi quản chuyện này. Huống chi, việc này Phó Chủ tịch tỉnh Điền còn bên cạnh, cứ tích cực thỉnh giáo. Ông ấy là một đồng chí mẫn cán, ông ấy khẳng định là không muốn thấy tình trạng của Hồng Cốc Trại như thế. Về phần Thứ trưởng Phong bên kia, cậu vẫn là vận dụng đầu óc hơn nữa, đào được càng nhiều bạc trắng từ túi ông ta đi ra càng tốt. Tề Chấn Đào nói. Chú Tề với Bí Thư La là cùng một ruột. Trong mắt chỉ có mỗi tiền. Diệp Phàm đùa vui một câu. Không có tiền thì có thể làm gì được. Không có tiền thì cái nhà này cũng tan. Tôi đã nói với tiểu tử nhà cậu rồi. Chuyện Hồng Cốc Trại lần này cậu đừng có nghĩ tôi có thể phê cho cậu đồng nào. Nói trước một câu, tôi là một hạt bụi cũng sẽ không cho đấy. Nhưng vấn đề Hồng Cốc Trại cậu phải giải quyết cho nó viên mãn, tiêu trừ di chứng. Về phần cuộc sống các huynh đệ người Hồi mà nói, cậu là quan phụ mẫu của đồng lĩnh thì cũng phải dốc hết sức lực đến giúp đỡ bọn họ. Đương nhiên, nếu cậu có thể kiếm chắc nơi Phó Chủ tịch tỉnh Điền thì tôi không có ý kiến. Cậu cũng không cần đến đây, có việc thì cứ điện thoại báo cáo là được. Tề Chấn Đào trước hết muốn giơ tay đem những tính toán của Diệp Phàm bóp chết từ trong trứng nước. Chú Tề à, không phải chú keo kiệt như vậy chứ. Hồng Cốc Trại dù gì cũng là con dân dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh mà. Theo tôi bước đầu tìm hiểu qua, vấn đề Hồng Cốc Trại tương đối lớn, khoản tiền cần thiết đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của đồng lĩnh. Chúng ta cũng không có khả năng lập tức ném ra mấy triệu đem đường xá ở Hồng Cốc Trại giải quyết đến nơi. Về phần Thứ trưởng Phong bên kia, phỏng chừng nhiều nhất cấp cho một chục cho đến 20 triệu là cùng. Khoản tiền này lấy ra chỉ là cải tạo tạm tạm những nơi đất bị nhiễm muối, sao có thể đổ vào giao thông kiến thiết đường xá. Diệp Phàm tự nhiên dở bài kể lể khó khăn. Tôi thì vẫn là một câu kia, vấn đề này cậu phải giải quyết từng bước, tiền thì tôi không có. Tuy nhiên cậu cũng có thể đi hỏi Tề Thiên xem sao. Tề Chấn Đào nói vậy khiến Diệp Phàm vừa nghe thiếu chút nữa là nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Tề Chấn Đào vì che chở gói tiền to của mình mà không ngờ nhẫn tâm đùn đẩy gánh trách nhiệm lên vai đứa con Tề Thiên. Lần trước Tề Thiên đã trợ giúp cho phân quân khu đồng lĩnh một khoản rất lớn, cho một sân tập cũ và thiết bị huấn luyện trị giá tầm 2 triệu. Nếu bây giờ còn bảo chi tiền, phỏng chừng cậu ta sẽ rút súng liều mình cũng nên. Diệp Phàm nói. Ha ha, tiểu tử nhà cậu không phải rất thông minh sao? Trong chuyện này sao tự nhiên não lại thiếu nếp gấp như thế? Đừng có hỏi nó đòi tiền làm gì, tiểu tử kia hiện tại trở thành sư trưởng rồi nên cũng khá keo kiệt đấy. Tuy nhiên, sư đoàn bên đó có một công binh doanh thiết bị tề toàn, binh lực trang bị sung túc.
Gọi bọn họ đi ra giúp đỡ các cậu mở đường theo mô hình sơ khai nhất ở Hồng Cốc trại thì phỏng chừng vẫn là có cách. Đến lúc đó, công binh sẽ thiếu thuốc nổ ngòi nổ sao? Cậu nhân tiện ăn bớt một ít Tề Thiên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn có phải không nào? Quân dân cùng chung sức xây dựng mà, phân quân khu thành phố cũng không thể thoái thác. Tề Chấn Đào cười nói tiếp. Đồng chí Diệp Phàm, vì các huynh đệ người hồi ở Hồng Cốc trại. Cậu phải nghĩ rộng ra biện pháp nhiều mặt, cũng không nhất định phải trông cậy vào khoản tài chính ít ỏi của các cậu phải không nào? Tề Chấn Đào này tin tưởng vào năng lực của Diệp Phàm cậu. Không phải cậu có rất nhiều tập đoàn tài chính là bằng hữu sao, xin bên này bên kia một chút, vấn đề này phỏng chừng liền giải quyết được phân nửa. Chuyện này đối với cậu mà nói bản không thành vấn đề, còn lo lắng nhiều như vậy để làm chi, một câu là tôi đi guốc trong bụng cậu, tin rằng cậu có thể làm tốt mà. Sau khi cúp điện thoại xuống Diệp Phàm không khỏi tự mắng một câu, tin tưởng phỏng có ích lợi gì, cũng không cho cái khỉ gì, chỉ nói miệng, Tề đại pháo nhà ông thật đúng là ki bo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai đoàn người liền xuất phát. 9 giờ sáng đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hồng Du, chính quyền Hồng Cốc trại sở thuộc. Bí thư đảng ủy xã Trần Phát Hùng sớm đã dẫn theo tất cả thành viên đảng ủy cho đến chính quyền mặc gió rét đã đợi suốt một tiếng đồng hồ. Lão già này bắt tay phó chủ tịch tỉnh Điền và thứ trưởng Phong rồi thăm hỏi rông dài một hồi, không biết là do lạnh quá hay là do kích động mà thành ra thế. Ủy ban xã còn khá đơn sơ. Vừa mới xây một tòa nhà làm việc 5 tầng, chỉ có điều chắc là vì nguyên nhân, trang trí theo kiểu đổ chút nước sơn, cũng chưa có lát gạch. Rất xin lỗi các vị lãnh đạo, điều kiện chỗ chúng tôi còn khá đơn sơ. Trần Phát Hùng mặt đỏ bừng, miệng run rẩy nói. Không cần nhiều lời, ông cứ lên phía trước dẫn đường, chúng ta trực tiếp đi Hồng Cốc trại. Phó Chủ tịch tỉnh Điền khoát tay áo. Trần Phát Hùng vâng dạ rồi lên một chiếc dép rất cũ kỹ Jeep của đồn công an lên phía trước mở đường. Còn Bao Nghị dẫn theo các nhân viên công an chia tốp bảo vệ đi theo. Tuy nhiên, vừa mới đi được hơn 10, sau liền ngừng lại. Trần Phát Hùng chạy bộ theo xe Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, phía trước chính là đường rẽ sang Hồng Cốc trại. Bởi vì đường xá không thông, có mỗi một con đường nhỏ lại khó đi nên xe không thể qua, quá nguy hiểm. Hơn nữa. Căn bản là không thể quay đầu trở về. Từ đây đến Hồng Cốc trại còn bao xa? Diệp Phàm hỏi. Rẽ theo đường nhỏ thì chúng tôi bình thường đi xuống đó cũng phải mất đến 3 tiếng, nếu không men theo con đường nhỏ đó mà đi, ít nhất cũng mất 5 đến 6 tiếng. Tốc độ thế đã tính là nhanh rồi, lần này lại có nhiều lãnh đạo và chuyên gia như vậy, sức đi bộ khẳng định là kém dân vùng này. Đi đường nhỏ mà nói đoán chừng cũng phải hơn 4 tiếng mới có thể đến nơi. Trần Phát Hùng quan sát nhìn đoàn xe, nói. Đường nhỏ dễ đi không? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Chương 2365, nhiệt huyết. Không dễ đi, may mà trời không mưa. Nếu trời mưa xuống thì đi đến Hồng Cốc trại không vấp té dọc đường là hơi phí. Trần Phát Hùng nói. Hay là cứ men theo con đường nhỏ chưa mở hết mà đi, chậm chút cũng được, phỏng chừng tối nay đến được Hồng Cốc trại là xong. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, như vậy các lãnh đạo và chuyên gia có chịu nổi mệt nhọc hay không? Cổ Lương hỏi. Cứ từ từ mà đi, mệt thì nhất định là mệt rồi, tuy nhiên, tôi tin rằng các lãnh đạo và chuyên gia đều có thể đi nổi. Diệp Phàm kiên trì nói. Cả đoàn liền xuống xe đi bộ. Diệp Phàm làm như vậy làm đương nhiên là có mục đích. Cứ như vậy, khiến mấy lãnh đạo và các chuyên gia thực sự thể nghiệm một chút vất vả của dân chúng Hồng Cốc trại. Đến lúc đó. Không chừng các lãnh đạo thông cảm mà mở lòng, cảm động mà mạnh miệng hứa cấp cho chút tiền xứng đáng cũng không chừng. Bí thư Diệp, Hồng Cốc trại bên kia có một đoàn ngựa thổ, là tập thể dân cư cùng nuôi dưỡng đấy, nghe nói có hơn mấy chục con ngựa. Chuyên thổ đồ vật này nọ đến trại đấy, hay là bảo đem ngựa ra cho các lãnh đạo cưỡi. Mễ Nguyệt ghé sát tai Diệp Phàm vừa đi vừa đề nghị. Không cần. Diệp Phàm khoát tay áo, đoạn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Mễ Nguyệt. Đành nhỏ giọng bảo. Càng là vất vả càng dễ kiếm tiền, không khổ cực sao được trả công. Cái này gọi là khổ nhục kế đó thôi, một số đồng chí thường xuyên dùng chiêu bài này đó. Ồ, Mễ Nguyệt đột nhiên ngộ đạo, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt có chút quái dị. Tuy nhiên, đoạn lại nói thêm. Cứ như vậy có thể mệt muốn chết lãnh đạo với các chuyên gia không chừng, đến lúc đó người ta tức giận đầy một bụng thì chúng ta càng thảm hại hơn rồi. Ha ha. Lãnh đạo chỉ có hai người,
Phó Chủ tịch Điền lẫn Thứ trưởng Phong đều là cán bộ mẫn cán. Cô lo cái gì, bọn họ vẫn không tức giận thì ai dám lắm mồm. Diệp Phàm nhỏ giọng cười nói. Mễ Nguyệt cuối cùng tâm tư cũng trùng xuống đôi chút. Nhưng những thứ cần thiết như nước khoáng, lương khô cô vẫn phải chuẩn bị đầy đủ hết. Diệp Phàm nói thêm. Những thứ đó tôi sớm chuẩn bị, mà ngay cả ga trải giường đến khăn rửa mặt cũng đều chuẩn bị xong. Chăn màn ở Hồng Cốc trại các lãnh đạo khẳng định sẽ ngủ không quen, tôi đã mua mới toàn bộ. Mễ Nguyệt hơi có vẻ đắc ý, nói. Những thứ đó vất lại xã hết, chỉ giữ lại đò ăn. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Như vậy sợ không ổn, chỉ sợ lãnh đạo buổi tối ngủ không ngon mà cảm lạnh cảm cúm. Mà ở vùng thôn dã kia bọ chó cháy giận cũng không ít. Đến lúc đó gặp phải người ta lại oán chúng ta thì sao? Mễ Nguyệt có chút nóng nảy, nói. Nhiễm phải thì càng tốt, như vậy sẽ càng nhớ lâu. Việc này quyết định như vậy đi, có cứ đi làm là được. Diệp Phàm khoát tay áo, Mễ Nguyệt không tranh cãi nữa cũng xoay người chuẩn bị đi sắp xếp, tuy nhiên, Diệp Phàm lại bỗng nói thêm. Chờ một chút, đúng rồi, những thứ đó không cần mang về rồi, cứ khiêng đến Hồng Cốc trại đi. Vâng. Mễ Nguyệt gật đầu nói. Nhớ kỹ, những thứ này là chuẩn bị cho các lãnh đạo tới an ủi những hộ đặc biệt như mẹ góa con côi, người già cả neo đơn không nơi nương tựa đấy nhé. Tỉ như cá hộ gia đình liệt sĩ các loại, chứ không phải để lãnh đạo với các chuyên gia dùng, đến lúc đó cô đem chút lụa đỏ phủ lên. Chú ý, mỗi người một phong bì là không thể bớt, để 200 đi. Diệp Phàm cười nói, bởi vì, khoản này hiển nhiên không thể thiếu. Nếu để lãnh đạo các cấp biết được thì trong lòng không thắc mắc mới là lạ. Mễ Nguyệt tuy nói không nói thêm gì, nhưng trong mắt cũng là ngập tràn vẻ khâm phục. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, hơn 10 ngày trước có một trận tuyết lớn. May mà hôm đó đến giờ vẫn không mưa nên tuyết đã tan hết. Nhưng cũng nhờ có trận tuyết đó tẩy rửa lại thêm đoạn đường này vốn dĩ khá hẻo lánh, cho nên không khí cùng cảnh trí cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có đoạn đường cái kia là đáng chê. Nơi này một đoạn chỗ kia một đoạn. Mà chỗ không thông chỉ có thể qua hai người một lúc. Lúc mới đầu có nhiều người như vậy cùng đi, các chuyên gia đều rất hưng phấn. Vừa đi vừa chỉ trỏ một số thực vật chịu muối tốt ở hai bên sườn núi như cây táo và bạch liễu. Tuy nhiên, sau đó gần 2 giờ sau, các chuyên gia cùng với nhóm cán bộ lãnh đạo dù sao cũng không phải dân địa phương cả ngày leo núi. Ai nấy bắt đầu dần mệt mỏi, đương nhiên, trên đường cả đoàn cũng có nghỉ ngơi vài lần. Bí thư Trần, đường này sao cứ đoạn làm đoạn bỏ thế này, chỉ bằng tập trung làm luôn một chỗ. Chia làm hai phía cũng tiến hành, bên này từ trụ sở ủy ban xã mở rộng thẳng đến Hồng Cốc trại. Bên kia lại do Hồng Cốc trại mở rộng về phía ủy ban xã bên này. Như vậy, từ phía Hồng Cốc trại hoặc ủy ban xã xuất phát đều có thể ngồi xe được một đoạn đường. Cứ đoạn mở đoạn không như vậy cũng bất lợi cho xe chở hàng qua lại thường ngày, lại còn gồ ghề chẳng ra hình ra dạng. Rốt cuộc mở được mấy cây em cũng không ai rõ. Hơn nữa, con đường này mở rất thiếu tính quy phạm. Nhìn qua thấy bên này một nhát bên kia một nhát quốc như là chó gặm nham nhở, rất thiếu quy hoạch. Làm như vậy không có được. Phó Chủ tịch Điền chỉ vào con đường mà bảo bí thư đảng ủy xã Hồng Du là Trần Phát Hùng. Phó Chủ tịch Điền, chính quyền xã chúng tôi cũng muốn như vậy. Chỉ là vì nguyên nhân tài chính, tại sao lại phải đoạn mở đoạn không? Mời Phó Chủ tịch Điền xem, mở một đoạn thường thường đều là vì đoạn này dễ mở. Tỉ như trên đường không có tảng đá nào thật lớn thành chướng ngại. Chỉ cần đơn giản là đào hoặc là cho nổ tung là được ngay. Giờ mời anh lại nhìn phía trước đoạn không thông, đó là bởi vì có tảng đá núi lớn chắn hết toàn bộ. Nếu phải khai thông, phải tốn chi phí rất nhiều cho nhân công và thuốc nổ. Cho nên, mới để nham nhở như vậy. Trần Phát Hùng vẻ mặt xấu hổ nói. Lúc trước các ông không có quy hoạch sao? Một lão chuyên gia tóc trắng lại hỏi. Đã nhờ các chuyên gia trên cục giao thông huyện đến đo đạc qua, chỉ có điều Hồng Cốc trại và ủy ban xã đều không biết lấy đâu ra khoản phí đo đạc thiết kế đắt đỏ này. Cho nên, chỉ có thể đo đạc đơn giản một chút, bọn họ cho một cái bản đồ quy hoạch đường là xong. Trần Phát Hùng nói, mặt càng đỏ hơn. Làm ăn bừa bãi, trước đó không quy hoạch cho chu đáo. Nếu để đào ra hoặc cho nổ ra đoạn đường dư thừa thì không phải là làm không công rồi sao? Hơn nữa, các người không quy hoạch mà đi mở đường như vậy, kết quả là phải đi đường vòng nhiều hoặc ít. Ông xem, rõ ràng bên trái phái này hơi cong một chút là hỏng mất rồi,
mọi người lại phải gắng cua thêm một đoạn đường vòng. Thế này thật lãng phí, thế này là không có được. Ngần đó chuyên gia đa số đều là ở tỉnh tới nên không để lại cho Trần Phát Hùng chút thể diện nào, lão già này mặt mũi đỏ bừng đầu nhanh chóng cúi gằm xuống như gà dù. Đúng là chúng tôi làm công tác không đến nơi, lúc trước chúng tôi cũng có đệ trình lên lãnh đạo viện thiết kế công trình. Chỉ là riêng chi phí thăm dò và thiết kế đoạn đường này đã lên tới 2-3 triệu gì đó. Nói thật, chúng tôi căn bản là không đào đâu ra khoản tiền này cả. Lúc ấy là muốn có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, chỉ bằng đem khoản phí thăm dò thiết kế này tiết kiệm để mở ra càng nhiều đường hơn nữa. Đây là sai sót chỉ đạo về mặt tư tưởng, chúng tôi sẽ lập tức sửa chữa. Chủ tịch huyện Hồng Lĩnh Khúc Tân Bạch vẻ mặt hổ thẹn nói. Đi được nửa đường, ai nấy đều đã mệt mỏi. Diệp Phàm liền dặn Mễ Nguyệt đi lo dựng lều bạt nghỉ ngơi. Quanh đây ngay nước uống cũng khó tìm, may mà Mễ Nguyệt lúc trước đã lo đến loại tình huống này mà cho riêng một số lao động khỏe mạnh gánh nước theo. Bằng không, các lãnh đạo và chuyên gia đều không có cơm mà ăn. Ôi, chúng ta mới đi một đoạn mà đều cảm giác chịu không nổi, ngẫm lại các huynh đệ, người hồi ở Hồng Cốc Trại. Họ cả đời sinh trưởng ở địa phương, không biết đã phải đi bao nhiêu bận, bọn họ là khổ sở cỡ nào. Thứ trưởng Phong vừa gặm bánh mì kẹp cải bẹ vừa uống súp ngô, có chút đau lòng nói. Thứ trưởng Phong, Phó Chủ tịch Điền, tôi thấy tất cả mọi người đều mệt mỏi lắm rồi. Chỉ bằng cứ chợp mắt một lát rồi hẵng lên đường. Diệp Phàm đề nghị. Ngủ thì không cần, rất phiền toái là lại không có giường. Nghỉ ngơi một lát rồi từ từ mà đi thôi. Các huynh đệ người hồi ở Hồng Cốc Trại đi được thì chúng ta đi một lần có mệt chết cũng phải đến nơi. Thứ trưởng Phong và Phó Chủ tịch Điền trước sau đều bày tỏ thái độ kiên quyết. Đúng lúc này, Bao Nghị vội vàng vào báo cáo. Thứ trưởng Phong, Phó Chủ tịch Điền, xa xa hình như có một đám người đang tiến lại đây. Ủa? Các lãnh đạo đều sửng sốt, đặt bánh mì trong tay xuống rồi toàn bộ ra khỏi lều trại. Phát hiện từ đầu bên kia con đường đúng là có một đám người đang đến. Hơn 10, sau thì tới gần. Từ xa đã chợt nghe tiếng cười sang sảng của Tam Thúc Công. Các lãnh đạo vất vả rồi, chúng tôi tới nghênh đón các vị đây. Khung cảnh thật đúng là hoành tráng, mấy huynh đệ người hồi ăn mặc giản dị còn mang đến 3-4 chục cỗ kiệu kiểu ghế dựa bện bằng gậy trúc. Loại kiệu này thật ra rất đơn giản, cứ giữa hai cây gậy trúc thì cột lấy một cái ghế trúc. Lại thêm tay cầm ở trên nữa là xong, phía sau còn có một đoàn ngựa thồ đi theo. Loại kiệu này chắc các vị chưa từng ngồi qua, trước giải phóng có người đến Hồng Cốc Trại thì đều được tráng niên trong trại mang lên trại cả đấy. Hôm nay nghe nói mọi người muốn tới, toàn bộ thanh niên trai tráng niên đã hội họp đông đủ, đều hy vọng có thể vì các vị các lãnh đạo mà bỏ ra một phần sức lực. Chỉ cần các vị đồng ý đến thì ai nấy đều sẽ là hy vọng của Hồng Cốc Trại chúng tôi. Các lãnh đạo vất vả rồi, mời các lãnh đạo lên kiệu. Lúc này, Mã hiệu trưởng lớn tiếng nhiệt tình hô. Không nên, muốn đi thì chúng ta cùng đi. Phó Chủ tịch Điền cũng có chút kích động, thanh âm rất thô, xua xua tay liên tục. Đúng vậy, không cần phải ngồi nữa, chúng ta cùng đi. Thứ trưởng Phong cũng tỏ thái độ, nếu làm thế cũng thực quá khó coi rồi. Nếu để báo cáo lên trên thì thành cái gì? Cả đám lãnh đạo đi ngồi kiệu cho đỡ bẩn như ông này bà nọ, còn trại dân thì mồ hôi nhễ nhại đi khiêng kiệu. Các huynh đệ người hồi, vất vả cho mọi người rồi. Mọi người mỗi ngày đều phải đi, chúng tôi đi một bận thì có là gì. Nhìn con đường này, trong lòng Diệp Phàm tôi đang rỉ máu. Tại đây, tôi cũng xin tỏ thái độ với mọi người, con đường này mà không thông, Diệp Phàm tôi sẽ chịu về nhà đi bán rau. Diệp Phàm đứng trên một tảng đá gập ghềnh khá cao. Dồn chung khí 10 phần mà hô. Lập tức, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, như biển động sóng chiều, tiếng vỗ tay âm vang lên thẳng trời xanh. Cả các vị cán bộ đương nhiên cũng tham gia, ngay cả Phó Chủ tịch Điền và Thứ trưởng Phong cũng đều mỉm cười vỗ tay. Có người không ngờ còn hô. Bí thư Diệp vạn tuế. Bí thư Diệp là bao thanh thiên chuyển thế. Bí thư Diệp. Diệp Phàm lo lắng khẩn trương giật lấy loa bán dẫn trên tay Bao Nghị mà rằng. Các huynh đệ người hồi, mọi người nên cảm ơn đoàn công tác của Thứ trưởng Phong bên Bộ Tài chính cùng với Phó Chủ tịch Điền trên tỉnh xuống. Tin rằng thấy hoàn cảnh mọi người hôm nay, Thứ trưởng Phong cùng với các lãnh đạo chuyên gia bên Bộ Tài chính hiểu cho các huynh đệ. Tin rằng Phó Chủ tịch Điền cùng các cán bộ chuyên gia trên tỉnh sẽ đưa ra phương án xử lý khả thi.
Còn tôi là quan phụ mẫu của đồng lĩnh, chính là người phục vụ cho mọi người rồi. Trong lòng tôi rất xấu hổ, mọi người muốn chửi muốn đánh thì tùy, nhưng ngàn vạn lần xin chớ gọi như vừa rồi. Các huynh đệ, chúng ta đầu tiên xin mời Thứ trưởng Phong, Phó Chủ tịch Điền, Bí thư Diệp lên kiệu. Các lãnh đạo không ngồi kiệu của người hồi ta, có phải là sợ nguy hiểm hay không? Thưa các lãnh đạo, kiệu trúc này của Hồng Cốc Trại chúng tôi là có lịch sử cả đấy, chỉ ít có mấy trăm năm lịch sử. Đã bao năm như vậy cũng không làm ai ngã chết cả, xin các lãnh đạo cứ yên tâm. Mời lên kiệu. Tam Thúc Công không ngờ lại đã hắng giọng lớn tiếng hô. Phen này thì quả làm khó nhau rồi, không ngồi thì người ta bảo các lãnh đạo sợ chết. Diệp Phàm cùng Phong Thanh Lục và Điền Sơ Nhất ba người sáu mắt nhìn nhau, hai vị lãnh đạo đã nao nao miệng, ra hiệu cho Diệp Phàm giải quyết việc này. Hắn đành phải kiên trì đến cùng hô. Tam Thúc Công, tuổi tác của ông lớn nhất, hay là cứ để ông ngồi đi, thân thể tôi nhẹ nên không thành vấn đề. Nếu các lãnh đạo khinh thường các huynh đệ người hồi thì chúng tôi lập tức cút, Hồng Cốc Trại này mặc dù là nghèo đấy nhưng cũng không cầu xin ai cả. Ai mà ngờ được Tam Thúc Công thật đúng là nóng nảy, chớ thấy tuổi tác ông ta đã khá cao, thanh âm vẫn là sang sảng không nhỏ chút nào. Ông ta vừa cổ động, tới mấy trăm thanh niên khỏe mạnh người hồi lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, chúng ta cút về. Các huynh đệ người hồi ta đều là hảo hán. Chúng tôi ngồi, đem cố kiệu lại đây. Diệp Phàm đột nhiên hạ quyết tâm, cũng không xin chỉ thị trực tiếp của Phong Thanh Lục và Phó Chủ tịch Điền nữa. Lập tức, tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm dậy. Bí thư Diệp là anh em ruột thịt của chúng ta. Có người hô vang, không lâu sau thì một cố kiệu có mái che đi lên, Diệp Phàm cũng dứt khoát đánh bạo đặt mông ngồi lên. Đoạn hắn hô, Thứ trưởng Phong, Phó Chủ tịch Điền, còn cả các vị lãnh đạo và chuyên gia, chúng ta ngồi đi. Chỉ cần có thể làm chút chuyện cho các huynh đệ người hồi, có ngồi kiệu cũng chẳng sao. Ha ha, Phó Chủ tịch Điền, Bí thư Diệp của đồng lĩnh các người rất biết ép người ta, xem ra, lần này tôi không chỉ ít tiền vì Hồng Cốc Trại làm chút chuyện thì không còn mặt mũi nào nữa rồi. Phong Thanh Lục và Điền Sơ Nhất cũng cười, hai vị lãnh đạo cũng ngồi lên kiệu. Kết quả, tự nhiên là các chuyên gia, cán bộ bộ tài chính lẫn từ trên tỉnh xuống để đã ngồi lên kiệu. Còn dư lại mấy cố kiệu thì theo cấp bậc của các đồng chí bên đồng lĩnh tự nhiên là lựa chọn ngồi kiệu hay là cưỡi ngựa rồi. Đoàn người trùng trùng điệp điệp nhắm thẳng Hồng Cốc Trại mà đi. Đám tráng niên cũng là tình cảm bột phát mãnh liệt đi lên, đi rất vững vàng, thay phiên nhau khênh kiệu. Tuy nhiên, cả đám vẫn cứ đổ mồ hôi như tắm. Đoàn công tác của Thứ trưởng Phong cùng với Phó Chủ tịch Điền ai nấy đều rất cảm động. Chương 2366, có thích khách. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy thỏa mãn, bởi vì Tam Thúc Công làm được chuyện này rất đáng giá. Khiến cho đám quan chức cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra. Con người mà, đều là loài động vật có tình cảm. Cuối cùng, 3 giờ chiều cũng đã đến được trại Hồng Cốc. Các đồng chí đều có chút ấn tượng đầu tiên chính là mảnh đất này thật đẹp. Thứ trưởng Phong, đất ở đây không dày lắm, hơn nữa đất bị nhiễm phèn và có rất nhiều nguyên nhân khác nên cây cối cũng không phát triển lắm. Tuy nhiên, kết hợp với kiến nghị của các chuyên gia trong huyện, Tam Thúc Công mang loại cây có thể trồng này đến cho mọi người. Hàng tháng, hàng năm cứ kiên trì trồng cây, 10 cây chỉ có thể sống sót được 2 cây, nhưng những người trong trại chưa bao giờ dừng lại. Hơn nữa, trong trại có quy định, người nào dám chặt cây lung tung sẽ bị nghiêm trị theo quy định của trại. Nếu muốn chặt cây trong trại phải được ban chấp hành trại thông qua. Mà đất bị nhiễm phèn thì càng ở gần lưu vực sông Cốc thì càng nghiêm trọng, ngược lại càng ở trên thì độ nhiễm phèn càng ít. Hơn nữa, các cây này càng lên trên càng có sức sống. Nhiều năm nay, đã trồng được rất nhiều cây. Nếu không, mọi người đến đây chỉ có thể nhìn thấy các cây thấp bé như cây trà cùng với vùng đất vàng xám thôi. Hiệu trưởng Mã giới thiệu. Tuy nói cấu tạo và tính chất của đất không được tốt, nhưng đứng ở phương diện người làm sinh thái thì cũng không tồi. Tuy nhiên, nếu không chặt cây thì mọi người đốt cái gì nào? Thứ trưởng Phong hỏi có chút kinh ngạc. Tất cả đều dựa vào mọi người và ngựa đi ra bên ngoài khai thác than về đốt, mà hễ là thứ có thể đốt, ví dụ như thân cây lúa, cây ngô, chúng tôi đều tiết kiệm để dùng. Còn như cây cỏ hoang dại thì chúng tôi phải rất chú ý khống chế. Chỉ được cắt cho ngựa ăn nhưng không được cắt bậy. Nghe nói cây cỏ cũng có thể giữ xương, duy trì khí hậu. Cũng có lợi cho việc cải thiện muối kiềm trong đất. Ôi, vì sự phát triển cơ bản nhất của chính mình,
mọi người đều sắp trở thành chuyên gia sinh thái rồi. Diệp Phàm thở dài, cảm giác mắt có chút ướt át. Nghỉ ngơi một chút, các chuyên gia liền phân công nhau triển khai công việc. Tam thúc Công Mã Đằng dẫn đoàn người Diệp Phàm, Thứ trưởng Phong và Chủ tịch tỉnh Điền đi thăm thú xung quanh. Thư ký huyện ủy Hồng Lĩnh Cổ Lương ở phía sau tiếp khách. Ở đây thiếu nước, nếu lòng suối cốc có thể có lượng nước lớn chảy qua, lại thêm eo sông sâu giống như một thung lũng này, nhìn phong cảnh rất cổ xưa, rêu xanh bám khắp chiếc cầu đá, có thể xem như một phong cảnh đẹp. Diệp Phàm thở dài, quay đầu lại hỏi thư ký Cổ. Tại sao không làm khu du lịch, nơi này là trại của người dân tộc Hồi, có thể làm khu du lịch đặc sắc của dân tộc thiểu số. Giống như cây cầu trúc này cũng khá được. Nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, thứ nhất, ở đây không có nước. Gọi người ta đến xem cái trại khô cằn chẳng có cái gì. Thứ hai, chủ yếu là giao thông ở đây không thông suốt. Cho dù là muốn phát triển, có thể tiếp đón được vài vị khách. Nhưng lúc này không tìm thấy đối tượng để hợp tác, ủy ban nhân dân huyện làm gì có tiền bỏ ra để làm. Cổ Lương có chút chua xót nói. Đúng vậy, nói thì dễ dàng nhưng lúc làm thì rất khó khăn. Muốn phát triển du lịch, nếu không có mấy chục triệu thì làm sao phát triển được. Như tình hình này, có bỏ ra mấy trăm triệu cũng không làm được gì. Riêng con đường này muốn sửa phải mất mấy chục triệu. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố, đồng chí Tất Phân Lý thở dài nói. Đang đi lại, chăn, ga giường và tiền lì xì mà Mễ Nguyệt vốn đã chuẩn bị cho Thứ trưởng Phong, Chủ tịch tỉnh Điền tặng mọi người đều đã tới tay hai người. Tuy nhiên, lúc đi tới nhà một người họ Lý, dân tộc Hán, đang hỏi thăm an ủi họ, Thứ trưởng Phong vừa mới đưa tiền lì xì cho cụ già 90 tuổi đã xảy ra sự cố. Đột nhiên trong phòng lao ra một người mặc áo màu xanh, đầu tóc bù xù. Người phụ nữ đó kêu, đỏ đỏ, đỏ đỏ, đoạt lấy bao lì xì rồi xoay người bỏ chạy với tốc độ như bay. Chỉ trong nháy mắt, liền trốn vào cửa sau, tại hiện trường rất nhiều đồng chí đều ngẩn ngơ cả ra. Ngay cả đồng chí phụ trách công tác bảo vệ cũng đã bị ngơ cả ra rồi. Sao lại thế này chứ cục trưởng Bao, anh chịu trách nhiệm thế nào đây? Sao lại để cho thích khách chạy được vào đây? Khổng Đoan mặt lạnh, lớn tiếng chất vấn. Chủ tịch thành phố Khổng, cô ta không phải thích khách, mọi người trong trại chúng tôi đều biết cô ta. Lúc này, Tam Thúc Công khẩn trương nói. Ôi trời, rốt cuộc sao lại thế này? Thứ trưởng Phong ngạc nhiên một lúc, sau đó bình tĩnh lại, hăng hái tới hỏi. Cô gái này bị điên, tên gọi là gì tất cả mọi người cũng không rõ lắm. Cô ta từ nơi khác tới đây đã 20 năm nay. Lúc mới đầu cứ thấy cô ta là mọi người trong thôn lại đuổi, bọn trẻ con còn lấy gạch ném. Vì cứ lúc nào đói là cô ta sẽ trộm đồ ăn và trộm quần áo để mặc. Sau này, mọi người mới biết là cô ta bị điên, từ đó không ai ức hiếp cô ta nữa. Mọi người thường mang cơm và thức ăn thừa cho cô ấy. Ngay sau đó sư Thái Thanh Liên trong chùa Ngọc Diệp thấy cô ấy đáng thương đã đón cô ấy vào chùa xuống tóc làm ni cô. Đã rất nhiều năm, cô gái này cứ kêu gào, nhảy nhót loạn lên suốt cả ngày. Tuy nhiên, từ khi đến chùa Ngọc Diệp không thấy đến trộm đồ nữa. Mọi người trong trại cũng đã quen với sự hiện hữu của cô ấy, nhưng hôm nay thật kỳ quái, làm sao lại chạy đến đây đoạt tiền lì xì. Không sao, để tôi cho người đến chùa Ngọc Diệp lấy tiền lì xì cầm về là được. Dù sao tiền lì xì cô ấy cầm cũng không để làm gì. Tam Thúc Công nói. Ôi! Phong Thanh Lục không khỏi thở dài, nói. Cô gái bị bệnh điên vẫn không khỏe được. Sư Thái Thanh Liên nói là bệnh này hình như là bệnh tương tư, điều trị cũng không khỏi được. Tuy nhiên, đã 20 năm qua đi, bệnh tình của cô ấy cũng tốt hơn nhiều rồi. Chỉ có điều vẫn không rõ ràng cho lắm, chuyện trước kia gần như đều quên hết. Bình thường không có việc gì thì cứ ngẩn người ra. Vẻ mặt Tam Thúc Công thương xót nói. Trên mặt người phụ nữ kia hình như có rất nhiều sẹo. Vừa rồi cô ấy chạy trốn quá nhanh, tôi chỉ kịp nhìn qua, không biết có phải như vậy không. Tinh thần Diệp Phàm ổn định lại, hắn hỏi, bởi vì, vừa rồi Diệp Phàm cảm thấy hơi ấn tượng với cô gái đó, chỉ có điều nhất thời chưa nhớ ra được thôi. Ừ, trên mặt có rất nhiều vệt sẹo lộn xộn, cũng không hiểu được là ai đã làm, sao lại có thể ức hiếp một người điên chứ. Có lẽ là trước đây đi trộm đồ lung tung nên bị người ta rạch như vậy, những người này cũng quá dã man, một người điên như cô ấy mà cũng so đo chứ. Hiệu trưởng Mã có chút tức giận nói. Bữa tối cũng không tệ, Thứ trưởng Phong và mọi người ăn đều rất hài lòng. Bởi vì,
Tất cả các món ăn trên bàn mọi người đều chưa từng thấy, toàn là các món ăn thôn quê như là rau dại. Bình thường các cán bộ toàn ăn hải sản, có thể ăn một bữa cơm dân dã thế này thật sự cảm thấy rất ngon và thích thú. Tam thúc công vốn vẫn ngượng ngùng, bởi vì không có đồ tốt để chiêu đãi khách quý. Kết quả là toàn bộ đồ ăn đã chuẩn bị được ăn hết sạch mà vẫn còn thiếu, cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút, toàn thể các đồng chí ngồi tập trung ở đại sảnh của phòng họp của người dân trong trại. Đương nhiên sẽ thảo luận về những thu hoạch hôm nay rồi. Hôm nay ở trại Hồng Cốc tiếp đón Thứ trưởng Phong, Chủ tịch tỉnh Điền và mọi người. Lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo tỉnh đã không nề hà vất vả đến trại Hồng Cốc. Chủ yếu là để giải quyết một số vấn đề ở trại Hồng Cốc. Buổi chiều vừa tới trại Hồng Cốc, tổ chuyên gia của tỉnh và của bộ hợp thành một đoàn khảo sát, khảo nghiệm ngay tại chỗ. Hơn nữa, lần này các chuyên gia đến đây cũng đã mang rất nhiều dụng cụ. Sau đây mời các chuyên gia nói qua về tình hình đồng ruộng của trại Hồng Cốc. Đầu tiên tôi nói về chuyện đất bị nhiễm phèn. Đơn giản mà nói, có thể chia làm đất bị nhiễm phèn độ nhẹ, đất bị nhiễm phèn độ trung bình, đất bị nhiễm phèn độ nặng. Đất bị nhiễm phèn nhẹ là loại đất có tỷ lệ nảy mầm là 70-80%, hàm lượng muối mà nó chứa là 3 phần ngàn trở xuống. Đất bị nhiễm phèn nặng là chỉ hàm lượng muối của nó vượt quá 6 phần ngàn, tỷ lệ nảy mầm thấp hơn 50%. Mọi người nghĩ xem, tỷ lệ nảy mầm thấp hơn 50%, sản lượng còn có thể cao tới đâu được. So với đất ruộng bình thường, chỉ đạt chừng 3-4 phần sản lượng của ruộng bình thường. Thật ra, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, không nên chỉ nhìn những vấn đề không có lợi của đất bị nhiễm phèn, cần phải biến nó thành nguồn tài nguyên đất quý báu. Bởi vì đất bị nhiễm phèn cũng thích hợp với rất nhiều loại thực vật và vi sinh vật. Qua cuộc thí nghiệm bước đầu buổi chiều nay của chúng tôi, kết quả cho thấy toàn bộ đất ruộng của trại Hồng Cốc đều thuộc đất bị nhiễm phèn. Nhưng độ nhiễm phèn cũng thấp, không cao quá. Loại đất này tỷ lệ nảy mầm chừng 50%. Tuy nhiên, các chuyên gia phỏng đoán, phản ứng của người dân sống trong trại Hồng Cốc cũng có chút không phù hợp với điều này. Bởi vì hiện tại, tỷ lệ nảy mầm của các ruộng không đạt được 50%. Điều này thật là kỳ lạ, cũng không phải là đất nhiễm phèn mức trung bình, chỉ có thể nói là đất bị nhiễm phèn mức thấp và hơi hướng mức trung một chút. Ít nhất cũng phải có tỷ lệ nảy mầm là 45%, sản lượng thu hoạch cũng phải xấp xỉ đất 40% đất vườn bình thường. Nhưng không hiểu tại sao 40% cũng không đạt được, mà sản lượng thu hoạch chỉ vẻn vẹn được có 30% so với ruộng bình thường. Sau đó, các chuyên gia tiến hành đi đến từng hộ gia đình trong trại để phỏng vấn thống kê. Đưa ra kết luận cuối cùng là còn do các nguyên nhân khác tạo thành. Ví dụ như, do đất tầng mỏng, hơn nữa lượng nước ở khe suối cốc không đủ, mà đất tầng mỏng, chỉ giữ được lượng nước có hạn, hơn nữa còn có không ít đá tạp. Đồng thời kỹ thuật gieo trồng của mọi người cũng có giới hạn. Do rất nhiều nguyên nhân nên sản lượng hoa màu của trại Hồng Cốc chỉ đạt được khoảng 30% so với đất ruộng tiêu chuẩn. Chuyên gia Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh phân tích. Thì ra là thế. Phong Thanh Lục gật gật đầu. So sánh với đồng ruộng ở kênh Nhị Đạo, ở đâu tốt hơn? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên là có mục đích. Đương nhiên ở kênh Nhị Đạo tốt hơn nhiều, kỳ thật, đồng ruộng ở kênh Nhị Đạo chỉ kém chút thôi. Về mặt sản lượng tôi tin tưởng có thể đạt được gần bằng tiêu chuẩn bình thường. Chỉ ít hơn một chút, không được coi là ruộng có sản lượng thấp quá. Chỉ có điều, thân núi ở kênh rạch Nhị Đạo bị sạt lở khá nghiêm trọng. Nếu có thể loại trừ các tai họa ngầm này, thì việc cải tạo ruộng sẽ dễ hơn so với bên này rất nhiều. Vu Đạo Thành nói, mọi người đã nghĩ đến biện pháp cải thiện trại Hồng Cốc chưa? Chủ tịch tỉnh Điền hỏi, câu này vừa nói ra. Tất cả mọi người ngồi ở phòng ngoài, Tam Thúc Công, Hiệu trưởng Mã, đều dòng tai lên nghe. Bởi vì, vấn đề này liên quan đến toàn bộ cuộc sống của trại Hồng Cốc. Mà ở bên ngoài phòng, mọi người dân ở trại Hồng Cốc đã ngồi chật ních, 80% người dân sống trong trại đều đến đây, mọi người đứng hết cả toàn bộ phần đất trống ở bên ngoài. Thật ra, việc cải tạo đất bị nhiễm phèn chỉ tập trung ở mấy điểm. Qua vài thập niên các chuyên gia nghiên cứu, đã hệ thống được các phương pháp để cải tạo. Ví dụ như có thể xây dựng hệ thống nước tưới tiêu hoàn thiện, sắp xếp riêng rẽ, tăng cường quản lý dùng nước, khống chế nguồn nước ngầm chặt chẽ, thông qua phương pháp thủy lợi, rửa sạch đất, dùng ống lớn đưa bùn vào ruộng, liên tục xối rửa và loại bỏ lượng muối trong đất. Thứ hai chính là cải thiện phương pháp kỹ thuật nông nghiệp,
có thể thông qua thâm canh, san bằng ruộng đất, đổ thêm đất mượn, che cây cỏ, đổi đất bùn, che cát, tăng lượng hữu cơ và cải thiện thành phần và kết cấu ruộng đất, tăng cường tính năng thẩm thấu ruộng đất, tăng cường xối nước rửa muối. Thứ ba là cải tạo sinh vật, có thể gieo trồng và lấy phân xanh súc vật để bón, sử dụng mầm của nấm, kiên trì gieo trồng, trồng rừng để cải tạo, nâng cao độ phì của ruộng đất, cải tiến kết cấu đất đai, cải tạo đồng ruộng khô cằn, giảm thiểu bề mặt đất bị bốc hơi nước, khống chế muối trở lại. Ngoài ra còn có thể dùng biện pháp hóa học, ví như, với đất kiềm, thay đổi đất, gia tăng thạch cao soda đất, rác phèn hoặc lấy phân cải thiện đất, cải thiện tính chất trong của đất. Đương nhiên, ở từng nơi sẽ sử dụng những phương pháp khác nhau, tuy nhiên để có được hiệu quả như mong muốn còn do tài năng của từng người. Phương pháp cải tạo tốt nhất chính là tổng hợp lại rồi cùng làm. Giáo sư Vu nói, chương 2367, thủ đoạn quá lớn. Giáo sư Vu, nếu chọn dùng phương pháp cải tạo thủy lợi, có một vấn đề lớn nhất, trại Hồng Cốc rất thiếu nước, nước dùng để ăn uống bình thường cũng không đủ, thường phải đi hơn 10 dặm đến các địa phương khác lấy rồi dùng ngựa đem về, đâu có dư thừa nước mà để cải thiện đồng ruộng. Biện pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Lúc này, Tam Thúc Công hỏi, dùng nước để cải tạo thì giá thành sẽ thấp nhất, hiệu quả cũng tương đối tốt. Không có nước cũng phải nghĩ biện pháp để có nước mới được. Không phải mọi người đã từng nói, trước kia lượng nước ở khe suối cốc rất lớn sao, vì sao không nghĩ đến việc khôi phục lượng nước của khe suối cốc? Lấy mẫu nước ngẫu nhiên trên núi, có thể xây dựng hệ thống dẫn nước từ trên núi xuống. Như vậy có thể tiến hành cải tạo đất rất tốt. Hơn nữa, lần này lãnh đạo và các chuyên gia Bộ Tài chính tới đây, đây đúng là một cơ hội tốt. Giáo sư Vu nói, đúng vậy, Tam Thúc Công, lần này nhất định phải đòi trạm phát điện trả nước về cho Hồng Cốc chúng ta. Hiệu trưởng Mã nói, đập phá trạm phát điện Hồng Cốc, tất cả bọn họ đều sằng bậy, chiếm đoạt nước của chúng ta, bọn họ còn muốn người sống sót không? Mọi người, buổi sáng ngày mai chúng ta phải đi tới trạm phát điện, không trả nước cho chúng ta thì đập trạm phát điện. Mẹ nó, ức hiếp người quá đáng. Lúc này, trong đám người có người quát to. Lập tức, người dân trại Hồng Cốc có chút kích động. Tiếng bàn luận cùng tiếng mắng ngày càng ồn ào lên. Mọi người, im lặng, chúng ta hãy thảo luận biện pháp để giải quyết. Cứ nhao nhao hò hét nói như vậy có thể giải quyết vấn đề hay sao? Diệp Phàm đứng lên, hai tay ra hiệu yêu cầu mọi người im lặng. Được rồi, các lãnh đạo đều ở đây, đập trạm phát điện Hồng Cốc có tác dụng gì không? Nếu các lãnh đạo đều ở đây, hay là yêu cầu các lãnh đạo ra mặt giải quyết cho thỏa đáng đi? Nếu trạm phát điện Hồng Cốc vẫn cố chấp, vùng đất này sẽ trở lên khô cằn, chúng ta không có đường mà sống, đành phải làm. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta hãy nghe Bí Thư Diệp nói xem sẽ xử lý việc này như thế nào đã. Hiệu trưởng Mã cũng nói. Rốt cuộc trạm phát điện Hồng Cốc có chuyện gì, có ai biết cụ thể chuyện này không? Đồng chí Cổ Lương, đồng chí phụ trách quản lý thủy lợi và điện lực của huyện Hồng Lĩnh có tới đây không? Diệp Phàm chỉ đích danh hỏi. Bí Thư Diệp. Đồng chí Mạc Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực huyện Hồng Lĩnh, không có ở đây. Tuy nhiên, có đồng chí Phó Chủ tịch huyện phụ trách quản lý khối thủy lợi điện lực đồng chí Uông Minh ở đây ạ. Việc này, anh ta sẽ lên trình bày. Cổ Lương đứng lên trả lời. Bí Thư Diệp, trạm phát điện Hồng Cốc được xây dựng vào năm 1995, đến nay đã được 10 năm. Lúc đó để giải quyết thất nghiệp cho công nhân viên chức nhà máy dệt của huyện. Cho nên, đã đem đấu giá để bán nhà xưởng nhà máy dệt lấy 10 triệu, huyện cấp cho hơn 20 triệu, ngân hàng cho vay 20 triệu, tổng cộng có 50 triệu để xây dựng. Nghe nói lúc trước vì nóng lòng muốn giải quyết việc hơn 1.000 công nhân viên chức của nhà máy dệt nên không để ý đến vấn đề người dân hồi ở trại Hồng Cốc thiếu nước dùng. Dự án này vội vàng khởi công, bởi vì, lúc ấy đã có hơn 600 công nhân viên chức nhà máy dệt đã ổn định được, mà bên này cũng có ngần ấy người đồng ý nhận tiền và chuyển đi. Tuy nhiên vẫn còn lại 400 công nhân viên chức gây sức ép rất lớn. Mà khi đó tới thành phố xin hỗ trợ công việc và tài chính, bên thành phố cũng rất khó khăn, mà ở thành phố yêu cầu nhất định trong 2 năm phải giải quyết xong vấn đề công nhân viên chức nhà máy dệt. Bởi vậy, ở huyện phải đồng ý phương án của bọn họ. Kết quả là trạm phát điện được xây dựng. Còn số công nhân viên chức còn lại của nhà máy dệt được đưa đi tập huấn sau đó được điều động về trạm phát điện. Uông Minh Đông nói. Anh nói bậy, lúc trước các anh xây dựng trạm phát điện,
người trong trại chúng tôi phản đối rất mãnh liệt. Tam thúc công mang theo vài người tới tìm lãnh đạo huyện đánh cho một trận. Nhưng các người không ai để ý. Sau đó thấy tam thúc công mang người đến nhất định không đi, còn phái công an tới bắt người. Tam thúc công còn bị buộc cho tội danh cản trở người thi hành công vụ, có ý định đến ủy ban nhân dân huyện gây sự, tội danh này còn bị nhốt vài ngày. Về sau, hơn 100 người dân ở trại Hồng Cốc chúng tôi kéo đến mới chịu thả người. Không có biện pháp nào khác, chúng tôi đành phải tổ chức người đi đến hiện trường thi công trạm phát điện Hồng Cốc để ngăn cản. Kết quả là họ phái công an cảnh sát có vũ trang đến đó đàn áp, nếu cố tình không nghe sẽ bị bắt. Sau này, người dân trại chúng tôi nổi giận, kéo hơn ngàn người tới đây. Các anh mới chịu thỏa hiệp, lúc ấy họ hứa sẽ đảm bảo đáp ứng nước dùng cho chúng tôi, sau khi trạm phát điện xây dựng thành công còn sắp xếp hơn 100 người lên đó làm. Hơn nữa sẽ phân chia dòng chảy của nước ra, nước khe suối cốc chỉ nhỏ hơn trước một chút. Các anh còn lừa chúng tôi, nói rằng trạm phát điện Hồng Cốc chủ yếu lấy nước từ khe suối tuyết. Lúc đó chúng tôi có đi xem qua, thấy đúng là khe suối tuyết rất lớn, khe suối cốc của chúng tôi so với bọn họ có vẻ rất nhỏ. Cho nên liền tin các anh, không thể tưởng tượng được sau khi xây dựng thành công trạm phát điện, các anh không cho một số thanh niên của trại chúng tôi đến làm việc ở trạm phát điện như đã nói. Hơn nữa, nước của khe suối cốc bị các anh chặn lại hoàn toàn. Hiện tại khe suối cốc trên cơ bản là vô ích, giờ trở thành một rãnh mương không ngập nổi cả đầu heo. Hơn nữa, càng kỳ lạ hơn, trạm phát điện mới xây dựng được vài năm, không ngờ các anh bán mất. Nói gì đến việc thu xếp bố trí cho công nhân nhân viên chức thất nghiệp, đúng là gạt người. Bây giờ trạm phát điện trở thành trạm phát điện tư nhân rồi, chúng tôi sẽ đi tìm họ để lấy nước, những người này ác quá, còn kêu một đám lưu manh xã hội đen đánh chúng ta. Người dân trong trại bị thương rất nhiều, hiện tại Mã Thụ Lâm con trai Mã Tam Công còn bị đánh nằm liệt giường. Hơn nữa, bọn họ còn đe dọa chúng tôi. Vẻ mặt hiệu trưởng Mã tức giận nói. Bán đi, bán cho người nào, bán khi nào? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi Phó Chủ tịch huyện Uông. Bán năm 2000, Bí Thư Diệp, lúc đó ở huyện đã cân nhắc mới bán đi. Kết quả là mấy công ty đến đây đều muốn mua, cuối cùng huyện đã suy nghĩ rất nhiều, ký hợp đồng mua bán với tập đoàn Vạn Thắng tới từ thành phố Long Giang. Uông Minh Đông nói, cân nhắc cái gì chứ? Diệp Phàm hỏi, lúc đó ở huyện có cân nhắc, muốn làm một hạng mục lớn hơn. Đó là trạm phát điện Thu Sơn huyện Hồng Lĩnh. Dự tính tổng đầu tư trạm phát điện Thu Sơn lên tới 300 triệu. Ở huyện cũng muốn hùn vốn, tuy nhiên, huyện lại không lấy đâu ra tiền. Cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này. Uông Minh Đông nói, sắc mặt có chút thay đổi. Bí thư Diệp, căn bản phó chủ tịch huyện Uông đang lừa gạt anh. Nghe nói trong chuyện này có điều mờ ám. Trạm phát điện Thu Sơn khởi công, tuy nhiên, ở huyện cũng không bỏ ra bao nhiêu tiền. Hơn nữa, việc bán trạm phát điện Hồng Cốc đi cũng có rất nhiều điều mờ ám. Lúc này, một người mắt đeo kính, bề ngoài có vẻ khá nhã nhặn, là thanh niên dân hồi nói. Cậu thanh niên, không thể nói lung tung, cậu phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình đấy. Chủ tịch huyện Hồng Lĩnh đồng chí Khúc Tân Bạch nghiêm mặt hừ nói. Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm chứ sao, tôi nói trên tư cách của một phóng viên Nhật báo Đồng Lĩnh, không phải với tư cách người tộc Hồi. Nhưng tôi là người lớn lên trên khe suối cốc này. Là người dân lớn lên trên trại Hồng Cốc, tam thúc công đối đãi với chúng tôi còn tốt hơn con trai mình. Những năm nay, nhìn thấy các anh làm sằng bậy, tôi thấy trong lòng đang rỉ máu. Đừng nghĩ rằng tất cả mọi người đều là đồ ngốc, cho dù hôm nay có mất chức phóng viên, tôi cũng phải nói một chút. Anh ta ưỡn ngực đi lên phía trước, nhìn Diệp Phàm và mọi người nói. Các vị lãnh đạo, chuyện trạm phát điện Hồng Cốc lúc trước, sau khi tôi tham gia công tác, thì ngầm tiến hành điều tra. Bởi vì tam thúc công bị bọn họ bắt nạt quá đáng. Khả năng mọi người còn không biết, tam thúc công năm nay đã hơn 70 tuổi rồi, lúc trẻ còn tham gia đội du kích cách mạng Hồng quân Liên Xô. Sau khi giải phóng, tam thúc công vẫn trở về trại Hồng Cốc quê hương. Nhất quyết từ bỏ phòng công an huyện để trở về trại Hồng Cốc. Cả đời ông đã hy sinh vì trại. Chưa từng làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, kết quả lại vì yêu cầu chính đáng mà không ngờ lại bị giam lỏng vài năm. Tôi rốt cuộc không chịu được nữa, thông qua điều tra, phát hiện có một vấn đề rất rõ ràng. Trạm phát điện Hồng Cốc được xây dựng năm 1995 với tổng vốn đầu tư là hơn 50 triệu, căn cứ nguồn vốn như vậy,
và nhiều nguyên nhân về địa lý khác nữa, nhiều nhất chỉ có thể lắp đặt tổ máy công suất 6.000 kW. Nhưng trạm phát điện Hồng Cốc lại có hai tổ máy 6.000 kW, lắp ráp hoàn chỉnh đạt công suất 12.000 kW. Sau đó tôi suy đoán, liệu có phải kế hoạch ban đầu vốn không tính khe suối Cốc vào hay không, chỉ là lợi dụng nước ở khe suối Tuyết để phát điện. Kết quả, một số đồng chí vì lợi nhuận vì chiến tích, gộp cả khe suối Cốc vào, cho nên, công suất đạt lớn hơn. Mà nước của khe suối Cốc vào trạm phát điện Hồng Cốc, chỉ cần xây dựng một đập chứa nước và một kênh dẫn nước dài là đủ rồi. Mấy năm trôi đi, tính đến năm 2000, thật ra trạm phát điện Hồng Cốc cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì cán bộ công nhân viên chức rất nhiều, một trạm phát điện nhỏ thôi mà có đến hơn 1.000 người. Chỉ riêng bộ phận quản lý đã hơn 100 người. Một chánh văn phòng trạm phát điện Hồng Cốc quản lý một thủ hạ, những người này ở đây làm gì chứ? Sau này biết được, đều là họ nhét con cháu vào. Rất nhiều người nhà cán bộ huyện Hồng Lĩnh không có việc làm, đều được sắp xếp vào trạm phát điện. Thật ra, người nhà cán bộ này chẳng đi làm ngày nào. Nhưng tiền lương hàng tháng vẫn được chuyển vào tài khoản của họ. Thực tế, ở trạm phát điện Hồng Cốc chỉ có một nửa số công nhân viên chức là làm việc. Hơn nữa, Phó Chủ tịch huyện nói là vì sắp xếp việc làm cho công nhân viên chức thất nghiệp của nhà máy dệt cũng chỉ là ngụy biện. Theo điều tra, nhà máy dệt của huyện có 1.000 công nhân viên chức, vì kinh doanh không tốt nên phải đóng cửa. 1/3 số người lấy tiền bồi thường, 1/3 phân lên trên thăng chức, còn có khoảng 200 người ban đầu ở lại bán đấu giá nhà xưởng sau đó được chia một ít tiền cũng không thấy có động tĩnh gì. Bọn họ cũng cãi nhau, tuy nhiên, bị ở trên huyện đàn áp. Kết quả là mười mấy người có quan hệ được sắp xếp công việc. Còn có 200 người hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình để kiếm tiền. Mà người của trạm phát điện Hồng Cốc cũng không phải là ít. Bởi vì có quá nhiều người, hơn nữa lại tiêu tiền như nước, kết quả trở thành gánh nặng trên lưng huyện, hàng năm còn phải cấp cho trạm phát điện Hồng Cốc một khoản tiền mấy triệu để phát tiền lương. Tuy nhiên, bởi vì đại bộ phận công nhân viên chức đều là con ông cháu cha. Cho nên, vẫn là mỡ nó rán nó, dù sao tiền cũng rơi vào túi của người thân mình, tiền lại là của quốc gia cũng chẳng ai quản cả. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, trạm phát điện Hồng Cốc đã kiếm được tiền. Tiền kiếm được đi đâu rồi, chuyện này không được rõ ràng cho lắm. Hơn nữa, năm 1995, tổng đầu tư cho trạm phát điện Hồng Cốc gần 60 triệu. Đến năm 2000 giá trị tổng tài sản đã tăng lên tới chừng 200 triệu. Vì thế tôi còn lén cầm tài liệu đến hỏi một người bạn học cũ làm việc ở xí nghiệp điện lực tỉnh. Anh ta khẳng định rằng trạm phát điện này có trị giá 200 triệu. Đúng là nực cười, bán trạm phát điện trị giá 200 triệu này, trong điều kiện lạm phát cao, nhà mua với giá 200.000 những năm 95 bây giờ còn có thể bán được 500.000. Bán trạm phát điện 200 triệu cho tập đoàn Vạn Thắng tỉnh Long Giang. Kết quả cầm lại được bao nhiêu tiền? 30.000. Ở huyện giải thích là khấu hao tài sản cố định là máy móc, khấu hao tài sản cố định là nhà xưởng. Hơn nữa, trong điều khoản ông chủ mới của trạm phát điện Hồng Cốc tập đoàn Vạn Thắng Long Giang sẽ tiếp quản 100 người trong số hàng ngàn công nhân viên chức. Cho nên, ở huyện cũng trợ cấp một khoản nhất định. Đó là khái niệm gì thế? Nói như vậy hẳn các vị lãnh đạo ngồi đây đều hiểu được, tôi không nói nữa. Hạ Ngôn Hữu có chứng cớ nên mới nói như vậy. Hơn nữa, anh ta còn lấy một gói văn kiện to trong bao ra nói. Bí thư Diệp, đây chính là tư liệu mấy năm nay tôi đã sưu tập được. Tôi nói xong rồi, muốn xử lý tôi thế nào thì xử lý, tôi đang chờ đây. Tôi có thất nghiệp ngồi tù cũng không sao, chỉ hy vọng các vị lãnh đạo ngồi đây có thể giải quyết được vấn đề nước của trại Hồng Cốc. Và đòi lại công bằng cho mấy ngàn người tộc Hồi ở trại Hồng Cốc. Chương 2368, Chủ tịch tỉnh Điền phẫn nộ rồi. Ai muốn đuổi phóng viên Hạ chúng tôi sẽ liều mạng. Tiếng nói của Hạ Ngôn này rất có sức mê hoặc, lập tức, mọi người ở phía dưới và ở bên ngoài đều hô lên rất lớn. Phóng viên Hạ là người tốt, lũ tham quan kia mới làm chuyện xấu. Được rồi, mọi người im lặng một chút đã, đây chẳng phải là đang giải quyết vấn đề sao. Tôi hy vọng mọi người tin vào đảng, vào chính phủ của chúng ta. Việc này Thành ủy Đồng Lĩnh sẽ ra mặt điều tra, Diệp Phàm tôi là đại biểu của Thành ủy Đồng Lĩnh và Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ làm rõ ràng chuyện này. Việc này, cho dù dính đến người nào, cũng nhất định điều tra tới cùng. Hơn nữa, về vấn đề nước, lần này nhiều cán bộ và các chuyên gia đều đã xuống đây,
nhất định sẽ giải quyết cho mọi người. Việc này mà Diệp Phàm tôi cũng không giải quyết được, thì không xứng đáng đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Đồng Lĩnh. Còn về phóng viên Hạ, chỉ cần những điều anh ta nói là sự thật, chẳng những chúng tôi sẽ không xử lý, mà còn có thể khen ngợi anh ta. Bởi vì anh ta là vì dân mà làm, các anh em dân tộc Hồi, mọi người cứ yên tâm đi. Đảng và chính phủ đều công bằng và chính nghĩa, họ cũng không quên mọi người đâu. Hôm nay chúng tôi đến đây, chính là muốn bày tỏ thái độ này. Lời nói của Diệp Phàm vượt qua tiếng cãi vã lan truyền ra bên ngoài. Đanh thép, cứng rắn như đá đập xuống mâm kêu leng keng. Lúc này mà không áp chế tình thế này, đến lúc họ thật sự vùng lên thì sẽ rất khó giải quyết. Được rồi, mọi người im lặng một chút nghe bí thư Diệp nói chuyện. Tam thúc công cùng với hiệu trưởng Mã đều đứng lên kêu mọi người im lặng. Lập tức tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Việc đầu tiên là phải giải quyết vấn đề nước dùng của trại Hồng Cốc. Vấn đề này sẽ giải quyết như thế nào, chờ buổi sáng ngày mai các chuyên gia về thủy lợi sẽ đi thực tế một chút. Nên dẫn nước thì dẫn nước, nên chặn nước thì chặn nước. Hơn nữa, việc cải tạo đất bị nhiễm phèn của trại Hồng Cốc sẽ cần rất nhiều nước. Cho nên, chuyện trạm phát điện Hồng Cốc nhất định phải điều tra rõ ràng. Bằng không, vấn đề nước này khó có thể giải quyết được. Như vậy đi, ngày mai sẽ thông báo cho bên điện lực thủy lợi cùng với các chuyên gia kiểm toán và cục công an, thành lập một tổ điều tra liên ngành tới huyện Hồng Lĩnh để điều tra trạm thủy điện Hồng Cốc. Diệp Phàm nói. Sau đó, các chuyên gia lại thảo luận trao đổi về vấn đề cải tạo đất bị nhiễm phèn. Sau khi họp xong, Diệp Phàm gọi bí thư huyện ủy Hồng Lĩnh, Cổ Lương vào phòng, hỏi. Rốt cuộc chuyện trạm phát điện Hồng Cốc như thế nào, trong chuyện này rốt cuộc có những điều mờ ám gì, anh giải thích cho tôi xem nào. Bằng không, một khi đã điều tra ra, luật pháp khó dung thứ. Bí thư Diệp, khi đó tôi là phó bí thư đảm nhiệm quản lý phương diện đảng quần chúng ở huyện Hồng Cốc. Trong chuyện này, bởi vì lúc đó trạm phát điện Hồng Cốc là doanh nghiệp nhà nước của huyện, để làm rõ được chuyện này chỉ có thể hỏi nhân vật số 1, số 2 của huyện ủy khi đó. Cổ Lương nói chuyện có chút lo lắng, Diệp Phàm hiểu là anh ta không hề nói thật. Là phó bí thư huyện ủy lúc đó, anh không nghe nói chút gì sao? Mặt Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Nhân vật số 1 lúc đó là đồng chí Trịnh Mãn, còn chủ tịch huyện là đồng chí Thường Thanh. Tuy nói khi bán trạm phát điện Hồng Cốc có thảo luận trên hội nghị thường vụ. Nhưng thật ra, cũng gần như chỉ là báo cáo qua thôi. Trong đó đề cập đến cái gì, đại đa số các đồng chí đều không rõ ràng cho lắm. Việc này, lúc ấy ở trên hội nghị thường vụ, đồng chí nguyên giám đốc công ty điện lực huyện Dương Lý Tài đề xuất, sau đó hai đồng chí Thường Thanh và Trịnh Mãn lập tức đồng ý ngay. Còn nói hiện tại trạm phát điện Hồng Cốc trở thành gánh nặng rất lớn cho huyện. Hàng năm huyện đều phải trợ cấp 2 triệu cho trạm phát điện Hồng Cốc. Nếu bán đi thì huyện sẽ giảm không phải trợ cấp, nếu tiết kiệm được 2 triệu thì có thể làm được bao nhiêu chuyện. Hai nhân vật số 1 và số 2 của huyện đều đồng ý rồi, những đồng chí khác còn có gì để nói. Đương nhiên, tất cả đều giơ tay đồng ý. Ngọn nguồn là thế nào, các đồng chí đều không hiểu rõ. Tuy nhiên, những gì phóng viên Hạ nói cũng chưa chắc đã là sự thật. Có nhiều chuyện có thể là do anh ta phỏng đoán thôi. Kỳ thật, cho dù nói việc mua bán trạm phát điện có điều mờ ám, nhưng tuyệt đối không thể có sự chênh lệch lớn đến vậy được. Sắc mặt Cổ Lương có chút khó coi nói. Việc này đồng chí Dương Lý Tài nhất định là rõ ràng nhất, bây giờ anh ta đang ở đâu? Còn hai đồng chí Trịnh Mãn và Thường Thanh đâu rồi? Tôi đến Hồng Lĩnh cũng được mấy tháng rồi, sao chưa nghe nói qua mấy vị đồng chí này chứ? Diệp Phàm hỏi. Trong lòng cảm thấy trong chuyện này có phải có liên quan rất sâu đến vấn đề nước. Nếu ba đồng chí đều không ở Đồng Lĩnh, khẳng định vấn đề này cũng tương đối lớn. Bí thư Trịnh được điều đến Sở Xây dựng đảm nhiệm phó trưởng phòng, chủ tịch huyện Thường Thanh đến huyện Hạ Trúc tỉnh Long Giang nhậm chức bí thư huyện ủy. Đồng chí Dương Lý Tài đến chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực nhận chức phó tổng giám đốc. Hưởng đãi ngộ của cấp phó huyện. Đều lên chức cao, không tệ không tệ. Xem ra huyện Hồng Lĩnh toàn đào tạo ra người tài thôi, đi ra ngoài chắc nở mày nở mặt lắm. Diệp Phàm có vẻ hơi châm chọc, nói. Trong lòng hắn có chút nặng nề, ba nhân vật có liên quan đều được lên chức. Không thể không khiến mọi người khẳng định tin tức về trạm phát điện Hồng Cốc là có thật. Trong chuyện này có bao nhiêu lợi nhuận, Diệp Phàm nhíu mày nghĩ lại, cảm thấy thật phẫn nộ. Mà ba người liên quan lên chức, có phải có liên quan trực tiếp đến chuyện chênh lệch giá?
Mà trong chuyện này ai là người đứng đằng sau? Chắc chắn là có người ngư ông đắc lợi rồi. Mà tập đoàn Vạn Thắng Long Giang chắc chắn có vấn đề. Không thể tưởng tượng được đến cuối năm lại xảy ra sự việc này, Diệp Phàm không thể không cảm thấy nhức đầu. Đương nhiên, chưa điều tra rõ ràng cũng không thể biết vấn đề này lớn đến mức độ nào. Những gì phóng viên Hạ nói cũng không chắc đã chính xác. Việc này, còn chờ điều tra cho rõ ràng đã. Cổ Lương đi rồi, Mễ Nguyệt bị Diệp Phàm gọi tới, thấy vẻ mặt Diệp Phàm có phần khó chịu. Mễ Nguyệt nói, Bí thư Diệp, vấn đề nước của trạm phát điện Hồng Cốc có chút sâu xa ạ. Sâu xa đến mức độ nào? Diệp Phàm hừ nói, vừa rồi, vừa nghe nói chuyện này, tôi có gọi điện thoại từ trại ra bên ngoài nhờ mấy người bạn tìm hiểu một chút. Đồn đại là việc này có chút liên quan đến Lầu Phong Vân. Mễ Nguyệt nói, Lầu Phong Vân, cô muốn nói tới công tử họ Khổng bên bộ xây dựng. Diệp Phàm hỏi, trong lòng có chút cảm giác lành lạnh, không thể tưởng tượng được việc này rất có thể liên quan đến đại thiếu gia nhà họ Khổng. Nếu đúng thật là anh ta nhúng tay vào, vậy có thể giải thích được mọi vài hiện tượng rồi. Ví dụ như, Trịnh Mãn thăng chức đến làm phó giám đốc sở xây dựng tỉnh. Với vị trí của ông bố là thứ trưởng bộ xây dựng, việc cho đảm nhiệm chức vụ đó không có vấn đề gì là lớn cả. Bọn họ nói chỉ là nghe nói như vậy. Mễ Nguyệt nói, mặc kệ, sáng mai đi tới trạm phát điện Hồng Cốc rồi hãy nói. Diệp Phàm hừ nói, tuy nhiên, vừa mới rửa mặt xong, chủ tịch tỉnh Điền lại gọi Diệp Phàm tới. Diệp Phàm để khăn mặt xuống rồi đi tới đó. Chuyện ngày hôm nay cậu thấy thế nào? Chủ tịch tỉnh Điền hỏi. Vấn đề này có chút nghiêm trọng, trong chuyện này liên quan đến cái gì, chỉ điều tra mới có thể biết được. Tuy nhiên, tôi lo lắng, đạo hành, ở đây rất sâu ạ. Diệp Phàm nói, cũng không đem hết những chuyện mình biết nói ra. Bởi vì Diệp Phàm cũng không hiểu chủ tịch tỉnh Điền có thái độ như thế nào về chuyện này. Để đề phòng gặp chuyện rắc rối, Diệp Phàm không thể không thận trọng. Hừ, dám chắc là, nước sâu, bằng không, chuyện 30 triệu có điều mờ ám. Đây là chuyện các đồng chí cán bộ cá biệt lấy của dân chúng cho vào túi của mình. Hiện tượng này tuyệt đối phải ngăn chặn. Không thể tưởng tượng chủ tịch tỉnh Điền đấm một đấm vào cạnh bàn, ấm chén trên bàn trà nhảy cả lên. Xem ra, đồng chí chủ tịch thật sự tức giận. Chủ tịch tỉnh Điền, ông ra chỉ thị đi, cho dù thế nào tôi cũng kiên quyết thực hiện. Diệp Phàm xin chỉ thị, đương nhiên muốn mình và chủ tịch Điền cùng đi trên một chiếc thuyền. Như vậy, việc đối phó với Khổng gia cũng có thêm một phần sức lực. Tôi đồng ý thành lập đội điều tra liên ngành như lúc trước anh nói. Thứ hai, trạm phát điện Hồng Cốc có vấn đề gì, bọn họ phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. Phòng trừng, muốn bảo bọn họ trả lại nước là việc rất khó khăn. Tuy nhiên khó khăn tới mấy cũng phải làm. Mấy ngàn quần chúng dân tộc Hồi ở trại Hồng Cốc đang trông ngóng tin tức. Cho dù bọn là hủy trạm phát điện thì cũng phải đem vấn đề nước ra để giải quyết trước tiên. Không có nước, vấn đề nước ăn không thể giải quyết được. Không có nước, đừng nói đến việc cải tạo đất phèn. Cả nước dùng, nước tưới và một loạt các vấn đề đều không thể giải quyết được. Không có nước không thể làm thay đổi cuộc sống của hơn 5.000 người dân ở trại Hồng Cốc. Hiện tại muốn thay đổi tình trạng này, thì phải điều tra rõ ràng chuyện trạm phát điện Hồng Cốc. Thái độ của Chủ tịch Điền rất kiên quyết. Chủ tịch tỉnh Điền. Trong chuyện này có khả năng một số đồng chí giữ chức vụ lớn có dính đến. Vừa mới nhận được báo cáo của Cổ Lương, nói là việc này bí thư Trịnh Mãn. Diệp Phàm thấy thái độ của bí thư Điền kiên quyết như thế, cũng liền đem chuyện vừa mới nghe được nói ra. Ba vị đồng chí đó đều lên chức, hơn nữa lúc trước đều là những lãnh đạo có liên quan trong việc quyết định bán đứng trạm phát điện Hồng Cốc. Đúng là rất thú vị, trạm phát điện bị bán, bọn họ cũng lên chức. Điều tra được. Tôi cũng không tin không tìm ra nhóm sâu mọt này, lương tâm của bọn họ bị chó ăn mất rồi. Lần đầu tiên bí thư Điền hừ nói toàn những lời thô tục. Từ phòng bí thư Điền đi ra, Diệp Phàm vào phòng của Phong Thanh Lục. Đừng nhìn trại Hồng Cốc này nghèo, nhưng lầu thôn ủy còn xây dựng bằng đá đấy. Đương nhiên, nguyên nhân là do giao thông không thông suốt. Trong trại không có xi măng để xây nhà lầu, đều lấy gỗ để làm nhà, nhà gỗ cũng khá nhiều. Diệp Phàm. Việc này cậu phải chú ý. Hai người ngồi xuống, Phong Thanh tự mình rót trà cho Diệp Phàm. Vâng, trong việc này có rất nhiều vấn đề. Nghe nói là có quan hệ với con trai thứ trưởng bộ xây dựng. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa có gì để chứng thực.
Đây chỉ là nghe được tin đồn từ bạn bè. Diệp Phàm nói, đối với Phong Thanh Lục, không có gì phải giấu giếm cả. Là thứ trưởng thường trực bộ xây dựng Khổng Chính Húc sao? Phong Thanh Lục nhíu mày, hỏi. Vâng, con trai ông ta là Khổng Đông Phong, bí danh là Long Tiên Sinh. Một trong ngũ vương của Tấn Lĩnh, xây dựng lầu Phong Vân ở Đồng Lĩnh, thực ra chính là chỗ ăn chơi tiêu phí. Người đến lầu Phong Vân tiêu tiền cũng không ít, đều là chiêu bài của Khổng gia. Diệp Phàm nói, nếu thật sự anh ta có liên quan cậu định làm gì? Phong Thanh Lục hỏi, tạm thời còn chưa nghĩ ra, việc này, vấn đề trại Hồng Cốc đang đặt ra trước mắt, kiểu gì cũng phải giải quyết. Nếu không điều tra rõ ràng chuyện này, muốn tập đoàn Vạn Thắng Long Giang trả nước là điều không thể. Chỉ có điều tra ra vấn đề của bọn họ, nắm lấy điểm yếu của bọn họ mới có thể khiến cho bọn họ đem trả lại nguồn nước cho trại Hồng Cốc. Mà vấn đề nước lại dính dáng đến quyền lợi rất nhiều, không có nước của khe cốc, phỏng chừng trạm phát điện Hồng Cốc sẽ giảm lợi nhuận đi rất nhiều. Ông chủ trạm phát điện tập đoàn Vạn Thắng chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên, việc này, cho dù thế nào cũng phải điều tra. Mà nhất định phải trả điều tra khoản nợ cũ, nếu tin đồn là thật, thì phải gián tiếp đối mặt với Khổng gia. Nói thật, tôi cũng cảm thấy không tự tin cho lắm. Khổng Chính Húc sinh ra và lớn lên ở Đồng Lĩnh, từ huyện đến thành phố, lại đến tỉnh, từ trên xuống dưới, quan hệ bạn bè tương đối nhiều. Vô hình chung đây là một tấm lưới lớn, mà tôi muốn đọ sức cùng Khổng gia, phải đối mặt với mạng lưới lớn của Khổng gia. Quả thực rất khó xử lý, nhưng trước mắt chỉ còn con đường này có thể đi, nếu không đi trừ khi là mặc kệ mấy ngàn người dân trại Hồng Cốc, điều này tôi không làm được. Diệp Phàm nói. Chương 2369, điều tra tận gốc. Đúng vậy, muốn giải quyết vấn đề Hồng Cốc kiểu gì cũng phải điều tra. Hễ điều tra sẽ nảy sinh vấn đề. Hơn nữa, hôm nay trước đám đông cậu đã biểu lộ thái độ, không thể không điều tra. Đương nhiên, việc điều tra là do người điều tra nắm giữ trong tay, trong đó có vấn đề về mức độ. Tôi nghĩ, trong chuyện này vấn đề nước rất sâu xa. Chỉ bằng trước tiên trì hoãn một chút, trước hết vẫn để cho trạm phát điện còn một phần nước, như vậy cũng nằm trong mức trạm phát điện có thể chấp nhận được. Bọn họ tự thấy mình đối lý, tự nhiên đồng ý. Về sau anh lại phải nghĩ biện pháp, thật sự là gánh không được, phải phủi mông chạy lấy người đấy. Tất nhiên, tình trạng của trại Hồng Cốc cũng được cải thiện đôi chút, không thể để sự việc trong tay cậu mà một chút đổi mới cũng không có. Bên phía bộ thì tôi sẽ có biện pháp, cố gắng cho nhiều trợ cấp hơn một ít. Đương nhiên, cậu cũng đừng kỳ vọng quá nhiều, dù sao, chúng ta phải xem xét đến toàn cục của cả nước. Không thể chỉ quan tâm đến trại Hồng Cốc. Trại Hồng Cốc khó khăn, nhưng các địa phương khó khăn như thế này trên cả nước cũng không ít. Giống như miền Bắc dân chúng cũng không có cả nước ăn, toàn bộ nhờ vào nước mưa để sống sót. Tuy nói trại Hồng Cốc có thiếu nước dùng, nhưng nước sinh hoạt và nấu cơm hàng ngày vẫn có. Khi gặp hạn hán mới phải đi xa để lấy nước. Cả nước vẫn còn những nơi khó khăn hơn ở đây. Phong Thanh Lục có ý điều hòa, không muốn làm cho chuyện trở lên gay gắt hơn, nhưng cũng không thể không làm. Thật ra thì chính là một đạo lý trung dung, không phải là không làm, phải làm nhưng có chừng mực thôi. Đương nhiên, bởi vì ông ta biết đứng đằng sau chuyện này là Khổng gia. Lo lắng Diệp Phàm mạo phạm đến Khổng gia sẽ bị thiệt thòi. Tuy nói Diệp Phàm có Kiều gia giúp đỡ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Không thể cứ chờ Kiều gia ra mặt trong mọi chuyện được. Mà chuyện bên trong tỉnh Tấn Lĩnh, Diệp Phàm phải tự giải quyết. Huống chi, Kiều gia cũng có rất nhiều chuyện. Bản thân Kiều gia còn bận không thể giải quyết hết được, còn đâu thời gian và sức lực để giải quyết chuyện của Diệp Phàm, mấy năm nay Phong Thanh Lục đã nhìn thấy rõ điều đó. Những gia đình lớn như thế này, khi có việc lớn mọi người ra tay một lần cũng là tốt lắm rồi. Cho dù anh là con của Kiều Viễn Sơn cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào được. Chú Phong, việc này tôi quyết định rồi. Ở trên đại sảnh trại Hồng Cốc tôi đã nói trước tất cả các lão bách tính. Nhất định điều tra tới cùng. Nếu thật sự dính đến Khổng gia, thật sự phải đoạn tuyệt thì sẽ đoạn tuyệt. Việc này, tôi nghĩ, Thứ trưởng Khổng chưa chắc biết được. Chỉ là Khổng Đông Phong lợi dụng lá cờ của ông ấy thôi. Còn việc xử lý một số chuyện, tôi cũng sẽ chú ý đến. Việc này phải tìm hiểu, chỉ có tìm hiểu được đến mức khiến trạm phát điện Hồng Cốc trả nước. Lấy lại một phần số tiền bị tổn thất của huyện Hồng Lĩnh thì mới được. Tôi xử lý sự việc chứ không xử lý con người,
nếu thật sự Khổng gia muốn che giấu, tôi sẽ bất chấp mọi khó khăn làm tới cùng. Về việc nói phủi mông chạy lấy người, hoặc là cứ trì hoãn mãi, thì không phải là bản tính của Diệp Phàm tôi. Tôi làm không được điều đó, có lẽ, con người của tôi thật sự không thích hợp với quan trường. Nhưng vận mệnh lại để tôi dính chặt lấy và quan trường. Tôi nghĩ, có thể đi tới bước nào thì sẽ đi tới đó. Không đi tiếp được nữa, phải bỏ thì sẽ bỏ. Đời này, kiếp này không hối hận không cảm thấy thất vọng với lương tâm mình, chỉ cần mình thoải mái là được. Diệp Phàm chưa bao giờ kiên quyết như vậy. Ôi! Phong Thanh Lục thở dài, nhẹ nhàng đứng lên vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Một lúc sau mới lên tiếng. Nhìn cậu, tôi lại nhớ tới lúc mình còn trẻ. Lúc trước tôi cũng không khác cậu là mấy. Không hiểu được trời cao đất rộng, muốn thay đổi cả thế giới này, nhìn thấy chuyện bất bình đều muốn giải quyết hết. Sau nhiều lần vấp váp mới hiểu ra được, muốn thay đổi thế giới này là điều quá khó khăn. Thế giới có quy luật vận hành của thế giới. Thế giới này thiếu tôi và cậu đều vẫn có thể chuyển động bình thường. Cho nên, không cải biến thế giới này được, ta chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi. Đương nhiên, trong những tình huống hợp lý, tôi cũng làm chút chuyện hợp lý. Việc này nếu cậu đã quyết định, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để ủng hộ cậu. Đến lúc đó, làm một dự án giúp đỡ trại Hồng Cốc. Người dân ở nơi này thực sự rất khổ, nếu có thể vì bọn họ làm chút chuyện trong khả năng của mình, lòng tôi cũng cảm thấy yên tâm một chút. Con người mà, đều là máu thịt cả. Trên đời này, không một cán bộ nào không nghĩ mình sẽ làm một chút gì đó vì dân. Chỉ có điều, nếu chạm đến lợi ích của họ, bọn họ thường đem lợi ích của chính mình đặt lên trên lợi ích của nhân dân. Mà cán bộ đó lại chiếm đại đa số, nhưng cũng có người thật sự làm việc vì nhân dân. Vấn đề trại Hồng Cốc tương đối lớn, mặc dù là đem nước trở lại đây. Nhưng để cải tạo sản lượng thấp kém, đó là một vấn đề rất nan giải. Cho dù là giải quyết xong vấn đề này, cũng chỉ là bảo đảm vấn đề cuộc sống người dân trong trại có cơm ăn áo mặc. Tôi nghĩ cần phải thay đổi cách nghĩ, phát triển một vài ngành khác. Đây mới là con đường bắt buộc phải đi giúp người dân trại Hồng Cốc trở nên giàu có. Tôi muốn làm du lịch, tuy nhiên, phải đầu tư quá lớn. Mấu chốt là vấn đề bên hợp tác lúc này rất khó tìm. Bởi vì đất bị nhiễm phèn nên gieo trồng cái gì rất khó. Nê Ú đi theo hướng phát triển các doanh nghiệp, đến giao thông còn chẳng thông suốt thì sao mà phát triển được. Huống chi, xung quanh trại Hồng Cốc cũng không có nguồn tài nguyên nào. Ví dụ như khoáng thạch, quặng, không có nguồn tài nguyên gì, chẳng có ai đến khe suối hẻo lánh lạc hậu này để thành lập nhà máy cả, vậy thì không thể có chuyện no ấm, đúng là nước dội lá khoai. Diệp Phàm nói, mày nhíu lại nói. Đúng vậy, làm giàu, nói thì rất dễ dàng. Trên thực tế làm được là muôn vàn khó khăn đấy. Mà làm giàu chủ yếu vẫn là do mọi người tự thân vận động, chính phủ chỉ có thể định hướng và giúp đỡ phần nào thôi. Mà tình hình trại Hồng Cốc cũng đặc biệt, văn hóa người dân bình thường trong trại không cao, mà trong trại cũng không có nguồn tài nguyên quý hiếm nào có thể cung cấp lợi dụng. Khoản tiền cơ sở để làm giàu thì càng khan hiếm, muốn làm giàu, phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cho nên, chính phủ phải giúp đỡ nhiều hơn, đây căn bản không phải là vấn đề mà thành phố Đồng Lĩnh có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn được. Bộ Tài chính có thể cho mọi người một ít, nhưng, cũng là có giới hạn. Dựa vào số tiền đó, muốn đem cải tạo ruộng đất trại Hồng Cốc cũng khó khăn. Phong Thanh Lục cũng thở dài, uống ngụm trà, trầm mặc một hồi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tôi nghĩ việc này còn phải cần cấp trên ủng hộ, tìm trấn đảo đi. So với thành phố thì tỉnh vẫn hơn. Ôi, con đường này không phải là dễ đi đâu. Diệp Phàm lắc đầu đau khổ. Không thể, là có ý gì? Phong Thanh Lục có chút không hiểu. Ông ta biết quan hệ của Diệp Phàm và Tề Chấn Đào. Tề Chấn Đào ở trên tỉnh không thể nào thấy chết mà không cứu. Chú Tề cũng không giúp được gì đâu, Ủy ban Nhân dân tỉnh nói là một hạt bụi cũng không cho. Chú Phong, chú ấy nói chỉ có thể cung cấp người và chính sách. Còn tiền thì không có. Chú Phong, chú Tề đang bức tôi tới Lương Sơn. Diệp Phàm có chút giận dữ, đương nhiên là tỏ vẻ đau khổ trước mặt Phong Thanh Lục. Đương nhiên trong lòng Phong Thanh Lục biết rõ, cười cười nói. Ha ha, xem ra, danh tiếng của cậu quá lớn rồi. Ý chú Phong là gì, tên tuổi của tôi làm sao có thể so sánh được với chú. Chú đi đến đâu, mọi người đều tiền hô hậu ủng. Tôi đi đến tỉnh có ai biết là ai đâu chứ. Diệp Phàm nói.
Ha ha, bọn họ chỉ chăm chăm vào cái túi của tôi thôi, chứ không phải tôi là người nổi tiếng đâu. Cậu không giống lúc trước rồi, cậu thử nghĩ xem, thành tựu hiện tại của thành phố Ma Xuyên khiến Trấn Đảo nhìn với con mắt khác. Còn có khu Hồng Liên, ngay cả thành phố Hải Đông mà cậu ở lại không lâu, cũng không kém đâu. Trấn Đảo rất yên tâm về cậu, ông ta cho rằng một mình cậu có thể đảm đương được công việc, căn bản là không cần ông ta phải phí công sức để quan tâm. Hơn nữa, Trấn Đảo cũng khó, Tân Lĩnh lớn như vậy, tình hình kinh tế so với Nam Phúc kém hơn mấy bậc. Cậu quản lý một thành phố cũng hiểu được, không có tiền thì khó làm, huống chi là cả một tỉnh chứ. Ông ta còn đau đầu hơn cậu nhiều. Phong Thanh Lục cười nói. Ôi, đây chỉ là súng bắn chim đầu đàn thôi. Sao có thể tính là có năng lực, có danh tiếng chứ? Diệp Phàm nói đầy bực tức, mắt trợn trừng nhìn Phong Thanh Lục. Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không phải là con gái đâu. Phong Thanh Lục cảm thấy buồn cười. Ha ha, chú Phong này. Hầu bao của chú cũng có nhiều, chú Phong đã định giúp đỡ trại Hồng Cốc. Như vậy, không những giải quyết được vấn đề ruộng đất trại Hồng Cốc, mà chính là con đường làm giàu duy nhất. Chú chỉ cần đầu tư một chút trong phần rơi rụng của chú thôi. Dù sao đầu tư vào đây cũng không nhiều. Dân chúng trại Hồng Cốc rất chất phác, bọn họ rất cần sự trợ giúp, cuộc sống của bọn họ so với chúng ta khổ hơn rất nhiều. Chú Phong là một người tốt, là một vị quan một lòng vì nước vì dân. Chắc chắn không muốn nhìn thấy bọn họ như vậy phải không? Diệp Phàm cười nịnh. Đừng cố gắng thuyết phục tôi, chú Phong cậu không cao thượng như vậy đâu, cũng không được tốt như cậu nói đâu. Việc cải tạo ruộng đất có thể đầu tư nhiều một chút, tôi sẽ trở thành người nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng không thể nhiều quá đâu. Hiện tại cả nước đều nhìn vào chú Phong này đấy. Hơn nữa, khoản tiền lớn thế phải được bộ thông qua. Chính ra tôi định cho cậu 2 tỷ. Nhưng chỉ nói thôi thì có tác dụng gì? Bộ Tài chính không phải do một mình Phong Thanh Lục tôi quản lý. Nếu bảo một thứ trưởng thường trực như tôi chuẩn bị 100-200 triệu cho cậu thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại thì không có khả năng. Về vấn đề giao thông, lấy danh nghĩa giúp đỡ, có thể cấp cho cậu 10 triệu là nhiều nhất rồi. Nhiều hơn nữa thì không thể, vậy chẳng phải sẽ thành toàn bộ tiền của Bộ Tài chính sao? Cứ cho là dựa vào danh nghĩa của cá nhân tôi thì cũng không thể cho nhiều quá. Dù sao, đó là tiền của quốc gia không phải là tiền của tôi. Ngoài ra, cậu phải tìm đầu tư từ các nguồn khác. Ví dụ như, không cho tiền thì cho vật liệu cũng được. Mà bên này thì phải phát động người dân trại Hồng Cốc góp công góp sức, việc này cậu rất giỏi mà. Con đường ở thị trấn Lâm Tuyền cậu làm cũng không tồi. Phong Thanh Lục nói. Đêm đã khuya, tất cả mọi người đã ngủ. Diệp Phàm không mặc quần áo đi ra bên ngoài, thấy Bao Nghị đang ngồi trong đại sảnh dưới lầu của thôn hút thuốc. Lạnh như thế cậu không đi ngủ đi. Diệp Phàm nói, tiện tay ném cho Bao Nghị một bao đặc cung. Ha ha, nếu như có thể cho một bao, hàng ngày tôi không cần ngủ. Bao Nghị cười cười đem đặc cung cất vào túi ra. Cậu cho tôi hút thử cả bao xem, tôi cũng không ngủ nữa. Diệp Phàm nhìn anh ta thả khói, tức giận nói. Ha ha, tôi chưa có bản lãnh đó ạ. Bao Nghị mặt dày nói. Nhân sự bên này đã sắp xếp thỏa đáng chưa? Diệp Phàm hỏi. Không có vấn đề, lần này tới đây có 20 mấy người cảnh sát đi cùng. Bọn Tam Thúc Công rất để tâm, còn tổ chức một đội tuần tra lâm thời. Trừ khi gặp được bọn thổ phỉ thời trước giải phóng thì còn tương đối. Bao Nghị cười nói. Vậy được. Chúng ta đi tới chùa Ngọc Diệp một chuyến. Diệp Phàm nói, Bao Nghị cũng không hỏi nguyên nhân, liền đi theo Diệp Phàm ra ngoài. Hai người giả bộ như đi tản bộ được một đoạn, sau đó phát hiện không có người, liền đi nhanh hơn về phía chùa Ngọc Diệp. Chương 2370, trong lòng không được thoải mái. Có lẽ anh đang băn khoăn không biết gì đến chùa để làm gì phải không? Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Đúng. Có phải anh và cô gái điên có quan hệ với nhau? Vốn Tam Thúc Công nói là muốn đem bao lì xì bị giật về, sao anh lại bảo thôi không cần? Bao Nghị nói, tôi có cảm giác, cô gái đó tôi đã từng gặp qua. Tuy nhiên, trong đầu luôn tìm kiếm, nhưng không nhớ ra được đã gặp cô gái đó ở đâu. Giờ muốn tới gặp cô ta xác định một chút. Diệp Phàm nói, cái này cũng lạ, nghe nói là cô gái điên đó đến trại Hồng Cốc cũng chừng 20 năm rồi. Hơn nữa, từ đó vẫn chưa từng bỏ chạy đi. Khả năng Bí Thư Diệp đã từng gặp cô ấy là không có, có lẽ là gặp người giống cô ấy.
Bao Nghị nói. Cũng có thể như vậy. Diệp Phàm gật gật đầu. Chẳng bao lâu đã tới chùa Ngọc Diệp. Chùa không lớn, chỉ có hai tòa viện ở đằng trước và đằng sau, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Phía trước là nơi tụng kinh, bên cạnh còn có một phòng bếp, phía sau dựa lưng vào núi lớn, hình như tòa đối diện với vách đá là chỗ ngủ của các ni cô. Tuy nhiên, điều kiện cũng không tệ lắm. Ở bên ngoài có một hòn non bộ, ngoài ra còn có một cái ao nhỏ, và trồng rất nhiều cây cối, đó là nơi tốt cho việc tu tâm dưỡng tính. Bao Nghị nhỏ giọng nói. Anh đã tới rồi hả? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Không phải tôi đến đây vì cô gái đoạt bao lì xì, vì sự an toàn nên tôi đến đây kiểm tra một chút. Bao Nghị hơi sững sờ nói. Lúc này mới nghĩ ra, tới nơi ni cô dạo chơi hình như có chút không thỏa đáng. Tìm thấy cái cây không có ai phía dưới, hai người nhanh chân trèo tường vào. Đêm khuya, hơn nữa trời mùa đông thật sự lạnh, cho nên, tiền viện trống không chỉ có mười mấy cái bồ đoàn đặt trên đất, không có một bóng người, chắc toàn bộ các ni cô đã đi ngủ. Cũng có mấy chục người, không tệ cho lắm. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Nghe Tam Thúc Công nói có khoảng 40 người. Bao Nghị nói. Cô gái điên ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Đi theo tôi. Bao Nghị nói, đi về phía trước. Hai người cúi người xuống đi như mèo, không lâu thì tới hậu viện. Hậu viện có hai tầng được làm bằng gỗ, tuy nhiên, sắp xếp thành một hàng, chiều dài chắc không dưới 100 mét. Tầng dưới để đồ đạc linh tinh, tầng trên là người ở. Nhưng kỳ lạ, người phụ nữ điên cũng ở tầng dưới. Mà trên tầng vẫn còn rất nhiều phòng, trụ trì chùa cũng quá keo kiệt, sao có thể ức hiếp một cô gái điên như vậy? Bao Nghị có chút bất bình nói. Chưa chắc như anh nghĩ đâu, có thể người phụ nữ điên sẽ làm người khác không ngủ được. Để ở tầng dưới có thể đỡ đi một chút, trụ trì chùa cũng không tệ. Bằng không, cũng sẽ không thu nhận và giúp đỡ một người điên làm gì cho phiền toái. Diệp Phàm lắc lắc đầu, hai người tiến sát lại phòng của người phụ nữ điên. Quái, cô ta còn chưa ngủ, tay còn cầm lấy con búp bê làm gì? Bao Nghị tiến gần đến cửa sổ để nhìn, cảm thấy có chút kỳ lạ nói. Diệp Phàm cũng tiến tới gần để nhìn, cũng cảm thấy buồn bực. Tóc cô gái điên che nửa mặt, trên tay ôm một con búp bê vải. Tuy nhiên, con búp bê vải vô cùng bẩn, hình như là tự mình chắp vá thành, đầu chẳng ra đầu, mình chẳng ra mình. Bé cưng, ngủ đi, đừng ngủ, nói chuyện cùng mẹ một lúc. Người phụ nữ điên vẫn nói đi nói lại mấy câu đó, không dừng lại, hai người nghe thấy đều cảm thấy có chút chán. Thôi vậy, đi thôi. Diệp Phàm cảm thấy nhạt nhẽo, xoay người đi. Nhưng đến vách đá trước mặt hậu viên thì dừng lại. Kỳ lạ thật. Nhìn vách đá cao tới mười mấy tầng này, Diệp Phàm lẩm bẩm. Có gì kỳ lạ đâu, chỉ là vách đá rất trơn. Chẳng qua, trên vách đá có rất nhiều rêu xanh và các loại thực vật bậc thấp, chỉ là không có cây thôi. Tôi thấy bình thường mà, có chỗ nào kỳ lạ đâu. Bao Nghị thuận miệng nói. Được rồi, đi thôi. Diệp Phàm không nói thêm gì nữa, quay người đi. Đồng chí Bao Nghị đi theo sau cảm thấy khó hiểu. Trở lại tòa nhà của thôn ủy, Diệp Phàm lấy điện thoại cố định của thôn gọi điện cho Thiên Thông, may là anh ta chưa ngủ. Đồng chí Tiểu Thiên, vẫn chưa ngủ à? Diệp Phàm cười hỏi. Ngủ cả ngày rồi còn ngủ cái quái gì nữa? Thiên Thông hừ nói. Đồng chí Tiểu Thiên, anh có thể làm chút việc thiện này được không? Diệp Phàm cười nói. Làm việc thiện hả? Tôi không có hứng thú. Không thể tưởng tượng được ngay lập tức Thiên Thông lại từ chối. Đồng chí Tiểu Thiên, không thể như vậy được. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng. Tính giác ngộ của anh cũng quá kém đấy. Diệp Phàm nói. Bản thân tôi vốn không có giác ngộ gì cả, Diệp Phàm anh có giác ngộ thì tự làm đi. Thiên Thông không hề mắc mưu, liền nói. Nếu anh đồng ý bỏ ra ít tiền, việc thiện này tôi có thể làm. Anh mở mồm ra là tiền, sao tiền không đè chết anh đi? Tiền không phải là tất cả nha. Thiếu chút nữa là Diệp Phàm quát lên, may mà cửa đã được đóng, nếu không toàn bộ các lãnh đạo ở trên lầu đều bị đánh thức. Đồng chí Diệp Phàm, tuy nói tiền vàng không phải vạn năng, nhưng không có tiền tuyệt đối cũng không thể làm gì được. Hiện tại Thiên Thông tôi hiểu rõ tầm quan trọng của tiền. Không có tiền làm sao có thể vào các nơi phồn hoa của thủ đô để giải trí được. Làm sao có thể tự nhiên, phóng khoáng chứ? Chuyện gì cũng phải liên quan đến kinh tế đó. Đồng chí Thiên Thông nói ra một tràng, thiếu chút nữa Diệp Phàm cảm thấy nghẹn họng không nói được gì.
Được rồi, tiền thì tiền. Chỉ có điều chỉ có một ít thôi, cho anh 500 ngàn, anh có làm hay không? Diệp Phàm có chút hậm hực hừ nói. Việc gì mà nhỏ, những việc mà Diệp Phàm anh bảo tôi làm, có việc nhỏ sao? Nếu là việc nhỏ, anh việc gì phải cầu tới tôi? Đừng bày trò nữa, nói xem là việc gì rồi tính sau. Thiên Thông nói. Tình hình kinh tế của trại Hồng Cốc ở Đồng Lĩnh chúng tôi không tốt cho lắm. Nhưng tôi là bí thư thành ủy không thể thấy chết mà không cứu được. Nhưng, ở đây không có gì dùng để cứu được, cho nên, tôi luôn muốn làm giả vài thứ đồ để thu hút mọi người. Vừa rồi đi tới chùa Ngọc Diệp, phát hiện phía sau núi có một vách đá. Chủ ý liền hiện lên, tôi nghĩ, tôi và anh sẽ cùng nhau dùng dao khắc vài câu thơ lên, khiến cho nó thần bí một chút. Đương nhiên, cũng phải chú ý làm cổ một chút, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau này cho dù các chuyên gia đi khảo cổ có phát hiện ra là chữ này mới được khắc. Nhưng ít cũng phải một thời gian mới có thể khảo chứng ra, đến lúc đó trại Hồng Cốc đã trở nên nổi tiếng rồi. Ôi, không có cách nào khác cả. Không dùng chút kế sách, mảnh đất này rất khó có thể giàu có lên được. Tôi không đành lòng để như vậy. Diệp Phàm nói suy nghĩ của mình. Làm như vậy phải mất bao nhiêu thời gian, khắc bao nhiêu chữ. Đồng chí Thiên Thông cũng không phải rốt, hỏi các vấn đề cho rõ ràng. Mất khoảng một ngày, vách đá đó cao khoảng 20 tầng. Chiều rộng phải đến hơn 100 mét. Đương nhiên, cũng không cần phải khắc hết. Mỗi người chỉ cần làm hơn chục bài là đủ rồi. Diệp Phàm nói. Mấy chục bài, muốn lấy mạng già của tôi à? Thiên Thông tôi không phải là máy khắc chữ. Cái này, phải khắc toàn bộ bằng nội kinh. Mất nhiều khí lực lắm, nếu khắc mất một ngày. Phỏng chừng Thiên Thông một tháng cũng không thể hồi phục. Như vậy tổn thất quá lớn. Thiên Thông kêu lên. Giờ cho ít thôi. Khắc một chút thì chỉ cần nghỉ ngơ 2-3 ngày là khôi phục được rồi. Chớ có đùa giỡn trước mặt tôi nữa. Đến lúc đó cho anh mấy cây nhân sâm 10 năm tuổi mà gặp, cũng khá ổn rồi đúng không? Tôi phải bỏ ít tiền riêng cho anh làm việc thiện. Thiên Thông anh cứ nghĩ lại đi, có làm hay không? Diệp Phàm hừ nói. Cái này, cái này. Một hồi lâu sau, Thiên Thông cắn răng một cái nói. Được rồi, tôi sẽ làm, tuy nhiên... Ngoài số tiền 500.000 kia, còn phải khôi phục thể lực cho tôi bằng nhân sâm 20 năm tuổi đó. Bằng không, tôi cũng không cần. Anh thật đúng là khéo đòi hỏi. Trên đời này tìm được mấy củ nhân sâm 20 năm tuổi chứ? Lần trước không phải đã đấu giá một củ đó sao, một củ có giá trị 500.000-600.000. Anh đòi mấy củ, không phải là mấy triệu sao? Thiếu chút nữa Diệp Phàm nổ đom đóm mắt. Vậy hai củ là được, đây là nhượng bộ cuối cùng đó. Nếu không đồng ý thì thôi. Thiên Thông nói, sau đó lại nói tiếp. Anh thử nghĩ xem, tôi đi từ thủ đô đến Đồng Lĩnh các anh. Đi đi về về đã mệt lắm rồi, phải tốn rất nhiều công sức. Nếu thể lực của tôi không được khôi phục, đến lúc đó có vấn đề gì xảy ra với tôi thì sao? Huống chi, tôi biết Diệp Phàm anh có tiền, đừng keo kiệt như vậy. Về phần sâm già, anh mua mấy củ cũng chỉ như một bữa ăn sáng thôi. Cứ thoải mái đi. Đừng quan trọng tiền quá mức. Anh đúng là đồ vô sỉ, thôi được rồi, thống nhất như vậy đi, buổi chiều ngày mai là anh phải tới đây rồi. Tối ngày mai chúng ta bắt đầu làm. Diệp Phàm nói, trong lòng chửi mẹ nó, mẹ, làm việc cho nhà nước mà còn muốn mấy triệu. Là như thế nào? Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Trương Cường, gọi anh ta đưa thuốc mê của tổ đặc nhiệm A tới đây. Đương nhiên buổi tối phải để cho các ni cô hoàn toàn bị hôn mê mới được. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ, để cho toàn bộ 40 ni cô ở nằm trong chùa cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thứ trưởng Phong, Chủ tịch tỉnh Điền, buổi tối hôm qua có ngủ ngon không ạ? Gặp hai vị lãnh đạo đi xuống dưới, Diệp Phàm ân cần thăm hỏi. Ôi, không ngủ không biết, vừa ngủ mới hiểu được nỗi khổ của bọn họ, chắc chúng tôi ngủ ngon hơn bọn họ một chút. Bí thư Điền thở dài. Sau khi ăn cơm xong, Chủ tịch tỉnh Điền và Thứ trưởng Phong để lại các thành viên tổ chuyên gia, mang theo đoàn người vội vàng về tỉnh, về thủ đô. Còn đoàn người của Diệp Phàm hướng thẳng trạm phát điện Hồng Cốc mà đi, Khổng Đoan cũng vội vàng mang người trở lại Đồng Lĩnh. Bên này Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tất Phân Lý cùng đi với chuyên gia tiếp tục ở lại trại Hồng Cốc đo đạc. Tất cả đều cưỡi ngựa, đương nhiên, cán bộ Đồng Lĩnh làm sao có thể tự cưỡi ngựa được, toàn là người dân trại Hồng Cốc dắt đi. Đi một đoạn đường núi mới ra được đường quốc lộ,
sau đó lái xe đến trạm phát điện thì nhanh hơn nhiều. Nhìn từ xa thấy một đường ống dẫn nước rất lớn từ trên núi dội thẳng xuống, đi vào thấy miệng núi rất lớn. Trên núi dự trữ rất nhiều nước, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển của thế núi cũng không tệ lắm. Trạm trưởng trạm phát điện Thôi Tân Viễn dẫn mọi người đi vào bên trong. Trạm phát điện có tiền, tự xây dựng được phòng hát, phòng tiếp khách tương đối lịch sự, cả việc xanh hóa môi trường làm cũng khá tốt, giống như một tòa nhà để ăn chơi được giấu trong núi. Vì sao nói là dẫn vào, đó là do người ta không nhiệt tình. Trên mặt ít khi thấy tươi cười, nếu có thấy cũng là giả dối, cố gắng tỏ ra thôi. Chắc chuyện ngày hôm qua ở trại Hồng Cốc sớm đã được truyền đến tai rồi. Trong lòng người ta cảm thấy thoải mái mới là lạ. Dừng lại, chỗ đó mọi người không thể vào. Ngay lúc đó, có tiếng nói lớn từ đằng sau. Mọi người nhìn lại, thấy mấy người bảo vệ cầm đèn pin và vài thứ đồ, trừng mắt ngăn Tam Thúc Công và người dân trại Hồng Cốc ở ngoài cửa lớn. Trạm trưởng Thôi, bọn họ thay mặt cho người dân trại Hồng Cốc đi cùng chúng tôi đến đây, để cho bọn họ vào đi. Diệp Phàm nói. Chương 2371, hừ, buồn cười sao? Rất xin lỗi Bí Thư Diệp, các anh là lãnh đạo có thể vào chỉ đạo công việc. Bọn họ thì không được, trạm phát điện xin miễn bất kỳ hình thức tham quan nào. Đập lớn của trạm điện có liên quan cuộc sống của mấy trăm nghìn người dân dưới hạ lưu, an toàn là hàng đầu mà. Nếu để những phần tử phá hoại trà trộn vào thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi Tân Sa nói, có chút mưu mẹo. Đám quần chúng này đều là người dân của trại Hồng Cốc, cách trạm phát điện của các anh cũng không xa. Bọn họ đến cùng với lãnh đạo, sao có thể là phần tử phá hoại được? Bao Nghị có chút giận, hỏi. Tôi chỉ là lấy ví dụ thôi, đồng chí cảnh sát, không nên nổi giận. Trạm phát điện có chế độ quy tắc của mình, không thể làm bừa, tôi là người phải chịu trách nhiệm. Cái này là quy định của công ty. Thái độ của trạm trưởng Thôi khá cương quyết. Vậy sao? Diệp Phàm hừ một tiếng, biết thằng này cố ý bới móc, liền nói với Bao Nghị. Cục trưởng Bao, các anh hôm nay không phải là cùng các đồng chí phụ trách giám sát an toàn xuống làm công tác kiểm tra an toàn sao? Nên làm gì thì cứ làm đi. Bao Nghị vừa nghe liền hiểu, đầu óc tinh thần tỉnh táo trở lại, nói với trạm trưởng Thôi. Trạm trưởng Thôi, cục trưởng Bao Nghị cục công an thành phố Đồng Lĩnh chúng ta, hôm nay xuống còn có một nhiệm vụ. Chính là kiểm tra đập chứa nước cùng với an toàn của trạm điện. Thời gian gần đây thành phố của tôi cũng xảy ra vài sự cố an toàn nhỏ, vì hưởng ứng lời kêu gọi của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, tăng cường kiểm tra an toàn. Mà những quần chúng nhân dân này vì quen thuộc với tình hình của trạm điện các anh nên đều là trợ giúp chúng tôi kiểm tra an toàn. Mở cửa ra, đón nhận kiểm tra. Các anh đây là có ý gì? Trạm trưởng Thôi mặt tái mét, hừ nói. Tuy nhiên không có ý mở cửa. Trạm trưởng Thôi, các anh muốn phương pháp bạo lực có phải không? Bao Nghị trong lòng tức tối nói. Mắt nhìn ra cửa chính. Đôi bên giằng co, trạm trưởng Thôi bất đắc dĩ vung tay lên nói. Mở cửa, để họ vào, tuy nhiên cục trưởng Bao, tôi hy vọng các anh phải chú ý an toàn. Nếu đem đến cho trạm điện chúng tôi một vài nhân tố không an toàn, thì đi đến sở ngay, Thôi Tân Viễn cũng muốn lấy lại công bằng. Các đồng chí, có nghe thấy hay không, phải chú ý an toàn, kiểm tra nghiêm khắc cho tôi, nếu không được thì nên xử lý thế nào thì xử lý như vậy. Bao Nghị quát mười mấy cảnh sát, thằng này tức giận lắm rồi. Vâng, cục trưởng Bao, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc kiểm tra, không bỏ qua một lỗ hổng có thể tạo thành tai họa ngầm nào. Mười mấy cảnh sát đương nhiên cũng nén giận, âm thanh đáp lại rất vang dội. Về phần trạm trưởng Thôi, cái mặt kia trông như món ăn mất sắc. Trạm trưởng Thôi, vừa sáng sớm, ai đã bảy mồm tám mỏ chõ vào làm gì thế? Không hiểu điều lệ của trạm điện phải không? Loạn hết cả lên rồi. Lúc này, một giọng quát mắng giáo huấn phát ra từ một căn phòng ở lầu 2. Cùng với giọng nói này, mấy người đi từ phòng cạnh đấy ra. Thật là trùng hợp, trong đám mấy người đi ra lại có vài cảnh sát. Một người trong đó rõ ràng còn là cảnh sát cấp 3, xem ra, khí thế cũng không kém. Diệp Phàm dường như đã hiểu ra cái gì đó. Tổng Giám đốc Quách, đồng chí này nói anh ta là cục trưởng Bao Nghị của Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh, nói phải triển khai kiểm tra toàn bộ trạm phát điện của chúng ta. Đến cả người dân của trại Hồng Cốc cũng được họ gọi đến nói là hiệp hội điều tra. Vì an toàn, vốn dĩ tôi không cho họ vào. Thế nhưng người ta nói là hỗ trợ kiểm tra, biết làm thế nào được.
Công an người ta có súng có nắm đấm, mấy người bảo vệ trạm phát điện chúng tôi sao có đánh lại họ. Nếu không để họ vào, xem ra họ sẽ phá cả cửa. Đến lúc đó chỉ sợ tổn thất còn lớn hơn. Hơn nữa công an đều là hổ, chúng ta đâu có thể chọc giận họ được. Trạm điện thôi ngẩng đầu lên, chỉ vào Bao Nghị với vẻ mặt uất ức nói. Phá cửa, cậu ta dám. Không thể tưởng được cái bản mặt lừa của Tổng Giám Đốc Quách thật đúng là kiêu ngạo, ra miệng rất nhanh. Ánh mắt hết sức khinh thường. Nếu trạm trưởng thôi vừa rồi cố ý ngăn cản, phá cửa chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí cũng có thể đóng cửa ngừng sản xuất để kiểm tra. Bao Nghị lạnh lùng hừ nói, giọng điệu rất mạnh mẽ, liếc nhìn cái bản mặt lừa của Tổng Giám Đốc Quách, nói. Xem ra ông là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vạn Thắng rồi. Nếu không thì cái trạm điện này cũng là đơn vị cấp dưới của ông, nếu không, cứ thử xem thế nào. Xem Bao Nghị tôi hôm nay có gan đập cửa chính của trạm phát điện Hồng Cốc hay không. Cậu đập cho tôi xem nào. Tổng Giám Đốc Quách giận dữ chỉ vào Bao Nghị quát. Ông cứ thử đóng cửa xem. Bao Nghị vẫn trấn tĩnh lạnh lùng nói. Bao Nghị, cậu chính là đồng chí bị sở xử phạt đến trạm gác giao thông phải không? Đúng lúc này, cảnh sát cấp 3 kia chỉ vào Bao Nghị hỏi. Hơn nữa, nói đúng một câu liền đả kích trực tiếp Bao Nghị. Ông là... Bao Nghị hỏi. Đồng chí Bao Nghị, cậu đúng là coi thường lãnh đạo tỉnh, chẳng lẽ ngay cả chủ nhiệm Lưu Ích Hồng của phòng đốc tra cảnh vụ tỉnh cũng không biết. Cậu có thái độ gì vậy? Cậu quả thực là coi thường lãnh đạo. Một cảnh sát đứng bên cạnh Lưu Ích Hồng vẻ mặt đắc chí nói. Chưa từng nghe nói, tôi chỉ nghe nói đến chủ nhiệm họ Bàng, đổi người từ bao giờ rồi, không nhận được thông báo gì. Bao Nghị giả bộ kinh ngạc nhìn mấy cảnh sát đang đi trên lầu. Bởi vì anh ta đã biết người này là Lưu Ích Hồng từ lâu, vừa được tỉnh điều đến đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng đốc tra cảnh vụ tỉnh. Cho nên đương nhiên phải chặn ngang người này một phen. Sau đó, Bao Nghị lập tức có vẻ có chút cung kính, đứng nghiêm chào một cái, nói. Chào chủ nhiệm Lưu, Bao Nghị của Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh xin chào ông. Thế nhưng không biết chủ nhiệm Bàng đã thăng chức tới đâu rồi. Chủ nhiệm Bàng vẫn ở đó, tôi là phó chủ nhiệm. Bị Bao Nghị bức như vậy, nếu không nói rõ một chút, lọt vào trong tai chủ nhiệm Bàng thì tuyệt đối đồng chí Lưu Ích Hồng sẽ phải uống một bình đấy. Đương nhiên ông ta bị ép nói ra chữ, phó cái bản mặt kia có chút đen rồi. Cái này, mất mặt thì mất nhiều rồi, thường thì các chức phó đều không muốn nhắc trước mặt người khác mình là phó. Âu, vẫn còn ở đó thì tốt, phó chủ nhiệm Lưu, xin lỗi, chúng tôi phải đi triển khai công việc rồi. Bao Nghị lại trầm giọng xuống nói. Xoay người, bảo ban mọi người triển khai công việc điều tra. Đồng chí Bao Nghị, cậu lập tức lên lầu báo cáo cho tôi biết rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì. Đang yên ổn lại kiểm tra cái gì. Trạm phát điện cần yên tĩnh, nơi này không phải cái chợ. Nếu hôm nay cậu không nói rõ, tôi, phó chủ nhiệm phòng cảnh sát thanh tra sẽ kiến nghị lên lãnh đạo tỉnh cách chức cậu. Đúng là làm ăn lăng nhăng, chuyện gì, chẳng lẽ vào khe núi này thì không cần tôn trọng luật pháp. Lưu Ích Hồng vì muốn lấy lại thể diện, ra vẻ rất oai phong. Trực tiếp ra lệnh cho Bao Nghị, đương nhiên cũng là để đè khí thế của Bao Nghị xuống, kéo lại thể diện. Cục trưởng Bao, anh đừng đi lên vội. Diệp Phàm đột nhiên thốt ra, nói đến đây liếc nhìn Lưu Ích Hồng một cái, hỏi. Phó chủ nhiệm Lưu đúng không? Lưu Ích Hồng chính là tôi, đúng vậy, đồng chí này, cậu là người nơi nào? Lời này có ý nghĩa gì? Bao Nghị là cấp dưới của tôi. Tôi gọi cậu ta lên báo cáo công tác là theo quy định chương trình của đảng. Cậu có tư cách gì mà bảo cậu ta đừng lên? Hôm nay nếu không nói rõ tôi sẽ đem chuyện của cậu phản ánh lên lãnh đạo của cậu. Hơn nữa, hành vi này của cậu không thể chấp nhận được. Ngang nhiên ngăn cản Cục trưởng Công an thành phố báo cáo công việc với lãnh đạo tỉnh, đây là hành vi nghiêm trọng gây cản trở công tác. Hôm nay không nói được lý do chính đáng ra, có thể còn phải bắt giữ cậu. Lưu Ích Hồng vẻ mặt chính nghĩa, nghiêm túc nói. Ha ha, tôi là Diệp Phàm, bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Ông nói đi, tôi có quyền đề nghị đồng chí Bao Nghị, Cục trưởng Cục Công an thành phố, vốn chịu sự lãnh đạo của thành ủy tạm thời dừng chân một lát không? Diệp Phàm thản nhiên cười, hỏi ngược lại. Hắn sớm biết, người này không thể biết mình là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Nếu người này đã phải đi suốt đêm đến trạm phát điện, nhất định là Khổng Gia Chi cử đến. Hoặc là thần của tập đoàn Vạn Thắng mời tới. Nói trắng ra là tới để chống đỡ giúp trạm phát điện Hồng Cốc đây.
cậu có cái quyền này, thế nhưng, là tôi gọi cậu ta trước. Hơn nữa, tôi lẽ nào không phải là lãnh đạo của Bao Nghị sao? Lưu Ích Hồng ra vẻ ta đây với Diệp Phàm. Buồn cười, cơ quan công an vốn chịu sự quản lý hai tầng của địa phương và cơ quan công an cấp trên. Thế nhưng, đảng ủy địa phương vẫn là chủ yếu. Hơn nữa, lần này đồng chí Bao Nghị đến làm việc cùng với tôi. Không phải nói là phó chủ nhiệm Lưu, mà ngay cả giám đốc sở cổ của các ông đến đồng lĩnh cũng còn phải khách sáo với Diệp Phàm tôi nữa là. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nói. Cục trưởng Bao, bắt đầu làm việc chứ? Vâng, bí thư Diệp. Bao Nghị đứng nghiêm, vẻ mặt cung kính nói. Xoay người vung tay lên nói. Nên làm gì thì cứ làm, thắt chặt kiểm tra, không thể bỏ qua bất cứ điều gì có thể gây ra tai họa ngầm. Đồng chí Bao Nghị, chủ nhiệm Lưu của phòng đốc tra cảnh vụ tỉnh muốn nghe cậu báo cáo, cậu lập tức đi lên. Bằng không, Lan tướng quân tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, đồng chí Bao Nghị cậu không chấp hành quyết định của lãnh đạo. Đồng chí như vậy nhất định phải xử phạt. Lúc này cảnh sát cấp một bên cạnh Lưu Ích Hồng nổi giận, giọng nói cao hẳn lên. Rất xin lỗi, bí thư Diệp có chỉ thị. Bên tôi kiểm tra xong lập tức đến báo cáo công việc với phó chủ nhiệm Lưu. Bao Nghị nói, mặt không đổi sắc. Đồng chí Bao Nghị, cho cậu một phút, vẫn không lên lập tức cách chức chịu kiểm tra của cấp trên. Lưu Ích Hồng rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng quát. Ông ta cảm thấy có chỗ dựa dẫm, đương nhiên cũng không sợ Diệp Phàm, nhân vật số một thành phố đồng lĩnh này nữa. Bằng không, mặc dù là đến từ sở, nhưng cũng phải xem xét một chút năng lượng của nhân vật số một thành ủy này. Phải báo cáo có phải không? Đồng chí Lưu Ích Hồng, lập tức xuống báo cáo công việc cho tôi, bằng không tôi sẽ báo cáo với giám đốc sở và chủ nhiệm bàng của phòng đốc tra cảnh vụ, đề nghị tạm thời đình chỉ chức vụ của ông. Bởi vì ông coi thường lãnh đạo, không nghe theo quyết định của lãnh đạo. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, không chỉ các cán bộ công nhân viên chức của trạm điện không hiểu ra sao, chính các vị cán bộ của thành phố đồng lĩnh cũng không hiểu ra sao. Cho rằng cái chán này của bí thư Diệp hôm nay có phải bị lừa đá rồi, anh mặc dù là nhân vật số một của thành phố đồng lĩnh, nhưng cũng không có tư cách ra lệnh cho một phó chủ nhiệm của sở công an tỉnh. Huống chi, cũng quá kiêu ngạo rồi, không ngờ như vậy. Ha ha, quả nhiên tổng giám đốc Quách cười rất đắc ý, vừa nghe ông ta cười, đám cảnh sát trên lầu cùng với trạm trưởng thôi đều cười phá lên, mà công nhân viên vây xem của trạm phát điện đương nhiên cũng cùng phá lên cười. Buồn cười lắm hay sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, âm thanh tuy không lớn, nhưng truyền vào tai mỗi đồng chí rất rõ ràng. Chương 2372, cậu quản sai ngành rồi. Không phải buồn cười, mà là rất buồn cười. Diệp Phàm cậu hoành tráng, thậm chí ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng quản. Quách Dương tôi hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi, từ khi nào công an tỉnh trở thành đơn vị cấp dưới của thành ủy thành phố đồng lĩnh? Có phải giám đốc sở cố phải đến báo cáo công tác với cậu? Vậy bí thư thái của đảng ủy công an tỉnh thì sao? Đáng cười, đáng cười. Quách Dương thiếu chút nữa rung đùi đắc ý. Bí thư Diệp, chỉ dựa vào lời nói vừa rồi của cậu, Lưu Ích Hồng tôi hoàn toàn có thể phản ánh vấn đề của cậu lên lãnh đạo. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu có thể nhận rõ chính mình. Loại chuyện ngu xuẩn này cậu cũng làm được. Phó chủ nhiệm Lưu Ích Hồng cảm thấy lấy lại được danh dự, thật là hả hê. Vậy sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Tay lấy từ trong cặp ra cái gì đó, tiện tay vứt lên lầu. Lưu Ích Hồng còn cho rằng người này có phải tức quá hóa ngơ, lấy vật gì muốn tấn công mình. Thân mình rất tự nhiên tránh sang một bên, vật kia kêu một tiếng ba liền rơi xuống chân của đồng chí cảnh sát thanh tra cấp một Lan Quân. Lan Quân vừa cúi đầu nhìn xuống, đương nhiên biết đồ vật này, chứng nhận cán bộ cảnh sát đây mà. Sau khi hơi sững sờ liền khẩn trương kiểm tra, nhìn đi nhìn lại, lập tức sắc mặt cứng lại. Đứng đó ngây người ra vài giây không nói được gì. Ngơ ngẩn cái gì, đem qua đây. Lưu Ích Hồng vừa rồi sau khi tránh sang một bên, phát hiện chỉ là giấy chứng nhận, ông ta cảm thấy rất mất mặt. Điều này làm mất hình tượng đối với người ngoài, đường đường là lãnh đạo tỉnh không ngờ lại bị một tờ giấy chứng nhận dọa sợ đến như vậy. Chủ nhiệm Lưu, cái này hẳn không phải là giả. Lan Quân đưa giấy chứng nhận tới, Lưu Ích Hồng vừa lật dở, sắc mặt đang tốt lập tức cứng đờ. Lúc sau, mặt dần dần chuyển sang đen nhạt, từ đen nhạt cuối cùng chuyển sang màu cà tím. Tuy nói Diệp Phàm ở phòng cảnh sát cảnh vụ Bộ Công an cũng chỉ là phó giám sát, cấp bậc phó giám đốc sở.
cấp bậc ngang với Lưu Ích Hồng. Nhưng, ngang cấp, trong khi đó Diệp Phàm người ta là người của phòng đốc tra cảnh vụ Bộ Công an. Đương nhiên cũng là lãnh đạo của Lưu Ích Hồng. Giấy chứng nhận này là giả. Diệp Phàm vừa hừ lạnh, Lưu Ích Hồng mới hết ngơ ngẩn. Ông ta nện từng bước chân nặng trình trịch đi xuống lầu, còn Lan Quân cũng đi theo sau với bộ dạng tương tự. Những cảnh sát khác không hiểu ra sao, cũng đều đi theo lãnh đạo xuống. Đương nhiên cũng không hiểu ra sao cả. Chào thủ trưởng, phó chủ nhiệm phòng thanh tra cảnh vụ Sở Công an tỉnh Tấn Lĩnh Lưu Ích Hồng chào thủ trưởng. Lưu Ích Hồng mặt trướng lên đỏ bừng, đứng nghiêm hướng về Diệp Phàm làm lễ chuẩn mực của cảnh sát. Còn Lan Quân cũng không khác mấy, mấy cảnh sát phía sau đương nhiên cũng chào thủ trưởng y như vậy. Nhưng ngoại trừ Lưu Ích Hồng và Lan Quân, không ai biết được tình thật. Ừ, hôm nay ông ở đây là tốt rồi. Vậy thì giúp đỡ đồng chí Bao Nghị cùng triển khai công tác kiểm tra an toàn trạm điện Hồng Cốc nhé. Với tư cách là phó chủ nhiệm phòng cảnh sát tỉnh, ông phải đôn đốc các cảnh sát nghiêm khắc kiểm tra, công chính chấp pháp, làm việc phải thật cẩn thận, không thể bỏ qua một chỗ khả nghi nào. Công tác an toàn nặng như núi Thái Sơn, chúng ta nhất định phải loại bỏ hết tai họa ngầm trước khi phát sinh. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn Lưu Ích Hồng vài câu. Vâng, tôi sẽ cố gắng phối hợp với đồng chí Bao Nghị làm tốt công tác kiểm tra. Bản mặt này của Lưu Ích Hồng không thể dùng lời văn để miêu tả, nụ cười nặn ra trên khuôn mặt kia, còn khó coi hơn cả mẹ già khóc. Tôi nói chủ nhiệm Lưu, anh không hồ đồ đấy chứ. Tổng giám đốc Quách tức giận, hướng về phía Lưu Ích Hồng to tiếng chất vấn. Tổng giám đốc Quách, tôi đang thi hành quyết định của lãnh đạo. Vẫn xin Tổng giám đốc Quách lượng thứ, mở cửa nhà xưởng để cho nhân viên vào làm công tác kiểm tra. Phó chủ nhiệm Lưu vẻ mặt hổ thẹn nói. Được, Lưu Ích Hồng, lương tâm của anh bị chó cắn rồi. Mở ra, mở ra. Tổng giám đốc Quách tức giận quát. Kiểm tra đương nhiên chỉ là ngụy trang. Việc kiểm tra này, đôi khi được thao túng ở trong tay người kiểm tra. Nói anh có vấn đề thì là có vấn đề, nếu không có vấn đề thì cho dù trong trứng gà cũng có thể tìm thấy xương. Nói anh không có vấn đề, thì cho dù có vấn đề cũng sẽ làm như không thấy. Đương nhiên, Diệp Phàm đích thân đến chủ yếu là muốn nói chuyện với người phụ trách trạm phát điện. Về vấn đề nước, xem có thể thương lượng một chút không? Nếu những người ở trạm phát điện đã nhăn mặt như vậy, đoán chừng về căn bản sẽ không trả nước. Diệp Phàm đương nhiên không khách khí. Bao Nghị đương nhiên lĩnh hội tinh thần, việc kiểm tra kia phải rất cẩn thận. Không lâu sau, vấn đề đương nhiên sẽ lộ ra. Sau khi kiểm tra xong, mọi người ngồi tại phòng họp trạm phát điện. Mễ Nguyệt cùng một vài đồng chí của huyện ủy Hồng Lĩnh và thành phố Đồng Lĩnh ngồi ở một bên trong phòng họp. Tổng giám đốc Quách cùng mấy nhân viên quản lý và trạm trưởng trạm phó trạm phá điện của tập đoàn Vạn Thắng thành phố Long Giang ngồi một bên. Diệp Phàm ngồi ở trung tâm phòng hội nghị xem trận chiến này, nghiễm nhiên là với tư thế đàm phán. Hôm nay đến trạm phát điện Hồng Cốc, có hai vấn đề thảo luận. Thứ nhất là vấn đề nước dùng của người dân trại Hồng Cốc. Thứ hai là vấn đề kiểm tra an toàn. Vậy chúng ta nói vấn đề thứ nhất trước nhé. Diệp Phàm nói. Tam Thúc Công vừa thấy, lập tức đứng lên nói. Tổng giám đốc Quách, tôi là người của trại Hồng Cốc, họ đều gọi tôi là Tam Thúc Công. Hôm nay tôi cùng với hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Cốc Mã Đằng đại diện cho mấy nghìn người dân muốn hỏi các anh. Bao giờ thì trả lại nước cho chúng tôi? Chúng tôi không đợi được nữa rồi, còn không trả nước, người dân của trại Hồng Cốc chúng tôi ngay cơm cũng không được ăn. Trả nước cái gì, không hiểu ra sao cả. Quách Dương nhíu mày, tỏ ra vẻ hồ đồ hừ nói. Trước kia khi xây dựng trạm phát điện đã thương lượng rồi. Lúc đó khi xây dựng trạm phát điện là không chặn nước của khe suối cốc. Sau này các anh cố ý chặn dòng nước, lúc ấy vẫn còn đảm bảo là không chặn nước của chúng tôi, chỉ là vì xây dựng trạm phát điện phải tạm thời chặn một thời gian. Đợi sau khi trạm điện xây xong sẽ trả lại nước cho chúng tôi. Hiệu trưởng Mã đứng lên nói. Trạm phát điện này không phải của tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi xây dựng, trạm trưởng thôi, anh có biết trạm phát điện này do ai xây dựng không? Tổng giám đốc Quách thật đúng là biết giả vờ, có chút buồn bực hỏi trạm trưởng thôi ngồi bên cạnh. Trạm phát điện này xây dựng năm 1995, là do Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Lĩnh làm đội trưởng xây dựng. Lúc ấy nghe nói là vì giải quyết vấn đề thất nghiệp của công nhân viên thất nghiệp nhà máy dệt cũng là để giải quyết tình hình khan hiếm điện của huyện. Về nguyên nhân cụ thể như nào chúng tôi cũng không rõ. Vừa rồi bọn họ nói tới cái gì trả nước,
Tôi căn bản không nghe nói qua chuyện này. Căn bản là bậy bạ, trả lại nước gì cơ. Trạm trưởng Thôi đương nhiên lập tức cũng giả ngu rồi. Lúc ấy đúng là có ký kết hợp đồng, các anh xem, đây là hợp đồng trả nước ký kết hồi đó. Hiệu trưởng Mã lấy từ trong cặp ra một tờ giấy có chút ố vàng. Mễ Nguyệt sau khi nhận lấy đưa cho Diệp Phàm chăm chú nhìn một lúc, nói. Ừ, là ký kết có hợp đồng ước định hẳn hoi, hơn nữa quy định khá chi tiết và cụ thể. Ngay cả ngày nào trả nước cũng viết ở đây. Chính quyền huyện ủy huyện Hồng Lĩnh cùng với con dấu của Cục Điện lực huyện đều có cả. Tổng Giám đốc Quách, ông nhìn xem. Quách Dương bất đắc dĩ nhận lấy hợp đồng lướt qua, sau khi đặt hợp đồng xuống nói. Việc này chúng tôi có chút không rõ tình hình. Huống chi cho dù có chuyện như vậy thì các anh cũng tìm nhầm chủ rồi. Ồ, không tìm anh thì tìm ai? Tam Thúc Công hừ nói. Tìm huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hồng Lĩnh. Lúc trước hợp đồng là các anh ký kết với họ. Sau này tập đoàn Vạn Thái chúng tôi mua lại, còn bù đắp ít nhiều, giúp họ giải quyết một số lớn công nhân viên chức thất nghiệp. Hơn nữa có liên quan tới trả nước cái gì đó thì cũng không nghe người ta nói đến. Bằng không, chúng tôi từ tỉnh thành chạy tới cái xó Đồng Lĩnh mua trạm điện làm gì, tạo phúc cái gì cho nhân dân huyện Hồng Lĩnh. Lúc trước là lãnh đạo trong huyện hô khóc cầu chúng tôi đến đây. Tổng Giám đốc Quách giọng nói đầy miệt thị, Diệp Phàm hiểu ông ta đang bôi nhọ mình. Ngay cả thành phố Đồng Lĩnh cũng gọi là cái xó. Các anh chơi xấu, hợp đồng này mặc dù nói là ký kết hợp đồng với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hồng Lĩnh cùng với Cục Điện lực khi đó, nhưng đối tượng ký kết hợp đồng là trạm phát điện Hồng Cốc. Anh thấy không, hợp đồng này ban đầu có con dấu của trạm phát điện Hồng Cốc, con dấu vẫn còn đỏ thắm. Lẽ nào các anh giờ không gọi là trạm phát điện Hồng Cốc nữa? Hiệu trưởng Mã Đông đưa tờ hợp đồng trong tay. Cho cười, lúc ấy trạm phát điện là doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. Lúc đầu là của quốc gia, hiện nay trạm phát điện Hồng Cốc là của tập đoàn Vạn Thắng, hoàn toàn thuộc xí nghiệp tư nhân. Về phần nói con dấu cái gì, đây chẳng qua cũng cũ rích rồi. Chúng tôi giờ đến tên cũng đổi rồi, gọi là công ty điện công nghiệp Hồng Cốc. Không gọi là trạm phát điện Hồng Cốc nữa rồi. Một ví dụ đơn giản, ví dụ tòa nhà này bị chúng tôi mua lại rồi. Liên quan đến việc tranh cãi ban đầu của tòa nhà này phải đi tìm nhà đầu tư ban đầu. Anh so đo gì với chúng tôi? Muốn trả nước thì đi tìm ủy ban nhân dân huyện đi. Ở trong này càn quấy, xem trạm phát điện Hồng Cốc chúng tôi là quả hồng nhũn ngoài chợ để bóp có phải không? Tổng Giám đốc Quách vẻ mặt khí thế nói. Tổng Giám đốc Quách, Bí thư Cố và Chủ tịch Khúc của huyện Hồng Lĩnh cũng đang ngồi đây. Vừa vặn, các anh muốn nói thì nói với họ nhé. Trạm điện chúng tôi có thể cấp phòng họp miễn phí cho mọi người thương lượng. Việc này không liên quan đến chúng tôi. Các anh nói chuyện trước, chúng tôi ra ngoài trước. Đợi lát nữa tổng kết tình hình kiểm tra an toàn chúng tôi lại vào. Trạm trưởng Thôi muốn chuồn. Nước của khe suối cốc chúng tôi bị trạm phát điện chặn dòng chảy, sao lại không liên quan tới các anh được? Tam Thúc Công thở gấp, giọng run rẩy hô lớn. Đồng chí Lão Thành, tôi tôn kính anh, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể ngang nhiên đùa giỡn trạm điện chúng tôi. Oan có đầu nợ có chủ, ai làm thì tìm người ấy. Việc này dù thế nào cũng không liên quan đến tập đoàn Vạn Thiên chúng tôi. Trại Hồng Cốc các anh muốn làm thế nào thì làm. Ra tòa hay gì thì tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi cũng theo tới cùng. Tổng Giám đốc Quách nhăn mặt, nói có vẻ kiêu ngạo. Giám đốc Quách, phải theo thì theo, 5.000 người dân trại Hồng Cốc chúng tôi theo trạm phát điện các anh đến cùng. Hiệu trưởng Mã đứng lên, cơn tức giận của hai bên ngày càng lớn. Được rồi, chuyện ra tòa hay gì thì tính sau, thứ nhất việc đầu tiên hãy để lại đó đã, đồng chí Bao Nghị, anh báo cáo một chút tình hình cụ thể những gì kiểm tra được. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc ngồi giữ bàn hội nghị. Bí thư Diệp, chủ nhiệm Lưu, cái này không kiểm tra thì không biết, vừa kiểm tra thì vấn đề quả là không ít. Tôi tự kiểm điểm trước hai lãnh đạo trước, đây là do Bao Nghị tôi không làm đến nơi đến chốn. Làm còn chưa được cẩn thận, như vấn đề dây điện, bên cạnh có đường hành lang, đường dây điện bất ngờ đi trên đầu hành lang, hơn nữa cách mặt đất không tới 2 mét. Phải biết rằng, nhà xưởng này điện lưu tương đối cao. Nếu đánh trúng người thì phải làm sao? Chương 2373, Diệp Phàm chưa từng cứng rắn mạnh mẽ như vậy. Bao Nghị vừa nói đến đây, trạm trưởng Thôi nghe xong có vẻ nóng ruột, xen vào nói. Các vị lãnh đạo, cái hành lang này nhìn qua là hành lang trên thực tế là không có người qua lại.
chỉ có khi trạm điện tiến hành tự kiểm tra, ngắt đường mạch điện toàn bộ mới có nhân viên an ninh của công đi qua. Cho nên, căn bản cũng không thể phát sinh dòng điện đánh chết người. Trạm trưởng thôi, giờ tôi đang nghe cục trưởng báo cáo công tác, nếu anh muốn nói thì để anh ấy nói xong rồi anh hãng nói. Bây giờ không phải lúc biện luận, đợi lát nữa anh nói sau, cứ để đó đã. Cục trưởng Bao, tiếp tục đi. Diệp Phàm khoát tay, trạm trưởng thôi tức đến mức đôi mắt trừng lên như đèn lồng. Tổng giám đốc Quách múa mép một lúc chung quy không mở miệng. Sau đó, Bao Nghị lôi ra toàn bộ tật xấu của đám nhân viên công an và giám sát an toàn. Tổng giám đốc Quách và trạm trưởng thôi đều biết những người này muốn tìm tật xấu, muốn cãi lại cũng vô dụng. Trong quả trứng gà này còn có thể thấy cả xương cốt, huống chi là cái trạm phát điện to như vậy, đâu có nơi chốn nào là hoàn mỹ không khiếm khuyết. Tổng giám đốc Quách, trạm trưởng thôi, vấn đề của trạm phát điện các anh còn rất nhiều. Nhiều vấn đề như vậy nếu không ngừng sản xuất chỉnh đốn lại, tôi thật sự không yên tâm, nếu không chỉnh đốn, trong đó xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao? Trách nhiệm này ai chịu, không ai gánh nổi. Diệp Phàm miệng lưỡi nhà quan, nói. Ngừng sản xuất, tuyệt đối không được. Bí thư Diệp, đồng chí biết chúng tôi ngừng sản xuất một ngày tổn thất là bao nhiêu không? Huống chi, những lời tổng kết tai họa ngầm của cục trưởng Bao chỉ là tai họa ngầm nhỏ. Chúng tôi loại trừ trong nội bộ là được rồi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tổng giám đốc Quách khẩn trương nói. Nội bộ tự sửa chữa, các ông nếu có thể tự sửa chữa sao không sớm giải quyết những vấn đề này? Chứng minh về mặt tư tưởng, các ông chỉ làm qua loa, nên mới gây nên tai nạn ngầm. Tai họa ngầm không phân biệt lớn hay nhỏ, cho dù là tai nạn nhỏ một khi đã phát sinh sự cố sẽ trở thành tai nạn lớn. Huống chi vừa mới xem qua báo cáo kiểm tra của đồng chí Bao Nghị, tai họa ngầm của các ông đã không thuộc phạm vi tai họa nhỏ rồi. Các đồng chí, đảng và chính phủ của chúng ta nhắc nhở chúng ta phải chú ý an toàn từng giây từng khắc. Dù thế nào cũng không được chủ quan. Một khi xảy ra chuyện thì đã trễ rồi, sinh mạng là vô giá đấy, ông dùng bao nhiêu tiền cũng không mua lại được. Chuyện này, tôi thấy cứ theo ý kiến đề nghị của cục trưởng Bao. Đương nhiên, sáng ngày mai tốt nhất gọi chuyên gia của Cục Giám sát An toàn thành phố phối hợp với công an phòng cháy cùng với chuyên gia các bộ ngành như Cục Điện lực thành phố tạo thành tổ kiểm tra tiến vào chiếm giữ trạm phát điện Hồng Cốc. Chúng ta cần phải bài trừ tất cả các tai họa ngầm ra bên ngoài. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, chính quyền các cậu chuyện bé xé ra to. Nếu nói đến tai họa ngầm, không chỗ nào là không có chút tai họa ngầm cả. Nếu như phải ngừng sản xuất chỉnh đốn thì cũng không thể ngừng sản xuất toàn bộ nhà máy phát điện được. Đến lúc đó xem các cậu có sống nổi không? Tổng giám đốc Quách lạnh lùng hừ nói. Sống thế nào là việc của chúng tôi, chuyện này không nhọc tổng giám đốc Quách vướng bận. Hôm nay nếu mọi người ở trạm phát điện Hồng Cốc không bài trừ hết những tai họa ngầm thì phải dừng sản xuất để chỉnh đốn. Diệp Phàm nói đến đây, vẻ mặt nghiêm khắc hướng về phía Mễ Nguyệt nói. Trưởng ban thư ký Mễ, bảo các bộ ngành liên quan lập tức thông báo, điều nhân viên có chuyên môn đến thực thi giám sát. Nếu trạm phát điện không nghe theo thì bộ ngành công an phối hợp chấp hành. Nếu người phụ trách cố ý không chấp hành, nên xử thế nào thì xử như vậy. Giọng điệu của Diệp Phàm rất cứng rắn. Tân lĩnh này còn có vương pháp, thiên hạ không phải chỉ có mình Diệp Phàm cậu. Việc này chúng ta sẽ phản ứng tình hình lên tỉnh. Chính quyền đồng lĩnh các cậu cố ý trả đũa trạm phát điện Hồng Cốc chúng tôi. Việc này chúng tôi tuyệt đối không phục, không phục. Tổng giám đốc Quách mặt đầy tức giận nói, cái mặt kia đen như than rồi. Phản ánh tình hình với Ủy ban Nhân dân tỉnh, đây là quyền của các ông, phải phản ánh xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm tôi sẽ không ngăn các ông. Về phần nói đến thiên hạ đồng lĩnh, đương nhiên không phải là của Diệp Phàm tôi lại càng không phải là ông. Thiên hạ này là của đảng, là của nhân dân. Diệp Phàm hừ nói. Bí thư Diệp, hồ chứa nước phía trên của trạm phát điện đã đầy rồi. Bí thư Diệp nếu khăng khăng muốn chúng tôi dừng sản xuất để chỉnh đốn cái hồ này đầy thì phải làm sao đây? Đến khi đó đẻ ô ngăn hồ đập, trách nhiệm này bí thư Diệp gánh không? Trạm trưởng thôi chơi một mánh lưới khác. Các ông không thể không có hệ thống thoát nước, lấy cái này ra hù dọa ai. Còn nữa, để tiết kiệm nước, hồ chứa nước của các ông đã trữ đầy nước rồi thì mở hệ thống thoát nước trả lại nước dùng cho khe suối cốc. Nước này là nước cứu mạng đối với người dân trại Hồng Lĩnh, nước sinh mệnh. Không cho phép các ông tùy tiện lãng phí. Diệp Phàm nói. Hừ, tôi thà lãng phí toàn bộ số nước ấy cũng không tháo vào khe suối cốc.
Phương án tháo nước này công ty chúng tôi sẽ tự xử lý, không nhọc Bí thư Diệp sắp xếp. Quách Dương đột nhiên xen vào nói, bộ dạng rất kiêu ngạo. Vậy được, đấy đích xác là việc của ông. Tuy nhiên, trạm phát điện Hồng Cốc các ông ở trong thành phố Đồng Lĩnh. Nước này là nước của nhân dân Đồng Lĩnh, chỉ là tạm thời cho các ông mượn để phát điện thôi. Tổng giám đốc Quách ông cứ khăng khăng làm theo ý mình, không coi chuyện của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh là chuyện quan trọng, vậy đơn giản. Tôi sẽ yêu cầu tổ kiểm tra an toàn đóng quân dài kỳ ở trạm phát điện Hồng Cốc. Tiếp tục kiểm tra, tìm ra tất cả các tai họa ngầm, giải quyết đến cùng các tai họa này. Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, cậu đang uy hiếp chúng tôi phải không? Quách Dương giận dữ, một tiếng thịch, bàn bị đập, ông ta cũng đứng lên. Thịch, một tiếng chói tai hơn, tiếng đập bàn truyền đến càng lớn. Lập tức, các đồng chí trong hội trường đều tròn mắt. Người nào cũng ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, bởi vì trước bàn chỗ ngồi của Diệp có thể nhìn thấy rất rõ bị đập nứt ra mấy khe hở, cái này cần lực tay rất lớn. Các ông nếu không phục tùng việc điều tiết lượng nước dùng của Ủy ban Nhân dân thành phố, Diệp Phàm tôi dám hạ lệnh niêm phong trạm phát điện Hồng Cốc của các ông. Trạm phát điện Hồng Cốc làm sao thì tập đoàn Vạn Thắng sẽ ra sao? Chẳng lẽ các ông không phải kinh doanh trên đất của nước Cộng Hòa? Diệp Phàm đứng lên vẻ mặt đầy chính nghĩa nói. Nước Cộng Hòa cũng là nhà nước pháp chế, không phải nhà nước thổ phỉ. Trạm điện Hồng Cốc này hiện tại thuộc sở hữu tư nhân. Về mặt nước dùng, chính quyền các anh dựa vào cái gì tự dưng can thiệp vào? Quốc gia còn có luật pháp. Quách Dương tuy còn dùng rằng bác lại, nhưng sự tự tin đã giảm đi nhiều. Bao Nghị, anh điều nhân viên công an phối hợp với chuyên gia về phương diện thủy lợi. Nếu như trạm phát điện Hồng Cốc dám cố ý cản trở, bắt người. Diệp Phàm đứng lên ra lệnh, dẫn theo mọi người đi ra. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại vẻ mặt khó coi của đám người tổng giám đốc Quách và trạm trưởng thôi. Một tiếng choang giòn vang, toàn bộ chén trà trên bàn bị tổng giám đốc Quách hất đổ xuống đất vỡ tan tành. Người này nhìn lên nói. Đây quả thực là thổ phỉ, cái gì mà nhân vật số một thành ủy, tôi thấy còn không bằng Sơn Đại Vương trước kia. Lão Quách, việc này, anh phải nghĩ cách khác đi. Chẳng phải người của tổng công ty đang ở đây sao? Chủ tịch của các anh dù sao cũng không đơn giản, nếu ra mặt thì lời nói cũng khá có phân lượng. Lúc này, phó chủ nhiệm Lưu Ích Hồng quay người lại hừ nhẹ một tiếng. Mẹ kiếp, vốn không muốn phiền toái ông chủ. Bây giờ xem ra không xong rồi. Quách Dương hừ giọng, quay lại nhìn phó chủ nhiệm Lưu, vẻ mặt châm chọc hỏi. Chủ nhiệm Lưu, hành vi vừa rồi của anh là không chân chính. Chúng ta là bạn như thế nào, ông chủ tốn rất nhiều sức lực trong việc cân nhắc điều anh về để hỗ trợ chuyện này. Không thể tưởng tượng anh chưa ngồi nóng chỗ tự nhiên cùi trỏ trạch ra ngoài. Việc ngày hôm nay, nếu để ông chủ biết được, tôi xem chủ nhiệm Lưu anh chỗ này còn có thể ngồi vững hay không. Lão Quách, tôi có chỗ khó xử của tôi. Nhân vật số một thành phố Đồng Lĩnh này thật không đơn giản, không thể đối đãi như các bí thư thành ủy bình thường khác. Chủ nhiệm Lưu thở dài. Anh có chuyện gì khó xử, nói ra xem nào, hôm nay nếu nói không ra chuyện này, tôi nhất định sẽ báo cáo đúng sự thật với ông chủ. Quách Dương khinh thường nói. Hai, tôi cũng không rõ sao lại thế này. Diệp Phàm là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh sao lại còn kiêm chức vị khác nữa. Thật không hợp tình hợp lý. Chủ nhiệm Lưu nói. Chức vị gì? Quách Dương truy hỏi nhanh. Phó chủ nhiệm phòng đôn đốc giám sát Bộ Công an, cũng là phó tổng giám sát trưởng. Tôi cũng là làm công tác giám sát cảnh vụ. Tuy nói chức vụ kia của anh ta cùng cấp bậc với tôi, đều là phó giám đốc sở. Nhưng bởi vì anh ta là chức vị của Bộ Công an, cho nên tôi vẫn phải gọi anh ta một tiếng lãnh đạo. Anh nói xem chuyện hôm nay có thế như thế nào đây? Chẳng lẽ lại thật sự chống lại mệnh lệnh, tuy nhiên, tạm thời để anh ta kiêu ngạo một lần đi. Anh ta làm bộ dạng như vậy rõ ràng là muốn nói chuyện lấy nước. Chính là muốn trạm phát điện Hồng Cốc các anh trả lại nước cho khe suối cốc. Lão Quách, anh có dự định gì không? Chủ nhiệm Lưu nói. Muốn trả lại nước, không có cửa, nước của trạm phát điện chúng tôi, dựa vào cái gì đòi trả lại nước cho khe suối cốc. Chúng tôi không phải tổ chức chuyên đi làm từ thiện. Không có dòng nước này, trạm phát điện Hồng Cốc chúng ta sẽ mất đi lợi nhuận. Hơn nữa xem chừng còn phải bỏ tiền ra, tuyệt đối không thể để họ dẫn nước đi. Huống chi, thái độ chống đối của họ, chúng ta thà để nước mục nát lãng phí hết cũng không cho họ một giọt nào.
Cái quái gì đòi đối đầu với Quách Dương tôi, chúng tôi sẽ đấu tới cùng. Quách Dương nói. Đúng vậy, nước của khe suối cốc chiếm tầm 4 phần tổng lượng nước của trạm phát điện chúng tôi. Không có nguồn nước này trạm phát điện Hồng Cốc cơ bản mở một máy là đủ rồi, sau sẽ dẫn đến một loạt các vấn đề. Như những nhân viên dư thừa sẽ đi đâu, còn nữa, thiết bị để đó không dùng lãng phí. Tổn thất hàng năm có thể lên tới hàng chục triệu. Trạm trưởng thôi nóng này, trạm phát điện mà không có lợi nhuận thì trạm trưởng này còn có tác dụng gì? Nhân viên dư thừa, đúng rồi, các anh trước đây nhận sắp xếp bao nhiêu công nhân thất nghiệp của nhà máy dệt Hồng Lĩnh? Chủ nhiệm Lưu ngẫm nghĩ một chút hỏi. Phỏng chừng có 50 đến 60 người. Trạm trưởng thôi nói. Đuổi đi toàn bộ, đã đòi nước của chúng ta thì những người này còn có tác dụng gì? Tổng giám đốc Quách khoát tay nói. Đến lúc đó ầm ĩ lên phải làm sao? Lúc trước có thỏa thuận ký kết. Trạm trưởng thôi mày nhíu lại rất chặt. Trạm trưởng thôi, cái này không đơn giản. Không phải chúng tôi không cần họ, là bí thư Diệp Phàm của thành phố Đồng Lĩnh ép buộc. Nước ở khe suối cốc cạn rồi, máy không vận hành rồi còn giữ họ làm gì? Cũng không thể đợi không chờ lấy lương. Nếu phải gây sức ép thì bảo họ đi gây sức ép với Diệp Phàm. Tốt nhất gây sức ép càng lớn càng tốt. Quách Dương nói, có chút âm mưu. Chương 2374, sử dụng biện pháp tay đẩy thái cực. Là do họ ép. Hơn nữa là do bọn họ bội ước trước. Trạm trưởng thôi gật đầu. Trở về đến trại Hồng Cốc, Tam Thúc Công mặt đầy nước mắt, kích động đến mức không nói nên lời. Bí thư Diệp, bao giờ bọn họ trả lại nước cho chúng ta? Đừng lo, nhất định bọn họ phải trả. Nhưng ngày mai vẫn phải mời chuyên gia đến xem làm thế nào để dẫn nước từ khe suối về. Nếu như đã bị bọn họ chặn dòng chảy rồi thì có lẽ bọn họ đã xây dựng một cái đập để ngăn nước. Nếu cho nổ thì không thể, giờ phải làm thế nào để giải quyết cho đúng? Có lẽ phải chờ vài ngày. Tôi sẽ cố gắng mời chuyên gia nhanh chóng đưa ra phương án, tranh thủ trước cuối năm nay có thể khôi phục nước ở khe suối được 3 phần so với trước kia. Đương nhiên, ngay lập tức trả toàn bộ nước lại cũng khó xử lý. Việc này chúng ta phải từ từ. Diệp Phàm khuyên giải. Đúng, đúng, chỉ cần trước cuối năm nay có thể nhìn thấy nước, chúng ta sẽ có thể sống yên ổn rồi. Tam Thúc Công gật đầu không ngớt. Ôi, con đường của các chú còn dài lắm, có nước rồi vẫn còn phải giải quyết vấn đề đường dẫn. Diệp Phàm thở dài. Không sợ, chỉ cần bí thư Diệp ủng hộ chúng tôi. Cho dù phải dùng cuốc để đào cũng phải đào cho được một đường dẫn. Hiệu trưởng Mã vẻ phấn khích nói. Yên tâm, việc này nhất định làm được. Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến các chú. Diệp Phàm nói. Lúc này Mễ Nguyệt nói. Bí thư Diệp, đội chiếu phim đã đến. Người trong thôn hỏi mấy giờ bắt đầu chiếu phim. Sau bữa cơm tối, khoảng 5 giờ đi. Diệp Phàm nói, việc chiếu phim chỉ là ngụy trang. Mục đích chính đương nhiên là để che giấu việc tối nay Diệp Phàm với Thiên Thông sẽ phải làm. Vừa về đến phòng, thấy Thiên Thông đang bắt chéo hai chân rung đùi. Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Thật chẳng ra gì, đây là cái nơi khỉ ho cò gáy gì, nhà của ủy ban thôn mà không có lấy một cái tivi, còn nói gì đến máy tính. Không ngờ thời buổi này vẫn còn nơi nghèo như thế này. Chẳng phải anh không thích xem tivi sao, ở đây có máy tính thì anh cũng không dùng được. Trương Cường ở bên cạnh châm chọc nói. Trương Cường, cậu muốn ăn đòn có phải không, suốt ngày chỉ thích đối đầu với tôi. Thiên Thông giơ nắm đấm lên. Ha ha, tôi tin là bí thư Diệp sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đến lúc đó, biến thành cái đầu lợn có lẽ là ai đó. Trương Cường cười nói, Tiểu Thiên đành phải bực tức trừng mắt nhìn không nói gì nữa. Thuốc đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm hỏi Trương Cường. Chuẩn bị xong rồi, chờ đến tối các cô ấy ăn cơm xong thì thuốc sẽ lập tức có tác dụng. Thuốc này anh yên tâm đi, không có tác dụng gì hết. Ngủ một giấc đến ngày mai là hết. Trương Cường cười khan. Hiệu quả thế nào, nếu giữa chừng mà làm cho người ta tỉnh dậy thì chúng ta sẽ bị lộ. Thiên Thông tôi là một đại hiệp ẩn thế, không muốn là một người nổi tiếng được người ta sùng bái. Tiểu Thiên mặt dương dương tự đắc. Xem anh kìa, đại hiệp cái dám gì? Diệp Phàm châm chọc anh ta. Tôi đến, người dân trong trại Hồng Cốc thật là tích cực, mới 4 giờ sân phơi nông phẩm trước tòa nhà ủy ban thôn đã chật kín người. Mọi người tự giác cầm ghế đi. Ngồi ngay ngắn thành từng khu vực. Lần này chiếu là bộ phim Mỹ First Blood,
Phim vừa bắt đầu chiếu, Diệp Phàm cùng với Trương Cường và Thiên Thông lặng lẽ đến Ngọc Diệp Am. Quả nhiên lợi hại, toàn bộ đã ngất hết rồi, tuy nhiên không bị lạnh. Trương Cường nói, lấy cái chăn che lại cho bọn họ. Diệp Phàm nói, ba người vội vàng đắp chăn lên cho tất cả các Nico. Lúc đắp chăn, Diệp Phàm nhân cơ hội quan sát gần hơn cô gái điên kia, phát hiện mặt rất là quen. Chỉ là không nhớ ra đã gặp qua ở đâu. Cuối cùng Diệp Phàm cho rằng có lẽ là trước kia đã gặp một người giống thế mà thôi. Tuy nhiên, cô gái điên này lúc ngất vẫn ôm chặt một con búp bê vải màu đỏ. Ở dưới hạ bộ của con búp bê có một chấm đen nhỏ. Diệp Phàm nhìn thấy phát buồn cười. Bao giờ trăng sẽ sáng, nâng chén hỏi trời xanh. Đêm nay tiên giới là năm nào? Tôi muốn theo gió lên trời cao, lại sợ đến cung điện mặt trăng rồi. Lại không chịu nổi giá lạnh. Người và bóng cùng nhảy múa với ánh trăng, nơi đâu có thể sánh bằng nhân gian. Ánh trăng phản chiếu khắp nơi, chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến người có tâm trạng không ngủ được. Ánh trăng vốn vậy không nên trách nó, nhưng tại sao chỉ khi người ta chia ly thì ánh trăng mới tròn? Tiểu Thiên cao hứng đọc bài thơ Thủy Điều Ca Đầu của Tô Đông Ba. Hay lắm, ở trên cao lại sợ giá lạnh. Vách đá này cao như thế, Trương Cường, cậu chuẩn bị dây thừng chưa? Tiểu Thiên nhìn lên vách đá cao gần bằng tòa nhà 20 tầng rồi thô lỗ nói. Hai sợi dây thừng thì dễ, chỉ cần dòng từ trên cao xuống là được, hơn nữa trên dây thừng còn có chỗ để đạp chân, tất cả đã được chuẩn bị, có thể xem biểu diễn rồi. Trương Cường nói, thịt Đông Ba của Tô Đông Ba rất ngon, bài thơ này tôi không hiểu, có phải là cậu đã học được ở Đại học Hải Giang, tôi là người thô lỗ không hiểu nổi bài thơ này. Thiên Thông cười nói, đúng. Có điều cậu khắc những cái đó sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi còn khắc bài Vọng Thác Nước Lư Sơn của Lý Bạch nữa, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung của Liễu Tông Nguyên và còn có Không Sơn Bất Kiến Nhân. Thiên Thông đưa tay nhấn máy tính in ra bài thơ. Kỳ lạ, tại sao anh lại không chọn Tương Tiến Tử của Lý Bạch? Nó chẳng phải phù hợp với tính cách thô lỗ của anh hay sao? Trương Cường châm chọc nói. Ha ha, tôi thích những cái này. Thiên Thông cười hai tiếng xảo quyệt. Tiểu Thiên, anh đúng là biết chọn đấy. Chọn được 30 bài tất cả đều là thơ tứ tuyệt, tổng hợp lại không bằng một bài Tương Tiến Tử của tôi. Diệp Phàm cuối cùng hiểu ra dụng ý của anh ta. Không sai, tôi hiểu rồi. Tiểu Thiên, anh âm mưu quá đấy. Có tổng cộng 60 bài thơ, anh đã chọn 30 bài tổng hợp lại có lẽ không đến 1.000 chữ. Anh xem còn lại của bí thư Diệp phải khắc, 30 bài này toàn là chữ. Hơn nữa lại toàn bài rất dài. Tổng cộng lại tính ra không dưới 10.000 chữ. Lợi hại, Tiểu Thiên đúng là lợi hại. Không được, bí thư Diệp, nhất định phải đổi cho nhau mấy bài mới được. Trương Cường thiếu chút nữa thì phát điên lên vì ảnh ta. Người tài làm nhiều mà, cậu cũng không phải không hiểu chứ. Tôi mới chỉ là cửu đẳng, còn Tiểu Diệp đã là cao thủ thập đẳng rồi. Một mình anh ấy chấp 10 tôi. Vì thế việc khắc chữ này đúng là khổ nhọc. Lại còn phải treo lên khắc ở nửa trên bức tường. Hơn nữa, Tiểu Diệp yêu cầu cao như thế. Yêu cầu phải dùng các kiểu chữ khác nhau để khắc. Như thế mới có thể thể hiện được sự thần bí, làm cho người ta không thể đoán ra được, phải làm sao cho thực sự huyền bí. Làm việc này, Thiên Thông tôi lại chẳng phải là một nhà viết thư pháp giỏi. Tiểu Thiên liền hành động trước, cầm bản phác thảo trèo lên dây thừng. Gã này đúng là... Diệp Phàm lắc đầu. Đành bực bội cầm bài Tương Tiến Tử đi lên trước. Việc khắc chữ trên tường này khiến cho cơ thể rất lao lực. Quan trọng là thời gian quá ngắn, một đêm phải làm xong. Trương Cường đã mang dao khắc đặc biệt từ tổ đặc nhiệm A đến rất sắc, lại thêm Diệp Phàm dùng nội công mạnh nên tốc độ khắc chữ tương đối nhanh. Tuy không thể nói là mềm như bùn nhưng cũng gần như thế. Chỉ là phải khắc theo nhiều kiểu chữ khác nhau, nên phải khắc bản chữ in của Trương Cường trước để dựa vào đó mà khắc tiếp. Đương nhiên tiến độ lại chậm đi rất nhiều. Kết quả là, sau một tối ba người đã mệt gần chết. Hơn nữa vì sợ người ta phát hiện nên phải ngụy trang. Không còn cách nào nữa, đành phải ngày mai làm tiếp thôi. Diệp Phàm thở dài. Chẳng phải tôi đã nói là chỉ làm ăn riêng một ngày sao? Tiểu Thiên vừa làm vừa nói. Anh ta cũng muốn bỏ cuộc. Vậy phải làm thế nào anh mới tiếp tục làm thêm một ngày? Diệp Phàm hừ nói. Thằng nhãi mông cong này, Diệp Phàm hiểu được anh ta muốn cái gì.
Quả nhiên Thiên Thông gượng cười nói đưa thêm cho anh ta 500.000 nữa anh ta có thể sẽ suy nghĩ ngày mai lại chịu khổ thêm một tối nữa. Anh thật là, tiền công của việc này không phải là thấp. Một tối ra giá 500.000, lại còn muốn hai củ nhân sâm 20 năm tuổi. Tổng cộng tiền công một tối của anh bằng hai đời làm việc của những người khác rồi. Trương Cường châm biếm nói. Chúng ta là cao thủ, cầm tiền lương như thế có thể phù hợp với tôi sao? Không thấy sao, tiền nào của đấy, bọn họ làm nổi không? Anh xem, câu thơ Nhật Chiếu Hương Lô Sinh Tử Yên khắc đẹp thế này, không khác gì đại sư. Có thể thật giả lẫn lẫn lộn đúng không? Đây chính là vấn đề, người thường có thể làm được không? Nhìn cũng không biết được đây là bút pháp của ai. Tiểu Thiên chơ chẽn không biết xấu hổ là gì. Đây là do khuôn mẫu của chúng tôi làm tốt, anh đúng là vô liêm sỉ quá. Tiểu Thiên à Tiểu Thiên, không ngờ nhìn mặt anh chất phác giống như một lão nông dân nhưng lại vô liêm sỉ như thế. Trương Cường tức giận. Đây không phải gọi là vô liêm sỉ, chúng ta dựa vào lao động để kiếm cơm ăn. Lao động là vinh quang, có gì mà vô liêm sỉ? Thiên Thông vẻ mặt tự đắc nói. Ngày hôm sau, tổ điều tra liên hợp đã đến trạm điện Hồng Cốc, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Buổi chiều các chuyên gia thăm dò nước đã trở lại. Diệp Phàm lập tức tổ chức hội nghị tổ chuyên gia. Tổng công trình sư Đinh Linh của Cục Thủy lợi thành phố là một nữ chuyên gia. Cũng có chút tiếng tăm ở Tấn Lĩnh. Cô ta báo cáo. Bí thư Diệp, thông qua buổi thăm dò thực địa hôm nay. Thực tế muốn đưa nước từ khe suối về không phải là đặc biệt khó. Khe suối ở trên đầu thượng nguồn không phải đặc biệt rộng, chỉ khoảng hơn 80 mét, đập cao 15 mét, khi đó tính toán để chống lũ an toàn ở trung tâm đập còn có hệ thống chống lũ. Có tất cả 3 cửa cống, trên thực tế chỉ cần mở cửa cống là nước có thể chảy về khe suối. Chỉ có điều do đã quá lâu không có lũ lớn, vì thế hạ lưu đã bị một số vật chặn lại. Ví dụ, việc dựng mấy túp lều bừa bãi bên bãi sông, vì nước khô cạn nhô lên những đống đá, còn việc mở đường mòn, trước tiên phải giải phóng toàn bộ mới được. Nếu như cứ mù quáng xả nước xuống thì sợ là sẽ mang đến nguy hiểm cho hạ lưu. Việc này dễ thôi, phát đi một thông báo khẩn cấp. Thành lập tổ cưỡng chế gồm Cục Thủy lợi, Cục Điện lực, Ban giải phóng mặt bằng, do Cục Công an thành phố dẫn đầu, bắt đầu kiểm tra, cưỡng chế từ cửa thoát lũ đến khe suối của trại Hồng Cốc là được. Có thể phân đoạn ra để tăng thêm tiến độ, mỗi người phụ trách một đoạn. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, vấn đề mấu chốt không phải ở đây. Lúc này Mễ Nguyệt nói. Trưởng ban thư ký Mễ có phải muốn nói vấn đề quan trọng là ở trạm điện? Diệp Phàm hỏi. Người ta căn bản không đồng ý bỏ không nước có thể kiếm ra tiền. Đến lúc đó, nếu cưỡng chế bọn họ phải mở nước, có lẽ cũng không hợp pháp. Dù sao trạm điện Hồng Cốc cũng là tư hữu của người ta. Làm thế nào để có thể tìm được một cách vừa làm cho bọn họ mở nước mà lại hợp pháp thì tốt? Mễ Nguyệt nói. Trước mắt thật khó để tìm ra cách như vậy, tuy nhiên nhìn từ phương diện dùng nước trong sinh hoạt, sản xuất của người dân trại Hồng Cốc, Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định sẽ xem xét, yêu cầu bọn họ mở một phần nước trước, như thế cũng hợp lý hợp pháp. Dù sao, kiếm tiền cũng không thể hy sinh lợi ích của nhân dân. Thế này đi, trước tiên bảo họ mở một cửa cống trước, bảo đảm khoảng 3 phần lưu lượng nước thường ngày để cho người dân trại Hồng Cốc có thể có một năm tốt đẹp. Còn việc sau này, chờ qua năm tính tiếp. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Ngọc Xuân Phong nói. Việc này sẽ do Chủ tịch thành phố Ngọc đi thương lượng một chút với người phụ trách của trạm điện Hồng Cốc. Đương nhiên, khi đi mang theo văn kiện liên quan phát xuống dưới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Lấy chân tình để cảm động đối phương. Dùng đạo lý để thuyết phục đối phương mà, tôi nghĩ, lòng người đều là máu thịt. Bí thư Diệp, nếu bọn họ cố chấp không mở nước thì làm thế nào? Ngọc Xuân Phong xin chỉ thị. Ha ha, ẩn họa trong sự an toàn của bọn họ đúng là nhất thời không có cách nào loại bỏ được. Diệp Phàm cười. Ngọc Xuân Phong vừa nghe liền hiểu ra, hóa ra bí thư Diệp đang dùng biện pháp tay đẩy thái cực. Người mở nước thì ta sẽ rút tổ điều tra về. Không mở nước thì ta sẽ cứ để trạm điện của ngươi ở đó, xem ai tốn kém hơn. Chương 2375, đặt nền móng. Tuy nhiên, lúc Diệp Phàm đem ý kiến này nói với Khổng Đoan qua điện thoại, không ngờ Khổng Đoan lại không đồng ý với cách này. Ý của Khổng Đoan là chờ thêm, chờ đến giờ tí tính toán kỹ rồi hãy nói. Chờ đợi, phải chờ đến bao giờ? Nhân dân trại Hồng Cốc mong nước đến mắt cũng không nhắm được.
Chúng ta phải khiến họ có một cái Tết yên vui, một năm không có nước, trong lòng họ sẽ thoải mái sao? Hơn nữa, về việc cải tạo ruộng căn bản, tổ chuyên gia cũng nêu ra vấn đề nước. Nếu không có nước thì cải tạo ruộng chỉ có thể là nói suông. Huống chi việc hôm đó ông lại không nhìn thấy. Chúng ta không kịp thời giải quyết vấn đề này, có lẽ bọn họ sẽ mất lòng tin đối với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đồng lĩnh chúng ta. Việc này, không thể được. Nói phải thì phải làm, hôm đó trước mặt mọi người chúng tôi đã hứa rồi, thế thì phải thực hiện. Diệp Phàm nghiêm túc nói, tự nhiên là phê bình ý của Khổng Đoan. Nhưng chúng ta làm như vậy giống như là cưỡng đoạt, xã hội pháp chế rất có thể khiến cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chúng ta mất người. Tập đoàn Vạn Thắng không phải là một quả hồng mềm, họ cũng có thực lực nhất định ở tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta. Trụ sở chính của người ta lại ở tỉnh, đến lúc đó nói đi nói lại có thể sẽ đến tai lãnh đạo tỉnh ủy. Đối với đồng lĩnh chúng ta mà nói, đây không phải là việc tốt. Ý của tôi không phải là không cần nước, nước nhất định phải có. Nhưng phải chờ đến khi chúng ta nghĩ ra cách đã. Đến lúc đó bọn họ nhất định phải mở nước có phải thế không nào? Khổng Đoan giải thích. Diệp Phàm hiểu rằng, người này căn bản không đồng ý với chủ trương của mình. Chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Nếu như việc của trạm điện Hồng Cốc thực sự có liên quan đến Khổng gia, thì từ lúc bắt đầu xây dựng trạm điện đến khi bán đổ bán tháo điện có lẽ Khổng Đoan hẳn là biết được việc này. Chỉ là người này đang giả ngốc mà thôi. Không kịp nữa rồi, trước tiên phải mở được 3 phần lượng nước để người dân trại Hồng Cốc có một cái Tết đầm ấm rồi nói sau. Diệp Phàm hết sức hống hách nói. Vậy được, anh quyết định là được rồi. Khổng Đoan miễn cưỡng nói, tuy nhiên Diệp Phàm cũng nhận ra sự bất mãn trong lời nói của ông ta. Khổng Đoan cũng không có cách nào, nếu không đồng ý đến lúc truyền ra ngoài, thế chẳng phải là chủ tịch thành phố ta không lo cho cuộc sống của nhân dân. Bất luận thế nào Khổng Đoan cũng không thể bị chụp mũ. Sau cuộc họp, Mễ Nguyệt tìm đến Diệp Phàm. Bí thư Diệp, đây cũng không phải là cách làm lâu dài. Cần phải giải quyết tận gốc vấn đề nước sinh hoạt và sản xuất của người dân trại Hồng Cốc, như thế phải tìm ra một yêu cầu hợp lý, tốt nhất là ký được hiệp định với trạm điện, bọn họ sẽ không thể tùy ý mở hoặc đóng nước. Mễ Nguyệt nói, việc này trực tiếp tìm gặp bọn họ cũng không có tác dụng gì. Bây giờ chúng ta cũng không có thời gian để tìm biện pháp nữa. Tôi nghĩ, muốn giải quyết tận gốc vấn đề trạm điện Hồng Cốc và trại Hồng Cốc, thì phải rút củi dưới đáy nồi mới được. Diệp Phàm nói. Rút củi dưới đáy nồi, rút thế nào? Mễ Nguyệt chớp đôi mắt phượng, hỏi. Điều tra nguyên nhân thực sự của việc bán đổ bán tháo của trạm điện. Trong này nhất định có chuyện mờ ám. Chỉ cần điều tra ra, đến lúc đó không chừng lại có thể thu hồi được trạm điện. Đến lúc đó trạm điện là của ủy ban nhân dân chúng ta chưa thể tính hết được. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, làm như thế có thể sẽ làm liên lụy đến nhiều đồng chí. Sau khi vừa chịu sự điều tra về hàng loạt sự việc của tổ thanh tra nội các chính phủ, liệu có dẫn đến sự phản đối gay gắt của những đồng chí bên dưới hay không? Mễ Nguyệt lo lắng, nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Hơn nữa, tôi có chút lo lắng. Bí thư Diệp, anh là một cán bộ tốt, hết lòng vì nhân dân. Nhưng sẽ gây thù oán rất nhiều, e rằng công việc sau này sẽ khó khăn hơn. Huống chi việc của trạm điện phức tạp, rốt cuộc là như thế nào thì cũng chưa ai biết được. Có thể ban đầu có nhiều nguyên nhân bất đắc dĩ trong việc của trạm điện. Không giống như những gì báo chí đã nói. Nguyên nhân chính trong đó có lẽ bọn họ cũng không hiểu rõ. Có vài việc, bên ngoài là như thế nhưng thực tế lại không phải thế. Có cách gì đây, kẻ không làm việc là đạo trung dung của kẻ làm quan, hạng người này chỉ cần có mối quan hệ, sớm muộn gì cũng sẽ được đề bạt. Còn người làm được việc lại ắt sẽ gặp phải sự đố kỵ của người khác. Bởi vì anh muốn làm việc thì lại phải đụng chạm đến lợi ích của một vài người. Không làm việc không phải là tính cách của Diệp Phàm tôi. Việc này, nếu đắn đo nhiều sẽ không làm được. Vì thế tạm thời tôi không muốn suy tính xem đầm nước sâu bao nhiêu nữa, có đụng chạm đến lợi ích của ai, ai chọc giận đến ai. Trước mắt mà nói, phải giải quyết xong vấn đề cấp bách của người dân trại Hồng Cốc. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Vâng. Mễ Nguyệt không nói gì nữa. Tuy âm thanh đáp lại rất nhỏ, nhưng đây là thái độ của Mễ Nguyệt, bất kể như thế nào, cô ta cũng ở bên phía Diệp Phàm. Thành phố Long Giang, trong một phòng làm việc trang trọng của tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Vạn Thắng. Ở góc phòng có đặt mấy chiếc ghế sofa cá nhân,
lúc này có một người trung niên mặc một bộ com lê màu đen, tóc được chải rất nổi bật đang ngồi ở đó. Người này chính là Liễu Tây Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thắng, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Long Giang. Là một trong 10 người giàu nhất tỉnh Tấn Lĩnh. Ngồi đối diện ông ta là Quách Dương, Giám đốc Quản lý Điện lực của Tập đoàn Vạn Thắng. Chủ tịch Liễu, tuy trạm điện Hồng Cốc chỉ là một trạm điện nhỏ, một năm thu nhập cũng không vượt quá mấy chục triệu, nhưng trạm điện Hồng Cốc treo tấm biển của Vạn Thắng. Tên tiểu tử Diệp Phàm ở Đồng Lĩnh kia làm như thế, rõ ràng là ăn hiếp Vạn Thắng chúng ta. Việc đã đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Ông không nhìn thấy, hôm đó hắn ta kiêu ngạo thế nào đâu, căn bản không xem Vạn Thắng ra gì. Chủ tịch Liễu, tôi theo ông cũng mấy chục năm rồi. Từ khi Vạn Thắng bắt đầu lập nghiệp đến trở thành dẫn đầu giới thương nghiệp ở Tấn Lĩnh như bây giờ, tôi vẫn chưa gặp phải người cán bộ nào kiêu ngạo như thế. Nếu như hắn ta là thành viên của tỉnh ủy thì hắn kiêu ngạo cũng có thể. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một bí thư thành ủy thành phố cấp tỉnh, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như thế. Anh muốn kiêu ngạo cũng được, nhưng cũng không thể mang Vạn Thắng chúng ta ra làm trò khỉ được, hắn tìm nhầm người gây sự rồi. Quách Dương vẻ mặt phẫn nộ nói. Thực ra, Quách Dương không chỉ là thuộc hạ của ông ta, mà hai người là thân thích. Nghe các anh nói, tôi không thể không khâm phục người này. Không ngờ Chủ tịch Liễu lại nói như vậy, Quách Dương nghe xong liền ngẩn người ra, nhìn Chủ tịch Liễu không hiểu tiếp theo ông ta sẽ nói gì. Chủ tịch Liễu còn khâm phục Diệp Phàm, người còn cáo trạng thế nào nữa, thế chẳng phải tự làm mất mặt sao? Chủ tịch Liễu đặt nhẹ chén trà xuống bàn, nói tiếp. Khâm phục thì khâm phục. Nhưng người này làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tôi không tin là hắn thực lòng vì người dân ở trại Hồng Cốc. Bây giờ có những vị quan chức, nói thì rất quang minh chính đại, nhưng thực chất trong bụng đều là mèo mả gà đồng. Trong việc này, có lẽ hắn ta đã ngắm vào trạm điện Hồng Cốc của chúng ta. Sau đó muốn ép chúng ta chia phần cho hắn. Chẳng qua hắn muốn chúng ta tặng cổ phần cho hắn. Nếu hắn không ép chúng ta, tặng thì cũng không sao, cũng chỉ là mấy triệu. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta quyết không thể cúi đầu. Hạng người này vì tiền mà mất đi đạo đức, tôi thấy người này căn bản không hiểu thế nào là đạo làm quan. Anh lộ liễu như thế, sớm thích chơi với tiền như thế, rõ ràng là đã làm mất thể diện đội ngũ quan chức. Chơi với tiền chẳng phải cũng phải có nghệ thuật. Bất hiển sơn, bất lộ thủy mà người ta tự động mang tiền tặng, đó mới là người biết đạo làm quan. Quách Dương nói. Ha ha ha. Chủ tịch Liễu cười. Suy nghĩ rồi nói. Suy đoán của anh cũng có thể đúng, tuy nhiên tôi thấy hình như không phải thế. Không như thế, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì, lẽ nào thực sự như những gì hắn nói, một lòng giúp đỡ người dân ngu muội ở trại Hồng Cốc. Việc này đối với hắn ta mà nói thì có cái gì tốt, có lẽ không phải như thế chứ. Quách Dương không tin. Ha ha, anh lại nghĩ sai rồi. Là một thành viên của thành phố Đồng Lĩnh. Hắn đương nhiên phải giải quyết vấn đề cho người dân ở đây. Anh có thấy không, quan chức bọn họ thích làm nhất việc gì? Chủ tịch Liễu cười nhạt nói, tỏ ra rất bí hiểm. Thích làm việc gì, giở trò bịp bợm, loại quan chức này có. Loại quan chức làm việc thật cũng có, giống với đồng chí Tiêu Dụ Lộc. Tôi thấy hắn ta không giống như đồng chí Tiêu, từ điệu bộ của hắn ta tôi cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, nếu hắn không phải là thật lòng làm việc mà chỉ là bịp bợm thì đó chẳng phải là đang làm trò sao? Đúng rồi, chính là đang làm trò, muốn lập chiến tích đây mà. Quách Dương tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, anh không thấy, việc của trại Hồng Cốc chỉ là một việc nhỏ. Tại sao hắn lại làm lớn chuyện lên như thế? Anh đã chứng kiến bao nhiêu người rồi, lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch tỉnh Điền đều đi xuống. Hàng loạt người xuống như vậy, đương nhiên là vì thành tích. Đương nhiên, quan chức khi lập được thành tích thì cũng luôn có thể làm được nhiều việc cho nhân dân, đây là hai cấp đều có lợi. Do đó việc lần này, Diệp Phàm nhất định nắm lấy, cũng chính là muốn chúng ta nhất định phải xả nước. Tuy nhiên, muốn chúng ta xả nước, hắn nghĩ sai về chúng ta rồi. Nếu từ đầu hắn có thể nói điều hơn lẽ phải thì có lẽ Liễu Tây Hà tôi cũng có thể đồng tình chút nào đó. Bây giờ hắn muốn ức hiếp, Liễu Tây Hà tôi trước giờ không phải là một kẻ nhu nhược. Nếu như thích hiếu thắng thì chúng ta sẽ chơi với hắn ta. Liễu Tây Hà tỏ rõ khi phách đại vương. Có lẽ Diệp Phàm dựa thế của Chủ tịch tỉnh Điền và phong thanh lục của Bộ Tài chính,
cho rằng việc này bọn họ sẽ vì mình mà ra mặt, vì thế mới hống hách như vậy. Tuy nhiên chủ tịch Liễu, hai người này có lẽ cũng đang theo dõi việc này, nếu hai người bọn họ thực sự muốn bao che cho Diệp Phàm, chúng ta thực sự có khó khăn đấy. Phong Thanh Lục ở Bộ Tài chính, tuy là quan lớn, nhưng ở cách chúng ta cũng xa hơn một chút. Còn chủ tịch tỉnh Điền nghe nói được liệt vào một trong những nhân vật lớn của tỉnh ủy. Việc này, nếu ông ta nhúng tay vào thì thực sự không dễ đối với chúng ta. Sắc mặt Quách Dương trầm xuống. Không hẳn. Chủ tịch Liễu lắc đầu, nhìn Quách Dương đang tỏ ra khó hiểu, chủ tịch Liễu nói. Quan chức bây giờ, nếu việc không có liên quan đến bản thân thì sẽ không muốn lo chuyện bao đồng lại nguy hiểm đến bản thân. Hai người bọn họ sẽ nghe ngóng xem tập đoàn Vạn Thắng chúng ta có phải là nhu nhược hay không. Chủ tịch tỉnh Điền nhất định hiểu rõ thực lực của chúng ta. Việc này, bọn họ đã đi trước rồi, mà còn chưa đến trạm điện Hồng Cốc, cũng chính là chứng tỏ bọn họ không muốn đụng chạm đến trạm điện Hồng Cốc, vì thế lựa chọn việc rời đi để lảng tránh. Việc bọn họ bỏ đi cũng có thể giải thích được, muốn giải quyết vấn đề nước thì đó là việc của Ủy ban Nhân dân thành ủy thành phố đồng lĩnh các người. Anh nghĩ bọn họ sẽ ra tay sao? Xem ra sẽ không đâu, đổi lại là tôi thì tôi cũng không muốn rước họa vào thân. Quách Dương gật đầu, ánh mắt tỏ ra rất khâm phục. Vậy rốt cuộc phải làm thế nào đây? Diệp Phàm đã ép rất mạnh rồi. Hơn nữa hai máy của chúng ta cũng đã dừng hoạt động. Chúng ta không xả nước, hắn không cho chúng ta đi vào sản xuất, tổn thất là việc nhỏ nhưng quan trọng là làm mất thể diện của tập đoàn Vạn Thắng chúng ta. Quách Dương lại bắt đầu nổi giận.